Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một ứng dụng, đó là ứng dụng Xwatch. Đây là ứng dụng vừa chơi game vừa kiếm tiền hot nhất năm 2024. Và đây là số tiền mình nhận được sau 2 ngày chơi trên app. Trong Xwatch bạn có thể kiếm tiền bằng cách chơi game. Hiện tại có 2 game kiếm tiền cực kỳ nhanh và có tỷ lệ thắng cao, đó là game Vua Thoát Hiểm và Chạy Đua Tốc Độ. Trong game Vua Thoát Hiểm chỉ cần chọn phòng để trốn sát thủ. Mẹo để thắng là xem kết quả các vòng trước và vào vòng mà sát thủ đã vào để né sát thủ với tỷ lệ thành công lên đến 80%. Trò chơi chạy đua tốc độ mang lại trải nghiệm giống như game đua ngựa. Chọn nhân vật yêu thích và đặt xu vào. Nếu trúng, bạn sẽ được nhận thưởng gấp 5 lần. Xwatch còn cung cấp dịch vụ nạp game giá rẻ, giảm đến 5%. Và hợp tác với các đối tác game mobile uy tín như Liên Quân, Free Fire, Tốc Chiến. Vậy đừng chần chờ gì nữa. Nhấp vào đường link bên dưới phần mô tả để trải nghiệm và kiếm tiền ngay hôm nay nhé. Đừng quên nhập mã mời để nhận thưởng đặc biệt. Chắc hẳn là trong chúng ta ở đây ai cũng có một mối tình bọ xít thời còn đi học có đúng không? Còn nếu mà ai không có thì ui sởi, lêu lêu. Tôi xin vỗ ngực tuyên bố tôi có gấu thời còn đi học cấp 3 và đấy là mối tình đầu của tôi. Thời đấy thì tôi còn không nghĩ là tôi với nó lại có thể yêu được nhau, vì là khu tôi và khu nó sống là hai khu không hề ưa nhau. Còn ở trên trường trước khi chuyển qua lớp tôi học thì lớp tôi và lớp nó là đối thủ bóng đá với nhau thì không hề thích nhau rồi. Đợt đấy thì sau khi mà nhập học cấp 3 xong thì tôi được tuyển thẳng vào lớp chọn tại vì là thành tích thi của tôi khá là tốt. Còn nó thì chỉ được xếp trong một lớp hạng phổ thông, nơi mà có rất nhiều những anh tài, học thì ít, vui chơi quậy phá, đàn đúng thì nhiều. Tôi và nó thì không hề biết nhau cho đến một lần hai lớp có một kèo đá bóng chung. Nó đi theo với mấy đứa con gái nữa để cổ vũ cho lớp nó. Thế đấy chúng tôi đi đá bóng thì toàn là sân cỏ bình thường và không hề có trọng tài, vậy nên là toàn chơi luật rừng với nhau thôi. Mà trong trận bóng thì làm sao có thể tránh khỏi những va chạm có đúng không? Hễ mà có va chạm mạnh hay là tình huống cãi nhau dẫn đến thua thiệt cho lớp nó, thế là nó lại sừng cố lên, cãi như được mùa. Đỉnh điểm nhất là khi hết trận bóng thì lớp nó thua bét nhè trà đỗ khoai. Nó mặt thì hầm hầm đứng ra giữa sân bóng chống lạnh, mồm thì như cái loa phát thanh văng tục và nói những lời rất là khó nghe về lớp tôi. Thế chứ để diễn tả về nó lúc đấy như thế nào cho dễ hiểu thì như kiểu chị đại xong rồi được sắm skill sư tử hống vậy. Lắm mồm và chua ngoa kinh khủng khiếp luôn. Lúc đấy mà lớp tôi nhỡ của đứa nào ngứa tay ngứa mồm bật lại thì chắc là nó ba máu sáu cơn thiên la địa võng vị xuân quyền các kiểu đưa ra tung đòn luôn ấy. Vậy là ngay từ hôm đấy lớp tôi và lớp nó ghi danh sử sách về sự không ưa nhau. Không phải nói chứ trong mắt tôi thì nó là một cái đứa xấu tính, xấu nết, xấu tệ hại, xấu hơn cả chữ xấu luôn. Tôi còn ghét nó đến cái mức mà thề sống thề chết chứ không yêu đứa nào kiểu như thế luôn. Ấy thế mà ghét của nào thì trời sao luôn cho cái của đấy. Tiếp tục với câu chuyện của chúng ta thì tôi muốn giới thiệu sơ qua một chút về nữ chính, mối tình đầu của tôi. Cái nhân vật mà phần trước tôi vẫn cứ gọi là nó đấy thì bạn đấy là đứa con thứ hai của một gia đình ba chị em gái, nhà bạn đấy thì cũng khá là có điều kiện. Thời đấy thì đa phần chúng tôi đi học đều đi bằng xe đạp chứ không có xe đạp điện nhiều như bây giờ đâu. Nhà của nó thì chỉ cách trường cỡ 4 đến 5 cây số nhưng bố mẹ nó vẫn sắm cho một xe đạp điện đi học như bình thường. Chính vì là nhà nó có điều kiện vậy nên là sau khi học hết lớp 10, bố mẹ nó cảm thấy nó học ở lớp đấy không còn được tốt nữa. Vậy là bố mẹ nó xin cho nó sang lớp chọn để học. Thời đó thì ngoài lớp tôi ra thì còn một lớp chọn nữa ở trong khối. Quả này thì mới đúng là chuyện tâm linh với lại duyên trời sắp đặt không đùa được đâu này. Rõ ràng là ở trong khối có hai lớp chọn liền, lớp kia thì tốt hơn lớp tôi rất là nhiều. Ấy thế sao lại chuyển sang lớp tôi học? Quan ra ngõ hẹp, cuối cùng lại gặp nhau. Ôi giời ơi. Ngày nó được cô giáo chủ nhiệm đưa vào trong lớp và đứng ở giữa lớp giới thiệu cho mọi người thì tôi là người đầu tiên vỗ tay tán dương và trong bụng nghĩ kỳ này thì mày đứt luôn với ông rồi con ơi. À phải khoe thêm cái nữa, đấy là lần đấy thì tôi là lớp trưởng, vậy nên là mọi quyền hành đều nắm trong tay tôi hết. Đang vuốt râu về mưu tính kế thì bỗng nhiên cô chủ nhiệm gọi tôi làm tôi giật hết cả mình. Lớp trưởng, giờ cô sẽ giao bạn Phương Anh lại cho em nhé, vì là bạn ấy mới chuyển từ một lớp phổ thông lên thế nên là học lực của bạn ấy khá là kém. Bạn ấy sẽ ngồi cạnh em và em nhớ kèm cặp bạn ấy để theo cùng chương trình với lớp nhé. Tôi đơ người luôn và chỉ kịp ơ lên một tiếng. Mặt của nó sau khi nghe xong lời của cô chủ nhiệm thì cũng đã nhau hơn trái táo tàu luôn, kiểu rất là bất lực, sau đó đi về chỗ tôi ngồi. Cái lúc mà nó đứng chửi chúng tôi ở sân bóng chắc không nghĩ đến ngày hôm nay đâu nhở. Và từ đó thì những ngày tươi đẹp của nó trong ngoặc kép chính thức bắt đầu. Này này, hồi còn đi học ấy có ai ngăn bàn ngăn ghế ra với bạn nữ ngồi cùng bàn không? Kiểu như là lấy bút xóa hay là phấn chia đôi bàn chia đôi ghế ra vì nam nữ thụ thụ bất thân ấy. Tưởng chừng như là mấy cái trò đấy chỉ dành cho mấy bạn thiếu niên nhi đồng cấp 1 hay là cấp 2 thôi. Ai dè là 16, 17 tuổi đầu rồi mà nó còn ngăn bàn ngăn ghế ra với tôi với một lý do là tao không thích cái thằng bốn mắt như mày. Ây chà chà, được quá nhở. Nhưng mà vỏ quýt dày thì chắc chắn có con dao sẽ gọt được. Và từ đó là những cái phi vụ kiểu như mất bút này, mất thước hay là mất sách vở hay là sách vở bị vẽ bậy liên tục xảy ra ở chỗ tôi và nó ngồi. Cái kiểu ăn miếng trả miếng của tôi và nó nhiều như cơm bữa và bí ẩn đến cái mức đến Conan còn không giải ra và tìm được đáp án cơ mà. Bây giờ mà nhiều khi nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình trẻ trâu vãi trưởng luôn. Ở lớp thì tôi đã được giao nhiệm vụ là kèm cặp nó học mà nó tiếp thu rất là chậm, vậy nên là rất là bực mình luôn. Cùng với đó là tôi cũng chẳng thích nó nữa nên là nhiều khi buông những cái lời rất là khó nghe. Đỉnh điểm là thời gian chuẩn bị thi giữa kỳ 1 tôi lại phải kèm cặp nó môn toán, môn mà nó yếu nhất luôn. Hôm đó thì tôi rất là bực mình luôn tại vì kèm cặp cho nó vậy nên là không được đi đá bóng cùng với lớp. Chưa kể là một câu dễ nhất trong bài thi mà giải thích mãi mà nó không hiểu. Vậy là tôi ba máu sáu cơn sấm chớp đùng đùng kamezoko các kiểu. Mặt thì đỏ phừng phừng, mắt thì nhìn chằm chằm vào nó, nghiến răng hết sức bình sinh để có thể hét lên một câu mắng nó, một câu mắng rất là thậm tệ, một câu nói mà đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất là áy náy khi đã nói ra với nó như thế. Các bạn
có đang thắc mắc là tôi mắng gì nó mà đến mức tôi phải áy náy như thế không? Cái câu này thì nó rất là tiêu cực và thâm nho luôn, vậy nên là các bạn đừng có học theo tôi nhá. Đến lúc đấy thì tôi đúng kiểu giận quá mất khôn nên là cũng buông những cái lời như thế này. Ê này mày, tao hỏi mày khí không phải nhá. Gen di truyền nhà mày là họ Ngưu Ma Vương à? Hay là do chất dinh dưỡng mày ăn từ bé đến giờ nó không chạy lên được đến não? Để đến bây giờ thì mày học dốt và chậm tiêu đến như vậy. Kiểu mà học hành giống như mày thà đẻ quả trứng ăn còn hơn. Khi mà đã xả được cơn bực tức trong người cùng với là giận cá chấm thớt xong thì tôi quay sang nhìn nó. Bình thường thì nó sẽ rút mấy cái chiêu thức võ mồm học của mấy bà bán cá ngoài chợ ra để cãi lại với tôi. Ấy vậy mà hôm nay thì lại không. Mặt nó tối sầm lại, rưng rưng rồi chỉ cúi mặt nhìn xuống trăng vở. Đến lúc này thì tôi mới cảm nhận được là hình như mình đã hơi quá lời và sai thật sự rồi. Mất khoảng mấy giây gượng gạo thì tôi mới nói lên vài câu để chữa ngựa. Thôi, bài này mai để giảng tiếp đi. Mày không hiểu thế nên là thôi để mai cũng được. Với lại trời cũng sắp mưa rồi thì mày cũng sở về đi, nhà xa, còn tao cũng về để nấu cơm đây. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm quay lại nhìn tôi luôn. Thế là nó cho hết đồ đạc, sách vở vào ba lô rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Để diễn tả khuôn mặt của nó lúc đó trông như thế nào thì vừa đáng thương vừa đáng sợ luôn. Nhà tôi thì cũng chỉ cách trường cỡ độ 200m, vậy là tôi đi bộ về. Tôi vừa bước ra được cổng trường thì trời bỗng nhiên tối sầm, trời buồn, trời đổ cơn mưa. Vậy là tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào nhà có mái hiên gần đấy để trú mưa. Dưới cái cơn mưa rào nặng hạt đấy thì tôi lia mắt nhìn ra đường. Thì ô kìa, ai kìa, trời mưa không vào trú mưa lại ra đây tắm tiên à? Tôi lau đi hai mắt kính rồi nhìn lại lần nữa. Ơ kìa, người quen mà nó không phải đang tắm mưa đâu mà nó bị xòe xe đấy các ông ạ. Ghét nhau thì ghét thế thôi, nhưng mà nhìn thấy cảnh đấy thì làm sao mà trơ mắt lên được. Vậy là tôi chạy vội ra đỡ nó dậy rồi dắt cả người cả xe đi vào trong mái hiên. Giờ thì tôi không ghét được nó nữa rồi, nhìn nó thảm hại lắm luôn. Người nó thì ướt từ đầu đến chân, chưa kể là con xe đạp điện khi mà bị nước vào hỏng luôn ác quy luôn. 1m57, 48kg mà đạp con xe hoặc là đẩy con xe này về là cũng ối rồi ôi đấy. Chưa kể là tay chân rồi đầu gối đều bị xước sát hết nữa. Còn một cái chi tiết nữa mà hễ cánh mày râu nào nhìn thấy chắc là xịt hết máu mũi luôn. Có ai ở đây giỏi môn hóa học không? Giải thích hộ tôi cái phản ứng này cái. Phản ứng này thì gồm có một bạn nữ mặc áo trắng tác dụng với lại nước mưa. Và kết quả thu được đấy là tất cả cánh mày râu nhìn thấy đều xịt máu mũi, có đúng không? À mà tôi thề lúc đấy tôi đứng với nó tôi không nhìn thấy cái gì đâu nhá. Tôi nhìn ra ngoài trời đang mưa thì với cái khả năng tiên đoán của tôi thì trời này còn lâu mới tạnh. Quay sang bên thì tôi đã thấy mặt nó nhợt nhạt, tái đi vì lạnh. Mấy cái chỗ mà bị ngã xe xước sát thì chỗ thì thâm lại, chỗ thì vẫn đang rỉ máu. Nó thì chỉ ngồi co ro một chỗ, vừa lạnh vừa hỏng điện thoại vừa hỏng cả xe nữa. Vậy là tôi quay sang đề xuất với nó như thế này. Này, Vương Anh ơi, hay bây giờ về nhà tao đi. Nghe thấy thế thì nó trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Mày bị điên à? Về nhà mày để mày ăn thịt tao à? Tôi kiểu rất là sửng sốt và đáp lại: What the hell? What the con lợn? Mày đã từng soi gương chưa hả Phương Anh? Mày bị ảo tưởng à hay là tự tin thái quá à? Mày mà so với lại crush của tao thì còn chưa bằng một góc nữa. Đã xấu người, xấu cả giấc mơ lại còn bị ảo tưởng nữa. Nó chỉ cười tít mắt một cách đáng yêu rồi quay lại hỏi tôi: Thế mày định đưa tao về nhà mày để làm cái gì đấy? Khuôn mặt tôi rất là kinh khỉnh quay lại trả lời nó: Dạ, con thưa với bà cô là bà cô ướt hết rồi, lại còn xước xát, hỏng xe, hỏng điện thoại nữa. Trời mưa như thế này thì còn lâu mới tạnh, vậy nên là bà cô về nhà con cho đỡ lạnh thay đồ, có cả bố mẹ con ở nhà nên bà cô không lo bị ăn thịt đâu. Làm việc tốt lại còn bị nghi ngờ nó mới sợ. Lúc đấy thì mắt nó tròn xoe lại long lanh nhìn tôi. Thấy nó nhìn mình như thế thì tôi cũng khá là ngượng ngùng. Loay hoay một lúc thì tôi cởi cái áo khoác của mình ra đưa cho nó mặc và nói: Mày mặc vào đi rồi đi theo tao về cho đỡ lạnh. May mà hôm nay đi học trời nắng thế là tao mới đem cái áo khoác này đi để chống nắng đấy. À mà mày có bị hôi nách không đấy? Hôi nách thì nhớ đem về giặt đi cho tao cho sạch nhá. Nói đến đây xong thì tôi đeo ba lô của nó vào và dắt xe của nó đi về nhà. Nó vẫn kịp giơ tay ra véo tôi một cái đau điếng rồi lẽo đẽo đi theo tôi. Tôi đưa nó vào nhà thì vẫn là còn sớm, vậy nên là bố mẹ tôi vẫn chưa đi làm về. Tôi cho nó một cốc nước ấm bảo nó uống đi rồi đợi tôi một chút tôi lấy quần áo cho nó. Khổ nỗi ở đây đây là bố mẹ tôi thì vẫn chưa về, tủ quần áo thì vẫn khóa, vậy là tôi đành phải lấy quần áo của tôi cho nó mặc. Mới đầu thì nó còn khá là ngập ngừng tại vì quần áo của tôi khá là rộng mà người nó thì bé. Nhưng rồi thì nó cũng vui vẻ cầm lấy quần áo và đi vào trong phòng tắm. Trước khi đóng cửa phòng tắm thì nó còn quay lại tra khảo tôi: Cửa phòng tắm của nhà mày có an toàn không đấy? Hay là trong phòng tắm mày có lắp đặt cái gì để xem trộm không ấy? Tôi nhìn chằm chằm vào nó rồi cáo lên: Mày có bị điên không đấy? Đây là nhà tao, tao lắp cái gì ở trong đấy hả mày? Nó còn kịp lườm nguýt tôi trước khi đóng cửa. Ai mà biết được, mày đừng có nhìn trộm đấy. Rồi nó đóng cửa làm cái rầm. Trong lúc mà đợi nó tắm thì tôi gọi báo của chủ nhiệm và hỏi số bố mẹ nó để đưa nó về. Sau khi tôi gọi xong xuôi thì nó cũng tắm xong. Nó bước ra khỏi nhà tắm khiến tôi khá là sững sờ. Lúc nó mới bước ra khỏi nhà tắm thì tôi đã nhìn thấy cái gì mà sững sờ đến như vậy. Trước lúc mà nó vào đi tắm thì tôi đã đưa quần áo cho nó rồi, vậy mà bây giờ nó ra thì nó lại quấn khăn. Thấy tôi đang có một cái dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu như thế, dường như nó đã hiểu ý. Nhìn mà nó kiểu rất là bất lực ấy, sau đó thì phụ phịu: Mày không hề hỏi đâu, tao biết là mày định hỏi tao cái gì rồi. Tao mới chỉ kịp mặc cái quần thôi, còn cái áo tao bị rơi xuống sàn bị ướt hết rồi, nên tao mượn cái khăn tắm của mày để quàng tạm, còn mày vào trong kia lấy hộ tao cái áo khác được không? Nói xong được câu đấy thì mặt nó đỏ bừng hết cả lên. Tôi thì cũng đã hiểu ra được vấn đề rồi, nhưng làm sao tránh được khỏi vài giây tưởng tượng có đúng không nhỉ? Nhưng mà hình như là nó đi bộ trong đầu của tôi hay sao ấy. Nó gặp mặt nhìn về phía tôi sau đó hét lên: Này nhá, mày bỏ ngay mấy cái suy nghĩ trong đầu mày đi nhá, rồi đi lấy áo cho tao đi, nhanh lên. Kiểu như là tôi bị đoán trúng tim đen hay sao ấy. Vậy là tôi vội vã đi vào trong phòng lấy áo cho nó. Vừa lấy được cái áo đi ra khỏi phòng thì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa ra vào. Tưởng là lúc đấy bố mẹ nó đến đón cơ, nhưng không, là mẹ tôi đi làm về. Tôi đang định bước ra ngoài thì nó tự nhiên chạy sộc vào, thở hổn hển: Hey, mẹ mày về rồi kìa, đưa áo đi cho tao đi. Chứ không à, thấy tao trong bộ dạng này thì bác hiểu nhầm chết đấy. Lúc này thì những cái trí khôn của tao đây thì lại không dơ ra, tự nhiên lại nghĩ ra một trò nghịch ngu thế này. Tôi cầm chiếc áo
giơ lên cao rồi nói với nó: bây giờ nha, mày mà nhảy lên giật được cái áo trong tay tao thì tao đưa áo cho nha. Mà nó thì vừa ngại vừa tức nên mặt đỏ phừng phừng. Nhưng thôi thì vì cái miếng cơm sau này và cái mảnh áo trước mặt, thế là nó vẫn phải nhảy lên để giật lại cái áo. Tôi thì đang cười đùa rất là khoái chí, nó thì đang nhảy lên để với bằng được cái áo, còn mẹ tôi thì từ đâu ra xuất hiện. Nhìn thấy mẹ thế là tôi tắt nụ cười luôn, còn nó thì cũng không thể nhảy nhót được nữa mà quay lại chào mẹ tôi. Mẹ kiểu rất là ngạc nhiên rồi quay lại hỏi tôi và nó: ơ, đây là bạn của con à? Tại sao lại ăn mặc trông như... Mặt nó thì đỏ ửng hết cả lên, sau đó thì vội vàng giải thích: ơ, không, không phải như là bác nghĩ đâu ạ, cháu đi trời mưa bị ngã xe, ướt hết cả quần áo, lại còn hỏng xe, hỏng điện thoại nữa, thế là cháu qua nhờ đây tắm một chút, rồi lát nữa thì bố mẹ cháu sẽ qua đây đón ạ. Cháu rất là xin lỗi bác vì bất tiện này ạ. Sau đó thì mắt nó đỏ hoe hết cả lên, mẹ tôi chạy ra vỗ về: à, ra là vậy, thôi không sao đâu cháu, bác lại cứ tưởng thằng con trai bác đem người yêu về nhà mà không báo cáo với hai bác cơ. Thằng cu nhà bác ấy, nó lớn mà nó tổ lắm, xinh gái như cháu ấy thì chắc cũng chả đến lượt nó đâu. Thôi ngồi đây đi, bác pha cho cốc sữa nóng nhá. Nói rồi mẹ tôi chạy vụt ra ngoài. Nghe mẹ tôi nói như vậy thì trong lòng tôi rất là không phục, tôi cũng có cái giá của tôi chứ. Nhưng mà khi tôi để ý lại kỹ nhan sắc của nó thì có lẽ là thời gian vừa rồi tôi đã bỏ qua khá là nhiều những chi tiết thú vị về cô bạn ngồi cùng bàn. Những chi tiết thú vị về cô bạn ngồi cùng bàn mà tôi chưa hề biết đến là gì? Cái đầu tiên thì phải nói về ngoại hình và nhan sắc của nó. Về cơ bản thì ngoại hình và khuôn mặt của nó chỉ ở mức bình thường thôi. Nhưng ông bà ta thường nói người con gái thì có cái nhất dáng nhì da. Dáng dấp của nó thì chỉ ở mức bình thường thật, nhưng mà da của nó thì rất là đẹp, trắng như trứng gà bóc luôn ấy. Thế nên là kéo lại được 8 điểm trên 10. Mà tôi lại thuộc cái tuýp người thích kiểu da trắng hồng như thế chứ. Chết thật, có ai giống tôi không? Cái thứ hai đấy chính là về tính cách của nó. Nó thì ngoài cái tính cách đười ươi lai vượn láo lếu rồi chua ngoa như ở trên lớp ra, thì đâu đó sâu thẳm bên trong con người nó lại là một tính cách hoàn toàn đối lập. Nó thì cũng là một đứa sống rất là nội tâm, pha một chút dịu dàng, dễ thương. Nhưng tại sao ở trên lớp thì nó lại hay gắt gỏng như thế? Và tại sao thì tôi lại biết là nó là một người sống rất là nội tâm và có một chút gì đấy đáng thương? Khi quay lại cái lúc mà nó ướt mưa ở nhà tôi ấy, lúc đấy thì cũng đã 6 giờ tối rồi mà chưa thấy bố mẹ nó đến đón gì. Vậy là mẹ kêu tôi bảo nó ở lại ăn cơm rồi hẵng về. Tôi đi vào thì thấy nó đang ngồi thần ra một chỗ. Vậy là tôi tiến đến nói với nó: mày ở lại ăn cơm nhá, mẹ tao nấu thêm cơm cho mày rồi đấy. Thoạt đầu thì nó xua tay từ chối và nói là thôi ngại lắm. Lúc đó thì tôi mới trêu nó một câu là: thôi bạn ơi, lại còn làm da nữa, da bụng bạn sắp dính vào da lưng rồi kìa, lại còn sĩ diện. Như là câu nói đó của tôi đụng vào lòng trắc ẩn và lòng tự trọng của nó hay sao ấy, thế là mắt nó rưng rưng đỏ hoe. Mà hôm nay nó cũng lạ lắm nhá, bình thường mà nói như thế trên lớp chắc là nó xù lông lên, mồm loa mép dài, sau đó rồi cấu xé tôi. Hay hôm nay là do nó đang ở nhà tôi nhở? Nhưng mà suy đi tính lại thì sau khi mà nói xong câu đấy thì tôi cũng cảm giác là mình vô duyên thật. Nhưng thực sự là điều mà khiến nó đỏ hoe đôi mắt lại không bắt nguồn từ câu nói của tôi, mà lại đến từ một sự việc hoàn toàn khác, điều mà nó luôn giấu trong lòng. Một đứa con gái mới lớn thì luôn luôn có những cái điều thầm kín ở bên trong, có đúng không? Và cô bạn học ngồi cùng bàn với tôi thì cũng là đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy nên là cũng có những cái điều thầm kín giấu ở trong lòng. Nó hay kiểu ngang ngạnh và ương bướng như thế, một phần bị tác động bởi gia đình. Sau khi mà trêu nó một câu là nó suýt khóc thì tôi cũng khá là ngại và áy náy ngồi xuống đối diện nó. Ờ, tao xin lỗi nhá, tao chỉ đùa thôi, chứ không có ý gì đâu, mày đừng có để bụng nhá. Khi nghe đến đây thì mọi thứ trong nó dường như đã vỡ òa, hai dòng nước mắt đã chảy trên gò má ửng hồng. Ôi trời, một đứa con gái có cá tính rất là mạnh mẽ mà hôm nay lại yếu đuối khóc trước mặt tôi thế này. Điều này thì khiến tôi rất là bất ngờ và bối rối luôn. Tôi thì chẳng biết là xử sự như thế nào nên chỉ biết vỗ vai rồi an ủi nó. Ờ, tao xin lỗi mà, tao không cố ý đâu. Thật đấy, nó cứ nức nở mãi như vậy cỡ 5-10 phút gì đấy, sau đó rồi thì ngẩng mặt lên nhìn tôi. Này mày sao mày chẳng ga lăng tí nào thế? Thấy con gái khóc như thế thì mày phải lấy giấy cho người ta lau nước mắt, nước mũi chứ. Hay là để tao lau ra chăm ra giường của mày cho mày vừa lòng. Ô kìa, lại cá mập cắn cáp hay sao mà lát như thế này? Đang buồn tủi khóc lóc các kiểu mà vẫn nhây được à? Thế là tôi mới gào lên kiểu: mày bị điên à? Chăn cao gối đệm của tao đang sạch sẽ thơm tho như thế, mày chùi vào thì còn cái gì nữa? Ngồi im đi, để tao lấy giấy cho mà lau. Thấy tôi vội vã đi lấy giấy cho nó lau như thế, nó lại còn cười khoái chí nữa mới tức chứ. Đúng là cái đồ vừa khóc vừa cười ăn 10 cục ấy. Nó lau nước mắt xong ngồi thẫn thờ một vài phút rồi ngồi giãi bày với tôi: thật ra thì lúc nãy không phải là do câu nói của mày mà khiến tao bật khóc đâu, vì cái đứa mà cả ngố và trẻ con như mày ấy thì làm gì có cái gì xấu trong bụng đâu. Thực ra là tao cảm thấy tủi thân vậy nên là tao khóc thôi. Mày có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc thật đấy, tao cũng chỉ ước mong là có một gia đình như mày thôi. Bỗng nhiên thì mẹ tôi lại từ đâu ra xuất hiện, tỏa sáng và tỏa nắng như một vị thần vậy, nhìn nó một cách rất là âu yếm và nói: như ước này của con thì dễ thực hiện mà, bây giờ thì con là con nuôi của mẹ đi, rồi sau này con trở thành con dâu của mẹ, được không? Cả tôi và nó đều mắt chữ A mồm chữ O luôn. Ô kìa, đúng là không thể nào mà tin nổi, không biết là mẹ tôi đang có cái kế hoạch gì nữa. Theo các bạn thì bà mẹ như thế nào sẽ được đánh giá là bà mẹ của năm? Ở tập trước thì có rất nhiều bạn cứ khen là hảo mẹ, rồi nào là mẹ gánh con còng cả lưng và còn không làm ăn được nữa thì thôi. Ấy thế cơ mà mẹ tôi chỉ thay đổi 180 độ đến 360 độ khi mà nó đến nhà thôi. Còn trước đấy á, mẹ tôi thì luôn nạt tôi là lo học đi, đừng có lo yêu đương cái thời gian này. Đùa chứ, ảo thật đấy. Còn về phần nó, sau khi nghe mẹ tôi nói như vậy thì nó rất là ngạc nhiên và kinh ngạc. Còn hai gò má của nó thì ửng hồng hết cả lên vì ngại. Rồi nó còn quay ra đáp lời mẹ tôi như thế này chứ: ờ, bác nói thật chứ ạ? Mẹ tôi cười cười rồi nói với nó là bác nói thật. Thế là hai mắt nó sáng bừng lên như hai đèn pha ô tô.
vậy thì cháu đồng ý hai tay hai chân luôn ạ. Được thế thì còn gì bằng. À mà cháu chỉ đồng ý làm con nuôi của bác thôi, còn con dâu của bác thì thôi bác ạ. Hì hì, thề luôn chứ, lúc đấy nhìn cái mặt của nó trông thảo mai dã man. Và sau đó là cái màn nhận mẹ nuôi và nhận con gái nuôi của hai người họ, còn tôi đứng đấy như một người vô hình vậy. Sau đó thì mẹ tôi đi vào đi tắm và bảo hai đứa đi ra ngoài dọn cơm. Hai đứa đang cùng xăm mâm cơm ở bên ngoài thì nó cất lời: ê mày, mày không thắc mắc là tại sao mẹ lại nhận tao là con nuôi à? Ui trời, nó đã gọi mẹ tôi là mẹ rồi, nhanh thế nhở, như kiểu thân quen từ lâu lắm rồi ấy. Tôi lắc đầu ra hiệu vẻ là không biết, thế là nó tiếp lời: lúc mà mẹ nuôi sấy tóc với lại rửa vết thương cho tao ấy, thì lúc đó tao cảm thấy tủi thân lắm luôn, vì đã từ rất lâu rồi tao chưa cảm nhận được những điều đấy từ mẹ tao. Vậy là tao bật khóc, rồi sau đó thì mẹ nuôi ôm chầm lấy tao vào lòng, lúc đấy thì tao cảm thấy ấm áp biết bao. Nói dứt lời thì nó bê mâm cơm đi vào trong nhà. Lúc này thì tôi có cảm nhận hoàn toàn khác về cô bạn ngồi cùng bàn. Trước đây thì tôi rất là ghét nó, nhưng mà bây giờ thì tôi cảm thấy nó rất là đáng thương. Nhưng mà thương yêu thì chưa đâu nhá. Rồi tôi nhớ về những cái lúc mà tôi mắng nó có liên quan gì đến gia đình của nó. Nhớ lại ánh mắt của nó lúc đó thì mang đầy sự thất vọng, buồn bã, nhưng vẫn phải gắng gượng và cố gắng mạnh mẽ để đứng dậy sau bao bão tố. Ây gu, điều đấy thì làm tôi rất là áy náy và cảm thấy ân hận. Sau đó thì tôi và nó cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm tối rất là đầm ấm. Chuẩn bị cả nhà dùng bữa tối thì bỗng nhiên chuông cửa nhà tôi reo lên. Tôi chạy ra mở cửa thì ra là... ở cái thời điểm đó thì ai nhấn chuông nhà tôi, còn ai vào đây nữa chứ? Đa số các bạn ở video trước đều đoán đúng hết, đấy chính là bố mẹ nó đến đón. Tôi chạy ra ngoài thì thấy có một chiếc xe trắng đỗ ở ngoài cửa, cùng với đó là một người đàn ông và một người phụ nữ trung tuổi. Họ thì ăn mặc khá là lịch sự và chỉnh chu, có vẻ như là họ là dân kinh doanh buôn bán nên khuôn mặt rất là rạng rỡ và tinh đời. Trong người đàn ông thì còn hơi một chút băm trợn nữa. Tôi liền chạy ra mở cửa rồi cất lời: cháu chào hai bác ạ, hai bác là bố mẹ của Phương Anh đến đón bạn ấy có đúng không ạ? Cháu mời hai bác vào nhà nhé. Thế là bố của nó trợn mắt lên nhìn tôi: này, mày là thằng cu lớp trưởng đúng không? Mày đưa con gái tao về nhà mày để làm cái gì đấy? Tôi đang không hiểu mô tê câu chuyện như thế nào thì bị dọa một câu như thế, tí nữa thì xón hết cả ra quần. Mẹ nó thấy vậy thì liền giật tay của bố nó rồi cười cười nhìn nói với tôi: thì không sao đâu con, bác trai đang trêu con thôi. Hai bác là bố mẹ của Phương Anh, hai bác đến đón bạn ấy. Lúc đấy thì tôi mới nghĩ bụng: đùa cái gì hả bác? Lúc đấy cháu mà nói thêm một câu nữa chắc là bác trai tát cho cháu một cái dính vào tường 7 ngày không ra. Thì tôi cũng chỉ nghĩ bụng vậy thôi, bên ngoài thì vẫn cười cười rồi dẫn hai bác vào trong nhà. Thấy bố mẹ nó đến đón như thế thì đáng lẽ ra nó phải vui có đúng không? Nhưng không, mới thấy bố mẹ nó bước vào nhà thì mặt nó buồn hẳn đi. Bố tôi thì đưa bố nó ra phòng khách ngồi hút thuốc uống trà. Còn về phần mẹ nó, sau khi chào hỏi mọi người trong gia đình xong thì tiến gần đến chỗ của nó và nói: mẹ có đem theo quần áo để cho con thay đây, con đi vào trong thay bộ quần áo trả cho bạn. Lát nữa về nhà thì mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Lúc nói thì mặt của mẹ nó đúng kiểu không có cảm xúc và lạnh tanh như tiền luôn. Còn về phần nó thì không phải nói nữa rồi, mặt nó nhăn lại cau có như trái táo tàu. Thế vậy nên là tôi cũng chẳng hỏi gì thêm. Tôi đang đứng đơ ra ở phòng ăn một lúc thì có một cánh tay to lớn đập vào vai tôi. Giọng ồ ồm của bố nó cất lời: ê cu, bác hỏi hai đứa mày đã yêu nhau lâu chưa mà đã dám dẫn nó về nhà rồi hả? Tôi liền vội vàng thanh minh như thế này: không phải đâu bác ạ, Phương Anh nó bị ngã xe lại còn ướt mưa nữa, vậy nên cháu bảo bạn ấy về nhà chú tạm tắm và hong khô cho đỡ bị ướt, chứ thật sự là không có vấn đề gì đâu bác ạ. Bố của nó thì cũng chỉ cười cười thôi, sau đó hướng mắt về tôi hỏi tiếp: thế mày có biết uống rượu không, đã có người yêu chưa? Tôi gãi đầu gãi tai rồi đáp lại: rượu thì cháu chỉ uống được chút chút thôi ạ, còn người yêu thì cháu chưa có bác ạ. Thế là bố nó nhìn tôi với một ánh mắt rất là tinh quái rồi nói: thế thì bác bảo mày thế này nhá, mày tập uống rượu đi để cho nó uống được nhiều nhiều vào. Cái hội con rể này, cháu rể trong họ nhà bác ấy, chúng nó uống rượu tốt lắm. Kìa, họ uống được thì kệ họ chứ, tự nhiên bác nói cho cháu ra những cái điều này để làm cái gì? Đúng là khó hiểu thật đấy. Nhiều bạn vẫn đang rất thắc mắc là cô bạn ngồi cùng bàn với tôi tại sao lại mặt nhăn mày nhó khi mà bố mẹ nó đến đón. Thì cái sự việc gì thì nó cũng có cái nguyên nhân sâu xa của nó cả. Tối hôm đó sau khi ngồi được một lúc nữa thì bố mẹ nó đưa nó về. Sáng hôm sau thì nó đi học bình thường. Nó bước vào lớp rồi đi về chỗ, mặt nó thì ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước vậy. Đến chỗ ngồi thì nó ném cái ba lô cái rầm rồi ngồi phịch xuống, làm tôi đang ngồi kế bên cũng giật hết cả mình. Mới đầu hôm sớm mai mày bị làm sao ấy? Hay là sáng nay mày bị em gái giành mất kẹo mút? Tôi lớn tiếng nạt nộ nhưng mặt nó vẫn lạnh tanh, không hề có một phản ứng gì. Đã thế mắt của nó lại còn đỏ hoe lên nữa chứ. Kìa, không hiểu sao hôm nay nó lại hiền và yếu đuối thế nhỉ? Thế là tôi mon men lại gần hỏi thăm: ê này mày, hôm nay mày bị làm sao à? Nó chỉ lắc đầu và không nói gì. Bản tính tôi thì đã tò mò sẵn, thế là vẫn cố gắng hỏi. Thế là lúc đấy nó ba máu sáu cơn cúi gằm mặt xuống, quay sang tôi hét lớn: mày bị điên à? Tao nói là tao không có bị làm sao cả, sao mày lắm chuyện thế? Nói rồi nó gục mặt xuống bàn khóc thút thít. Nghe nó hét lớn như vậy rồi cúi gằm mặt xuống khóc, thế là cả lớp ngước mắt về chỗ tôi, kiểu như tôi là người bắt nạt nó không bằng ấy. Mà thực chất là tôi có làm cái gì đâu, tôi đang còn hỏi quan tâm nó cơ đấy. Làm ơn mắc oán không, bực hết cả mình. Thế là cả buổi hôm đấy tôi và nó không hề nói chuyện với nhau cho đến cuối giờ. Nó chủ động bắt chuyện với tôi trước: ê mày có đi ăn nem chua rán với thịt xiên nướng không, tao mời. Tôi quay sang nhìn nó với vẻ mặt không cảm xúc và rất thiếu thiện cảm: chịu, đi một mình đi. Tôi đáp lại lời nó một cách cộc lốc. Thế là nó tung cái tuyệt chiêu mè nheo bánh bèo ra để gạ gẫm tôi: thôi mà bạn yêu quý, tớ biết lỗi rồi mà, tớ xin lỗi mà, lúc nãy là tớ giận cá chém thớt thôi nên là rất mong bạn thử lỗi cho tớ, đổi lại đó thì mình mời bạn đi ăn rồi thêm một chầu trà chanh nữa, ok không? Cái gì vậy, nó nghĩ tôi là con người như thế nào, người ham ăn tục uống, dễ dụ dễ bỏ qua như thế? Thế là lúc đấy
đấy thì tôi mới nghĩ trong bụng là ông đây không dễ dãi nhá, nhưng mà thêm chầu trà chanh là cũng ok đấy. Đem một chút liêm sỉ cuối cùng ra, thế là tôi quay sang nói với nó: thì đi, tao đi cho mày vui lòng chứ ăn uống gì cái tầm này. Nghe tôi nói như thế thì nó nhoẻn miệng cười, sau đấy rồi quay lại khái đều tôi: gớm đấy, thích lắm, lại còn giả bộ bụng của bạn đang réo ầm lên biểu tình kia kìa. Thế là nó cười ầm lên không nhặt được mồm, còn tôi thì ngượng đỏ mặt lên không biết giấu mặt vào chỗ nào nữa, đúng là cái bụng phản chủ. Sau đó thì tôi và nó cùng đi lấy xe, cùng đi ăn rồi ngồi trà chanh. Tôi uống trà chanh thì nó mới giải bày tâm sự với tôi, từ đó thì tôi mới biết được sự thật đau lòng của nó và gia đình. Thật sự nhá, nó là một đứa con gái đáng thương hơn là đáng trách như tôi vẫn thường nghĩ. Hôm đấy ngồi uống trà chanh với nhau, nó còn phải trầm tư một lúc lâu nữa, rồi sau đó thì nó mới sẵn sàng giải bày lòng mình ra với tôi. Nó ngoái đi ngoái lại cái cốc trà chanh, sau đấy rồi mới lên tiếng: ừ thì tao cảm ơn mày nhá, hôm vừa rồi mưa đã giúp tao. Qua hôm đấy thì tao mới biết là mày là một đứa tốt tính chứ không phải xấu tính như tao nghĩ. Nghe được nó nói một câu mát lòng mát dạ như thế, tôi tí nổ mũi vì sướng. Gớm nữa, có gì đâu mà. Đến đó thì nó chỉ mỉm cười rồi nhìn xa xăm để xóa tan cái bầu im lặng và giải đáp được cái thắc mắc của tôi. Thế là tôi tiếp lời hỏi nó: à mà Phương Anh này, tao thì tao cũng không lo chuyện bao đồng đâu, nhưng mà... Tôi đang định hỏi tiếp thì nó cắt lời tôi: tao biết mày đang định hỏi tao tiếp cái gì rồi, tao sẽ kể cho mày nghe. Tao cũng không biết là nên bắt đầu kể cho mày từ đâu, có lẽ thì tao sẽ kể cho mày một chút về gia đình tao. Trước đây ấy, thì gia đình tao không khá giả như bây giờ, nhưng cuộc sống rất là đầm ấm và hạnh phúc. Cho đến khi mà bố tao thành lập công ty, rồi mẹ tao cũng đi vào cái cuồng quay của kinh doanh. Và khi mà tao chào đời thì bố mẹ tao rất là buồn, tại vì tao không phải là con trai. Và càng buồn hơn nữa là cái đứa thứ ba, em gái tao, cũng không phải là con trai. Tao biết được điều đấy nên là tao cố gắng học hành và gồng mình để tỏ ra mình là người mạnh mẽ, không kém gì con trai. Nhưng khi tao càng cố gắng thì tao lại càng không cảm nhận được gì từ bố mẹ tao. Thay vào đó thì bố mẹ tao lại càng lạnh nhạt và khắt khe với tao hơn. Ngay cả buổi tối hôm đấy, sau khi mà từ nhà mày về, tao với bố mẹ tao đã cãi nhau một trận rất to. Bố mẹ của tao dường như chẳng quan tâm tao khi mà biết tao bị ngã xe như thế. Họ thậm chí còn đến mãi muộn mới đón tao nữa. Rồi thì tao đã làm cái gì sai để phải nhận được những điều như thế hả mày? Tao cảm thấy rất là tủi thân và đáng thương, nhưng tao cũng chẳng biết giải bày điều đấy với ai cả. Vì là ai cũng nghĩ tao là một người rất là mạnh mẽ, ngoài trừ mày có thể nhìn thấy được những cái tổn thương bên trong tao. Vậy nên là mọi điều tao cũng chỉ có thể giải bày với mày thôi. Cảm ơn mày đã lắng nghe tao. Nói đến đây thì nó lại bật khóc, giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên hai gò má. Dường như là những điều muộn phiền này nó đã giấu kỹ trong lòng rất là lâu rồi. Khi tôi nghe được câu chuyện này của nó thì tôi cảm thấy rất là xót xa, và cùng với đó là sự khâm phục nó. Và từ lúc này đây thì tôi cảm thấy thương nó vô kể. Thương là vì nó đã phải chịu đựng những thứ nó quá sức chịu đựng. Thương nữa là vì tuy nó có một cái gia đình rất là sung túc, nhưng không có hơi ấm của gia đình. Và tôi thì cũng chẳng biết làm gì để có thể an ủi nó. Vậy là tôi lấy giấy ra, lau nước mắt cho nó, an ủi rồi trêu cho nó cười. Mới đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ là hành động đấy thì của hai đứa bạn thân, rồi trên tình bạn một chút thế thôi. Nhưng với nó thì nó lại không nghĩ là như thế. Vậy cô bạn ngồi cùng bàn với tôi nghĩ gì về hành động của tôi lúc ấy? Tôi thì tôi cũng chẳng biết là nó đang nghĩ cái gì. Còn về phần mình thì tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là nó cần an ủi, vậy thôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ánh mắt của nó lúc đấy nhìn tôi. Nó vừa long lanh, đượm buồn, lại pha một chút ướt át nữa. Nói chung là rất là cuốn hút. Và ngày hôm đấy thì cứ tiếp tục trôi đi một cách rất là bình yên. Đến buổi tối thì tôi không tài nào có thể ngủ được. Ánh mắt đó, rồi những hình ảnh đó cứ hiện mãi trong đầu không thôi. Sáng ngày hôm sau đi học, bước vào trong lớp thì tôi cảm thấy rất là wow, ngạc nhiên chưa? Hôm nay mà nó còn đi học sớm hơn cả tôi cơ đấy. Ngồi xuống chỗ thì tôi mới bông đùa nó một câu như thế này: ê mày ơi, hình như lại sắp có bão hay sao ấy, mà bão to luôn nhá, kèm lốc xoáy luôn. Nó tròn xoe đôi mắt rồi quay ra hỏi tôi: bão thật á? Hết mùa bão rồi mà. Thế là tôi phá lên cười, mặt nó thì ngu ngơ không thể chịu được. Mấy phút sau thì nó đã nảy số và hiểu ra vấn đề, thế là nó quay ra nói: mày không phải khái đểu tao, lâu lâu thì tao cũng phải nghiêm túc một hôm chứ. Nói dứt lời rồi nó lấy trong hộc bàn ra một cái bánh mì và một hộp sữa Milo. Nó đẩy sang chỗ tôi và nói: tao mua đồ ăn sáng cho mày này, đây là bánh mì và sữa Milo mày thích nhất, mày đừng bỏ bữa sáng rồi để tiền đánh điện tử nữa, không tốt cho sức khỏe đâu, ăn đi cho khỏe rồi lấy sức còn kèm tao học nữa. Nói rồi mặt nó đỏ bừng lên, sau đó quay sang một bên: ơ kìa, hôm nay nó làm sao ấy nhở, dịu dàng nết na đến lạ luôn, mua đồ ăn sáng cho tôi nữa này, còn chưa kể là biết tôi thích uống sữa Milo và ăn loại bánh mì này nữa, chắc chắn là phải có ý đồ gì. Thế là tôi quay sang hỏi nó: này mày lại đang có ý đồ gì đấy, đút lót đồ ăn sáng cho lớp trưởng, muốn xin xỏ gì có đúng không, hay là mày thích đứa nào trong lớp cần tao giúp đỡ? Thế là hai má nó lại càng ửng hồng hơn vì ngại. Thế là tôi lại càng được đà để lấn tới: à, tao chắc chắn là mày đã thích đứa nào rồi, thôi nói ra đi, tao giúp cho, tao thế mày là chỉ mỗi tao biết thôi, không ai biết đâu. Vậy là nó quay sang tôi nói một cách rụt rè: mày chắc chắn là không được nói cho ai biết đâu nhá. Thế là tôi giơ ngón tay út ra biểu hiện ngoắc tay chắc chắn luôn. Sau đó vài phút thì nó từ ngước mắt lên và nhìn thẳng vào tôi rồi chậm rãi nói: tao thích mày, có được không? Ì, lúc đó thì chắc không phải nói nữa nhở, tôi đơ người ra. Khi mà được con gái tỏ tình ấy thì lúc đấy cảm giác nó sẽ như thế nào, thề với các ông luôn chứ, cái cảm giác lúc đấy nó khó diễn tả lắm luôn ấy. Vì lúc đấy tôi là một thằng con trai còn zin, lại còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình trường nữa. Vậy nên là lúc đấy trong tôi bừng nắng hạ, cảm xúc thì loạn nhịp, trái tim thì nhảy tưng tưng. Và vì chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện tình cụm, vậy nên cái việc mà bánh cu đơ ra một lúc đấy là chuyện rất là bình thường luôn. Đang trong cái lúc 1 chấm là say đắm, 2 chấm là đắm say, 3 chấm là bay bay bay,
thì nó cho tôi quay về mặt đất bằng cái điệu cười giòn giã của nó. Ê này mày, mày làm tao buồn cười lắm luôn đấy, mày không sao chứ? Mày đừng có nói với tao là mày tin những cái lời lúc nãy tao nói là thật nhá. Tao chỉ làm trêu và đang đùa mày thôi mà. Mày đúng là tin người vờ nổi. nhặt của tao cái mồm ấy, tao cười không nhặt được mồm nữa rồi. Wow, đã đủ bất ngờ chưa? Nó chỉ nói là nó đang đùa thôi đấy. Ô kìa, cái what the hell gì đây hả bạn Hiền? Cái sự việc này mà lỡ lộ ra cho cả lớp biết thì tôi đi học chắc phải đội thêm 3-4 cái quần mới đỡ nhục. Thế là lúc đấy mặt tôi ngẩn tò te ra luôn. Được một lúc sau thì tôi cau mày lại nhìn nó. Còn nó thì cứ cợt nhả lại với tôi. Thôi mà, tao xin lỗi. Bây giờ nhá, tao kể nghiêm túc lại cho mày nghe này. Kiểu là tôi vẫn đang còn rất là ấm ức, vậy nên là tôi chẳng có phản ứng gì. Còn nó thì bắt đầu liên thoáng. Thằng Thành ấy, nó là bạn thân của mày có đúng không? Tự dưng thì tôi cảm thấy chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh để đáp lại. Ừ, đúng rồi. Sao ấy? Nó tán mày à? Thế là nó thốt lên kiểu rất là ngạc nhiên luôn. Ừ, đúng rồi. Nó nói cho mày biết à? Nó tán tao được 1 tháng nay rồi, nhưng mà tao chưa đồng ý. Nó rất là tình cảm này, đầm ấm này và quan tâm đến tao luôn. Nhưng mà mới tìm hiểu được 1 tháng thôi nên là tao vẫn đang còn rất là do dự. Còn mày nghĩ sao về nó? Mày nói cho tao biết đi. Đến đoạn này thì phải ông nào đã từng trải qua cái trường hợp này thì mới biết được cảm xúc lúc đấy nó hỗn độn, nó láo nháo như thế nào. Một lần nữa thì tôi lại phải cố tỏ ra rất là bình tĩnh boy, cowboy, light boy các kiểu để có thể trả lời được nó mà không bị lộ ra cảm xúc thật. Ờ thì nó đúng như những gì mà lúc nãy mày vừa diễn tả đấy. Mà mày cũng thích nó bỏ xư đi, lại còn cố gắng làm kiêu để làm cái gì? Gớm, nỡ mà. Như nhiều tập trước thì các bạn đã biết rồi, tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm đến nó lắm. Nó như thế nào hay yêu ai thì cũng kệ, mặc xác nó. Ấy thế mà hôm nay khi mà nghe nó nói như vậy thì tôi hiện lên một sự ích kỷ, một cảm xúc mà rất khó có thể diễn tả thành lời. Cảm giác như là một thứ chuẩn bị thuộc về mình nhưng mà bị đánh cắp mất. Ây hù, đau đầu quá, bây giờ thì tôi phải làm sao đây? Có những cơ hội thì chỉ đến với chúng ta một vài lần trong đời, nhưng nếu chúng ta không nắm bắt được nó thì dần dần chúng ta sẽ đánh mất đi nó, và từ đó thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để có thể làm lại được nữa. Ấy, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hình như là tôi đang thích nó rồi có phải không? Ờ, sao lại thế nhở? Nó là cái đứa mà tôi rất là ghét cơ mà. Cơ mà bây giờ thì lại xuất hiện một vấn đề nữa phát sinh. Thằng bạn chơi thân nhất với tôi từ bé đến giờ lại đang tán nó. Cứ tạm cho là bây giờ tôi đang thích nó đi thì mọi thứ lại càng trở nên khó xử đến lạ thường. Đấy, mấy cái suy nghĩ đấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi mấy ngày hôm nay. Chiều hôm đấy sau khi đi học về thì thằng Thành, bạn thân nhất của tôi, chạy sang nhà tôi. Nó rủ tôi đi đá bóng rồi tiện hỏi chuyện tôi. Ê này mày ơi, Phương Anh nói với tao ấy, mày là cái đứa thân nhất với nó trong lớp của đúng không? Nếu như là một người bình thường ấy, nghe câu này thì sẽ cảm thấy nó rất là bình thường luôn. Nhưng mà với tôi ấy, sau khi nghe thấy 2 cái chữ bạn thân ấy thì đúng như kiểu là sét đánh ngang tai luôn. Cái cảm giác mà nó hụt hẫng và buồn bã lại bắt đầu hiện lên. Thôi rồi, vậy là mình chót yêu đơn phương người ta mất rồi. Ê thế cơ mà, may mà thằng bạn thân của tôi vẫn chưa cảm nhận ra được cảm xúc của tôi thay đổi. Tôi chỉ cười một cách miễn cưỡng rồi đáp lại nó. Ừ đúng rồi, mày đang tán nó hơn 1 tháng nay rồi có đúng không? Vậy là nó mắt sáng bừng lên, trả lời vui hơn ai hết. Ôi trời ơi, đúng là không hổ là bạn thân của Phương Anh, lại còn là bạn thân của tao nữa. Kỳ này nhá, mày cứ cố gắng đẩy thuyền đi. Tao với Phương Anh mà thành đôi ấy thì tao bao mày đi ăn này, đi chơi điện tử nguyên một hôm chủ nhật thoải mái luôn. Sau đó thì nó luyên thuyên đủ thứ chuyện luôn, mặt thì vui hơn kiểu mẹ đi chợ về. Mà nó thì đâu có biết được rằng thằng bạn nó đang ở bên cạnh như kiểu có ngàn vết kim châm ở trong tim vậy. Sau đó thì thằng bạn thân của tôi nó lại còn nói với tôi như thế này. Tao là tao thấy tao với Phương Anh nó rất là hợp nhau luôn, và hình như là Phương Anh nó cũng rất là thích tao. Vậy nên là tao sẽ lên một kế hoạch bất ngờ về một buổi hẹn hò, rồi sau đó là ra một đòn cuối cùng để cả tao và Phương Anh kết thúc chuỗi ngày F3 luôn. Mày có thấy ok không? Hôm đấy thì mày nhớ phải giúp tao đấy nhá. Lúc đấy thì tôi phải nở một nụ cười pha ke và không thể nào xì ke hơn được nữa rồi. Mấy hôm sau thì đúng như là kế hoạch, tôi và nó cùng đi mua đồ, cùng set up một cái buổi hẹn hò nó rất là lãng mạn và lung linh. Ây da, buồn thì buồn thật đấy, nhưng mà cái gì không phải của mình thì chắc chắn là của thằng khác rồi. Mà dù gì thì nó cũng là bạn thân mình. Thế thì đành thôi quên lãng vậy. Chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ cho thằng bạn thân thì tôi ngồi lủi thủi vào một góc. Còn thằng bạn thân của tôi thì đã đi đón nó, cái cô bạn ngồi cùng bàn với tôi ấy. Một buổi hẹn hò lãng mạn và kỳ công thế này đến tôi còn đổ chứ huống gì là nó. Nhưng kết cục sau đó thì làm tôi không thể nào ngờ tới. Liệu rằng là cô bạn ngồi cùng bàn sẽ chọn thằng bạn thân của tôi, hay là đâu đó ở phía cuối đường hầm vẫn còn le lói một chút ánh sáng hy vọng gì đấy cho tôi? Nhưng mà hoàn toàn là không, đấy tất cả chỉ là những cái mộng tưởng mà tôi nghĩ ra thôi. Khi mà thằng bạn thân của tôi đưa nó đến cái điểm mà nó đã chuẩn bị sẵn, khi nhìn thấy những ánh nến lung linh đã được chuẩn bị sẵn thì nó không giấu nổi sự ngạc nhiên và vui sướng, thế là nó hét lên: "Ôi trời ơi, tan chảy mất thôi, lãng mạn quá đi. Cảm ơn Thành đã chuẩn bị cho tớ nhá, tớ thích lắm." Thằng bạn thân của tôi nghe thấy những lời như vậy thì mặt đỏ bừng lên, cứ gãi đầu gãi tai: "Khoái khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng." Còn tôi lúc đấy ở trong góc tối thì bị rơi vào trầm mặc. Lúc này thì tôi hiểu rõ hơn ai hết cái bài người lạ nơi cuối con đường nó hay đến như thế nào. Nhưng mà người lạ hay người quen gì thì cũng phải ăn thôi, có thực thì mới vực được đạo. Từ lúc set up cho nó đến giờ tôi chưa kịp ăn một cái gì, bây giờ bụng tôi đang đói réo ẩm lên rồi. Và lại bây giờ tôi ở đây thì có ý nghĩa gì nữa đâu, chả lẽ ở lại mà ăn cơm chó à? Thế là tôi quay người ra về, còn ở đấy như thế nào thì tôi cũng chả biết nữa. Ngày hôm sau đi học thì tôi thấy mặt nó tươi như hoa luôn. Ôi vui quá xa là vui. Đấy trạng thái của nó lúc đấy đấy, hai con lẩm nhẩm hát trong miệng nữa mới kinh chứ, đúng là tình yêu mới có khác. Nó ngồi xuống bàn mặt thì hớn hở, sau đó đưa cho tôi một hộp Milo và một thanh sô cô la. Rồi rồi, tới công
chuyện luôn. Thế là chương trình phát cẩu lương bắt đầu. Nó đẩy sang chỗ tôi rồi nói: "Này mày ơi, hôm nay tao với Thành bắt đầu chính thức hẹn hò rồi đấy. Vì là mày trước sau gì cũng biết, vậy nên là tao nói cho mày biết nhưng mà mày đừng có nói với ai đấy nhá." Rồi sau đó thì nó lại quay sang cười tủm tỉm một mình. Ai da, có ai đã từng crush một người mà nghe một cái câu như thế này thì có khác gì ngàn vạn mũi tên bắn xuyên qua tim không cơ chứ. Nói chung là buồn thì có, tủi cũng có, nhưng mà chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. Thì thôi, đành chúc phúc cho thằng bạn thân và cô bạn ngồi cùng bàn thôi chứ biết làm sao bây giờ. Mà thề chứ trong cái khoảng mà thời gian chúng nó yêu nhau ấy, chuyện gì chúng nó cũng kể cho tôi, từ những chuyện nhỏ nhất của hai đứa nó đến những cái chuyện thiên văn trời đất, tình báo, tình yêu, tình hổ. Hai đứa nó cũng thi nhau kể rồi nhắn tin với tôi, còn chưa kể là những cái hôm mà chúng nó đi chơi với nhau lại cũng gọi cả tôi đi theo nữa. Đùa chứ hai đứa mày đúng là quá đáng lắm luôn ấy. Lúc đấy thì tôi chỉ muốn thốt lên với chúng nó một câu nhẹ nhàng thế này: "Bố mày nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé." Đấy, đến mức như thế rồi mà chúng nó có chịu bỏ qua cho tôi đâu. Để rồi xem chúng mày yêu nhau được bao lâu. Không biết là chúng nó hồn nhiên thật sự hay là chúng nó biết nhưng mà vẫn cố tình làm như thế. Còn về phần mình thì tôi chỉ biết suy nghĩ làm sao cho nó tích cực lên thôi. Chắc là hai đứa nó làm như thế cũng chỉ là vô tình thôi chứ cũng không có vấn đề gì đâu. Ê, thế mà cuộc đời thì rất biết là reset, làm mới. Một trong hai đứa nó thì hiểu rõ vấn đề của tôi, thậm chí là còn hiểu rõ những cái gì mà tôi đang nghĩ thông qua lời nói, hành động của tôi khi đấy. Vậy là ai trong hai đứa nó đã biết câu chuyện của tôi? Còn chưa kể là nó làm như thế với cái mục đích gì? Nhưng mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chuyện này thực chất thì tôi cũng không hề biết. Cho đến hôm mà chúng nó yêu nhau được 3 tháng thì thằng Thành có mời tôi và nó về nhà cùng ăn cơm. Chính thức là mời thêm tôi để làm bia đỡ đạn cho hai chúng nó, tại vì bố mẹ thằng Thành không muốn cho nó yêu sớm mà tập trung vào việc học. Trước đấy thì mọi thứ đều rất là bình thường, hai bác cùng phụ chúng tôi nấu cơm. Thường thì khi mà con người ta đang vui vẻ nhất thì sẽ có một cái chuyện gì đấy có thể ập đến. Và giông tố thì chính thức nổi lên khi mà tất cả mọi người quây quần bên mâm cơm, đang ăn uống nói chuyện vui vẻ rôm rả thì mẹ thằng Thành cất lời: "Thành, dạo này ở lớp con học hành thế nào?" Thằng bạn tôi nghe mẹ nó hỏi như thế thì nó giật nảy mình: "Ơ, dạ con vẫn bình thường ạ." "Thôi rồi, thế này là không ổn rồi ông bạn thân của tôi ơi. Cái kim mà giấu ở trong bọc lâu ngày không dùng cũng bị hoen dỉ rồi lòi ra. Các bậc phụ huynh thì luôn luôn có câu thần chú cửa miệng là tao đẻ ra mày mà tao lại còn không biết mày như thế nào nữa. Thấy cử chỉ của con trai nó lạ lạ như thế thì tại sao mà bà mẹ lại không biết được cơ chứ?" Vậy là mẹ của nó tiếp lời: "Cô giáo của con có gọi cho mẹ là thời gian này con rất chảnh mảng việc học hành. Còn chưa kể là một vài tháng nay mẹ thấy con dùng điện thoại buổi tối rất là nhiều và rất là lâu đến mãi muộn. Con là con có người yêu rồi và đang giấu mẹ có đúng không?" "Thôi rồi, thế là thôi toang văn toác luôn rồi." Trước sự tra khảo trúng đến 100% như thế của mẹ nó, thế là nó chỉ lắp bắp trả lời: Dạ, vâng, đúng rồi mẹ ạ. Nhưng mà con hứa là sẽ không ảnh hưởng đến thành tích học tập nữa đâu mẹ ạ." Và sau đó thì mẹ của thằng Thành hướng mắt về chỗ nó, cô bạn ngồi cùng bàn với tôi ấy, và hỏi là: "Phương Anh ngồi đây là người yêu của Thành nhà bác có đúng không hả con?" Bây giờ thì đến lượt nó toát mồ hôi hột ra như tắm, nó cũng lắp bắp trả lời: "Dạ vâng bác ạ." "Nhưng mà thời gian tới thì chúng cháu sẽ cố gắng học hành hơn ạ, để không ảnh hưởng kết quả học tập của cả hai ạ." Vậy là mẹ nó thốt lên một câu rất là ngạc nhiên: "Lại còn thời gian tới nữa cơ ạ." Sau đó thì hai bác ấy tiếp lời với bài ca không quên: "Từ bây giờ là mẹ nghiêm cấm hai đứa yêu nhau. Các con của hiện tại thì đang rất rất là trẻ, vậy các con chỉ nên tập trung vào sự nghiệp học hành thế thôi. Sau này khi mà có công việc ổn định rồi thì hai đứa muốn yêu như thế nào thì yêu." Khi mẹ của thằng Thành nói như thế thì nhìn lại mặt hai đứa rất là buồn. Tình yêu của hai đứa chúng nó vừa mới chớm đụ thôi mà đã có người vặt rồi. Mặt của thằng Thành lúc đấy thì ngắn cụ đi, vì bây giờ nó là người đã khó lựa chọn nhất, phải chọn con tim hay là nghe theo lý trí. Còn cô bạn ngồi cùng bàn với tôi thì mắt cũng đã đỏ hoe. Dù là chưa ăn xong bữa cơm nhưng nó đứng dậy chào bố mẹ thằng Thành rồi đi về. Nó chạy vụt ra ngoài để lấy xe, vậy là tôi đuổi theo nó. Sau cái video trước thì ai cũng nói là thời của tôi tới rồi, cản không kịp nữa. Nhưng thực chất là cơ hội đã đến với tôi từ trước đấy rất là lâu rồi. Sau khi mà nó ăn một cú ganh chí mạng đến từ bố mẹ của thằng Thành như thế, nó chạy vội ra ngoài rồi lấy xe lao vút đi. Tôi cũng không ngần ngại lấy xe rồi đuổi theo nó. Sau khi mà cứ hục mạng đuổi theo nó 6612 phố phường, như nó cũng biết tôi đang đuổi đằng sau và cũng chán cái cảnh mà tôi theo đuổi nó hay sao ấy. Thế là nó chạy về cái vùng ngoại ô, sau đó dừng ở một triền đê sông lớn. Tiếp đó là hướng mắt nhìn xa xăm vô định rồi ngồi thụp mặt xuống khóc. Tôi chạy đến mệt thở muốn phè hơi tai ra. Tôi thì chạy xe đạp, còn nó thì chạy xe đạp điện. Tí nữa thì phải đeo máy trợ thở chứ có đùa đâu. Hay nó đang ngồi bên chỗ sườn đê nhưng tôi không để ý là nó đang khóc. Vậy là tôi chạy đến hỏi tôi: Ê này mày, tao có phải là ma đâu mà mày chạy như ma đuổi thế? Tao chạy xe đạp muốn đứt cả hơi ra đây này. Lỡ mà có chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết. Sao hả? Chạy như thế nguy hiểm lắm đấy. Và sau đấy thì tôi ngồi thụp xuống chỗ nó và tiếp tục công đoạn thở. Ngồi đấy chừng 5-10 phút gì đấy mà mãi không thấy nó ngẩng mặt lên và cứ thế thút thít khóc. Đâm ra tôi ngồi đấy một mình lại cũng sợ. Thế là tôi vỗ vỗ vai nó: "Thôi mà, hai bác nói thế chắc cũng không có ý gì đâu, muốn tốt cho hai đứa mày thôi mà." Nhưng mà nó lại tiếp tục không có một tí đả động gì. Vậy là tôi lại tiếp tục đùa: "Hay là thôi, nhà thằng Thành nó đang cấm cản như thế, thế để tao trở thành good boyfriend của mày đi." Sau khi mà dứt lời câu đấy thì tôi cảm thấy mình vô duyên thật sự luôn ấy. Đúng là lúc đấy không khác gì kiểu đục nước béo cò rồi chờ nước đục thả câu ấy. Thằng Thành mà có mặt cái thời gian đấy và nghe được câu nói đó thì chắc là nó lùa tôi chạy khắp trường, và từ đấy chắc là anh em rồi nào là bạn thân rồi huynh đệ tương tàn các kiểu các thứ luôn mất. Tôi đang mải ngồi nghĩ thì bỗng nhiên nó ngẩng mặt dậy bất chợt, thế là ôm chầm lấy tôi. "U là trời, cái gì vậy?" Tôi hốt hoảng thốt lên. Vậy là nó nấc lên khóc càng ngày càng to rồi bắt đầu nói với tôi: "Tại sao vậy? Tại sao mày không nói những cái điều ấy từ sớm với tao? Người mà tao yêu quý và tao thích đấy là mày chứ không phải là Thành. Mấy tháng vừa rồi khi mà mày chứng kiến tao với Thành bên nhau, những cái điều mày giấu trong lòng tao đều biết hết. Tao biết là mày rất là khó xử và khó chọn lựa, nhưng mà mày cũng không thể làm như thế được. Càng ở gần Thành thì tao mới thấy tao
và Thành càng không hợp. Và mỗi ngày thì tao càng nhớ mày nhiều hơn, mày có biết không? Nếu Thành mà không níu kéo thì chuyện của tao với Thành cũng đã hết từ lâu rồi. Ngày hôm nay thì cũng chỉ là giọt nước mắt tràn ly và sớm muộn nó cũng sẽ xảy ra thôi. Tao với Thành thì cũng kết thúc rồi. Còn mày, mày là một cái đồ ngốc. Mắng cho tôi một trận té ta té tua xong, thế là nó lại lên xe đi mất. Đến đây thì tôi chỉ ngồi đó không đuổi theo nó nữa, vì tôi biết rằng tại sao tôi lại chỉ biết ngồi đấy, không biết níu tay nó lại. Tôi mãi nhìn theo bóng nó khuất xa dần. Về cơ bản theo nghĩa đen thì nhiều bạn đoán đúng rồi đấy. Lúc nãy đạp xe lùa theo nó mệt đứt hơi tai ra, ai mà lùa tiếp được. Còn về cái nghĩa mà bóng bẩy về nội tâm ấy, thì thực sự lúc đấy tôi cảm thấy rất là khó xử. Vẫn là cái cán cân đấy, một bên là bạn thân của tôi và một bên là người tôi thực sự thích. Nếu như tôi chọn bạn thân thì tôi sẽ là một kẻ hèn nhát, yếu đuối. Nên ngay cả tình yêu, sự lựa chọn của mình mà mình còn không giành giật và nắm bắt lấy cơ hội thì mãi mãi cũng chỉ là một kẻ thất bại không hơn không kém. Nếu như tôi hướng về tình yêu, về người tôi thích thì thậm chí mọi thứ kết quả nó còn tệ hơn rất là nhiều. Tôi sẽ mãi mất đi người bạn thân từ cái hồi tấm bé. Chưa kể là nó sẽ có những cái lời điều tiếng, và điều đấy gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập và phát triển của tôi. Mọi suy nghĩ tiêu cực đấy đều khiến tôi rất là buồn, phiền lòng và ủ rũ mấy ngày liền liên tục. Và những lúc đấy thì tôi thực sự là may mắn khi tôi có mẹ ở bên, vì mấy ngày liền đều thấy con trai khá là ủ rũ. Vậy là hôm đấy mẹ đến bắt chuyện với tôi. Tối hôm đấy mẹ pha cho tôi một ly sữa, đặt xuống bàn rồi bắt đầu ôn tồn. Mẹ cũng vừa mới pha, con tranh thủ uống đi cho nó ấm. Đợt này thi học kỳ áp lực lắm hả con, hay có chuyện gì kể cho mẹ nghe. Thoạt đầu tiên thì tôi cũng định giấu mẹ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì bắt đầu tôi lại kể hết tất cả câu chuyện đầu đuôi cho mẹ nghe. Sau khi nghe xong thì mẹ tôi hơi nhăn trán lại rồi bắt đầu giảng giải cho tôi. Bà mẹ nào cũng yêu quý các con của mình vô bờ bến mà con. Em của Thành làm thế thì cũng không sai, khi mà muốn Thành chú tâm vào việc học nhưng có vẻ là hơi cứng nhắc. Nếu là mẹ thì mẹ cũng không đồng ý cho cái việc yêu đương quá sớm như vậy, nhưng mà mẹ sẽ cố gắng làm sao giải quyết để không làm tổn thương các con. Còn về chuyện tình cảm của mấy đứa thì mẹ không muốn xen ngang quá nhiều. Mẹ chỉ muốn khuyên con là con cũng đã là người sắp trưởng thành rồi thì hãy có những cái suy nghĩ trưởng thành. Con hãy lắng nghe và làm theo tiếng của con tim mách bảo. Con là một người con trai, sau này là một người đàn ông thì khi mà con đưa ra một quyết định gì đấy thì phải có trách nhiệm với lại quyết định của mình. Nhưng mà con hãy nhớ và hứa với mẹ không được chảnh mảng việc học hành để ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tôi sau khi nhận được những lời khuyên của mẹ thì tôi đã cảm thấy được mở não rất là nhiều. Chắc chắn là sáng ngày hôm sau thì tôi sẽ thực hiện một quyết định táo bạo. Trong cuộc đời của mỗi con người thì đều đưa ra những quyết định của riêng mình. Quyết định ấy đôi lúc có thể đúng, có thể sai. Và sáng hôm ấy thì tôi đã đưa ra một cái quyết định. Tôi cũng không biết là nó đúng hay là sai, nhưng đến mãi bây giờ thì tôi chưa hề hối hận khi đưa ra quyết định như thế. Tối hôm đấy sau khi mà nhận được lời khuyên của mẹ như vậy thì tôi cảm thấy tươi tỉnh hẳn lên. Niềm vui ấy chưa ôm chặt lấy tôi được bao lâu thì bỗng dưng mẹ tôi gọi vọng vào. "Con ơi, Thành sang chơi với con đây này." "Ơ kìa, sao thằng Thành nó lại sang nhà tôi giờ này nhở? Hay là nó biết chuyện rồi? Rồi bây giờ thì nó đang sang để nó xử đẹp tôi à?" Đang nghĩ ngợi ngân nga thì bỗng dưng thằng Thành đứng trước cửa phòng của tôi. Mặt của nó thì đỏ bừng lên, đang đang sát khí, tay thì lăm lăm cái bồ cao, tóc tai của nó thì rũ rượi. Hai hàm răng của nó nghiến vào nhau ken két, rông tố và sát khí bốc khói đen lên nghi ngút, hừng hực khiến cho trời đất rung chuyển rồi sấm chớp đùng đùng. Cái đoạn này thì tôi coi trong phim Chư Bát Giới Ngoại Truyện, chứ thằng Thành thì nó không như thế này. Quay lại cái đoạn mà nó đứng trước cửa phòng tôi, mặt nó trông ủ rũ bùn nhùn bèo nhèo như cái bánh bèo. Vậy là tôi cất lời lên hỏi nó: "Thế câu chuyện của mày với Phương Anh mà bố mẹ mày vẫn không đồng ý à? Có nói cách khác để cho hai bác đồng ý được không?" Nói xong thì nó nhìn chằm chằm vào tôi không hề chớp mắt. Đến đoạn này là tôi cũng khá là hoảng hốt rồi đây này, nhưng mà vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. "Gớm mặt lắm nữa, sao mày nhìn tao kinh thế?" Thế là nó gằn giọng hàm hè: "Tao không phải sang đây để nói với mày cái chuyện như thế. Tao với Phương Anh coi như là đã kết thúc rồi đấy. Ngay từ đầu tao đã biết là Phương Anh nó không thích tao mà nó thích mày. Kể cả cái hôm mà tao tạo cái buổi bất ngờ cho Phương Anh ấy, thì Phương Anh nó cũng đã nói thẳng là nó thích mày chứ nó không thích tao, nhưng nó vẫn cho tao cơ hội. Nhưng cái gì mà nó gượng ép mãi thì nó cũng không thể nào mà tốt được. Vậy nên là chúng tao chấp nhận chia tay nhau. Còn về phần mày ấy, tao hy vọng mày vẫn là bạn tốt của tao sau tất cả. Còn nếu mà mày mà khiến Phương Anh buồn thì biết tay tao, nhớ đấy." Nói xong thì nó còn không quên ném cho tôi một đôi mắt sắc lẹm rồi bước ra khỏi phòng đi ra ngoài. Tôi thì cũng chưa kịp phản ứng hay là nói câu biện minh gì luôn, chỉ biết là lên trong vô vọng thôi, vì tôi biết tính thằng này. Nó hiền thì hiền thật đấy, nhưng mà khá là cục tính. Lúc đấy mà găng go lên cãi nhau thì thôi rồi, ối rồi ôi luôn. Và nghe nó nói như thế thì tôi càng cảm thấy có động lực hơn, vì có lẽ là tôi đang đi đúng đường rồi, chỉ cần thêm đúng hướng nữa là ok, perfect luôn. Để chuẩn bị cho cái kế hoạch đột phá của ngày mai, cả buổi tối hôm đấy tôi cứ thấp tha thấp thỏm, nhẩm đi nhẩm lại mấy câu thoại cho nó trơn tru và thuộc lời. Thế là tối hôm đấy tôi có ngủ được mấy đâu, người cứ lâng lâng khó tả lắm. Sáng hôm sau thì tôi dậy trước cả chung báo thức luôn, điều mà tôi từ trước đến nay chưa bao giờ làm. Sau đó thì đi vệ sinh cá nhân này, tắm rửa này, chải chuốt, xịt nước hoa các thứ cho nó thơm tho lên này, làm cho tất cả mọi thứ từ A đến Á đều ok la luôn. Xong xuôi đâu đó thì tôi vào phòng lấy cặp rồi đi xuống phòng bếp để đợi ăn sáng. Xuống đến nơi thì tôi vừa mới thấy mẹ đi ra khỏi phòng, hình như hôm nay mẹ tôi dậy muộn hay sao ấy. Vừa thấy mẹ thì tôi cất một giọng chào lanh lảnh: "Good morning mommy, have a nice day." "Hôm nay mommy của con ngủ quên hay sao mà dậy muộn thế?" Đấy thì mẹ tôi nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh ấy, sau đấy trợn tròn mắt lên hỏi tôi: "Ơ, hôm nay trời trời à, mà hôm nay chủ nhật cũng phải đi học hay sao mà đem cặp sách xuống đây? Mọi hôm thì mẹ thấy mày chủ nhật ngủ trương lên sau đấy rồi chiều đi đá bóng mà, sao hôm nay lại đi học à?" Nghe xong câu này của mẹ tôi thì tất cả mọi thứ đã đưa tôi xuống mặt đất. Xem lại lịch treo trên nhà thì đúng hôm nay là chủ nhật rồi, học quái gì hôm nay. Thế là mọi kế hoạch của tôi đành tan vỡ. "Ê thế mà không đâu nhá, thua keo này thì ta phải bày ngay keo khác để khóa lớp khoảng trống." Ăn sáng xong thì tôi lấy hết dũng khí để gọi ngay cho nó. "Tu tu tụt, alo, mày gọi tao gì sớm thế?" Giọng của nó vang lên ở đầu dây bên kia, vẫn đang còn rất là ngái ngủ.
Thế là tôi ngập ngừng đáp lời: con gái con nữa, giờ này mà còn ngủ á? Thế là nó bắt đầu gắt ngủ với tôi: mày bị điên à, hôm nay là chủ nhật không ngủ thì làm cái gì, mày phiền quá. Tôi cười hề hề sau đấy rồi nói với nó: hai mày đang ngủ tiếc nhỉ, hôm nay có quán trà sữa chân trâu và đồ ăn vặt mới khai trương đấy, nghe nói là đồ ở đây ngon lắm, mày không đi được tiếc thế, thế là tao lại phải rủ người khác rồi. Nghe đến câu này thì nó vội choàng tỉnh lên, sau đấy rồi trả lời tôi một cách hấp tấp: đâu đâu đâu, tao dậy rồi, mày lát nữa chuẩn bị đi xuống nhà tao đi nhá, bây giờ tao đang chuẩn bị đánh răng rồi trang điểm các thứ rồi đây này, mày nhanh nhá, chuẩn bị đợi trước cửa nhà tao nhá, nhớ là xuống đón tao ấy, đi xe đạp điện của tao cho nó nhanh. Nói vội vàng vội vã như thế, sau đấy rồi nó tắt máy cái group. Kìa, sau cái game này nó dễ thế nhở, dễ dụ dã man. Sau đó thì tôi chỉnh trang lại đầu tóc quần áo một tí rồi thẳng tiến đi xuống nhà nó thôi, và đấy là hôm hẹn hò đầu tiên của tôi với nó. Lần hẹn hò đầu tiên trong đời của bạn có gì đặc biệt hay không? Của tôi thì không biết nói như thế nào, hình như là vừa có vừa không nhá. Thì sau khi hẹn nó đi uống trà tươi như thế thì tôi cũng chuẩn bị đi xuống nhà nó thôi. Biết thừa là mấy cái đứa con gái này nó trang điểm make up lâu lắm, thế là tôi cũng phải 15-20 phút sau tôi mới đi xuống nhà nó. Và mọi dự cảm và tiên đoán của tôi nó đều đúng các ông ạ. Xuống đến nhà nó thì nó cũng không bắt tôi chờ đợi lâu nữa, thì nó mới ra ngoài cỡ đâu 1 tiếng hay 1 tiếng 45 phút gì đó. U là trời, trời con gái make up với trang điểm chắc là hết bà thanh xuân. Được cái là cái khu nó sống và quanh nhà nào cũng đẹp nên là ngắm nó cũng đỡ buồn. À mà tôi nên tả như thế nào về nhà nó để cho mọi người tưởng tượng ra nhỉ? Thôi thì tả là biệt thự đi cho nó vuông, và xung quanh đấy thì cũng toàn biệt thự thôi. Đang ngắm nghía loanh quanh thì tự nhiên có một anh trai đâu ra to như hộ pháp ra vỗ vai tôi và bắt đầu hăm hè: ê cô, mày nhìn ngó gì ở đây đấy, tính ăn trộm cái gì à? Thế là tôi giật thoát mình quay lại trả lời lắp bắp: không phải đâu anh ạ. Rồi ông ấy lại hằn giọng một lần nữa: mày không ăn trộm thì đứng đây ngó nghiêng để làm cái gì, lại còn đứng trước cửa nhà tao nữa. Quái lạ nhở, tôi đang đứng trước nhà nó mà nhà nó làm gì có anh trai đâu nhở, hay ông này là bảo vệ lái xe gì của nhà nó nhở? Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, thế là bố của nó chạy ra. Vừa mới thấy tôi thì bố nó nhoẻn miệng cười: à thằng cu lớp trưởng lớp Phương Anh đi mà. Thôi Long, đừng có trêu em nó nữa. Đến tìm Phương Anh hả? Vào nhà chơi đi cháu. Vậy là lúc này tôi mới đỡ run đi, chứ không mà ăn một cước của ông kia thì thôi chắc là bẹp dí vào tường 7 ngày không ra. Sau đó thì tôi chậm rãi trả lời lại bố nó: dạ thôi bác ạ, thôi cháu xin phép để khi khác. Lát nữa Phương Anh xuống, bây giờ thì cháu Phương Anh đi ra ngoài này chơi một chút ạ. Bố của nó lại cười cười rồi trêu lại tôi: hai đứa đi cẩn thận nha, nhưng mà đừng có đưa con gái bác vào đời đấy nhá. Tôi ngượng chín đỏ hết cả mặt, sau đấy rồi xua xua tay nói những câu rất là phủ nhận. Còn ở trong bụng thì lúc đấy suy nghĩ kiểu: thôi đi bác ơi, con gái của bác nó tợn như thế, nó không cho cháu vào đời thì thôi, cháu tuổi gì. Tôi và bố của nó đứng nói chuyện được vài câu nữa thì nó từ trên nhà đi xuống. Tí nữa thì tôi không thể nào tin được vào mắt mình nữa các ông ạ. Phải chăng đây là nàng Bạch Tuyết chứ không phải là cô bạn ngổ ngáo ngồi cùng bàn với tôi? Ấy thế cơ mà từ hôm xuống nhà này thì tôi mới biết được tôi có một đối thủ cạnh tranh cực kỳ lớn luôn. Mà liệu các bạn có đoán ra đấy là ai không? Tôi đọc được rất nhiều bình luận của mọi người có câu hỏi kiểu như là: sau mấy câu chuyện tình yêu của anh, câu chuyện nào nó cũng hay chắc trở thế. Khi mà tôi có thời gian ngẫm nghĩ lại thì công nhận là đúng thật. Nó nhiều gian nan và chắc trở như vậy có lẽ là do lần đầu tiên mở bát với cái tình yêu bọ xít này này. Nó đã gập ghềnh khúc khuỷu sóng gió rồi, thế nên là mấy câu chuyện tình yêu sau thì nó cứ thấy là nó theo đà thôi. Và đối thủ cạnh tranh của tôi với cô bạn ngồi cùng bàn là ai? Ông này thì có một cái in tư và một cái profile nó rất là khủng luôn. À, chẳng cần nói thêm thì mọi người cũng đoán ra được có đúng không? Đấy chính là cái ông mà tên là Long ở tập trước ra khè tôi cái hôm mà tôi rủ nó đi chơi ấy. Thì ông ấy có những cái gì mà tôi kêu là profile của ông khủng như vậy? Thứ nhất là đôi mắt nào cũng có thể nhìn thấy, đấy là ông ấy to con hơn tôi rất là nhiều luôn. Thứ hai là từ bé ông ấy đã được bố của Phương Anh nhận nuôi và lớn lên cùng với Phương Anh. Điều thứ ba là trong công việc ông ấy chính là cánh tay đắc lực của bố Phương Anh. Và chốt lại cái điều mà quan trọng nhất đấy chính là ông ấy cũng đang thích Phương Anh. Thì làm sao mà tôi biết được những điều như vậy? Thì chắc chắn là cô bạn ngồi cùng bàn với tôi kể cho rồi. Hôm đó ngồi uống trà sữa và ngồi ăn uống với nhau thì tôi cũng hỏi Phương Anh một số điều, và nàng thì cũng rất là thật thà và kể lể với tôi. Đang ăn uống vui vẻ nói chuyện cười đùa thì bỗng nhiên nó khựng lại rồi nói với tôi: thế đằng ấy hôm nay mời mình ra đây ăn rồi có vấn đề gì đấy nhở? Lúc này thì không phải nói chứ mặt tôi đỏ hơn cả quả cà chua luôn. Đang loay hoay không biết là nói cái gì tiếp theo thì nó lại tiếp tục cắt lời: không định nói gì thì thôi nhá, đây đi về. Nó đang định đứng dậy thì tôi như kiểu phản xạ cá nhân cầm lấy tay nó kéo xuống. Cả tôi và nó lúc này thì mặt đều đỏ bừng và đều rơi vào ngượng ngùng. Tôi thì đang chuẩn bị lấy hết can đảm để nói những gì trong lòng mình ra, cứ đang chuẩn bị nói gì thì nhìn thấy nó tôi lại thấy ngại dã man luôn. Thế là nó lại cắt lời: thế tao nói hộ mày nhá, hôm nay mày mời tao ra đây để tỏ tình với tao của đúng không, tao thì chỉ cần mày thành ý thế này thôi, chứ tao thì tao đồng ý từ trước rồi, tại vì tao thích mày mà, tao nói như thế thì đã đúng tim đen của mày chưa? Rồi nó lại nắm chặt lấy tay tôi rồi cười một cách ngượng ngùng: thế chứ đứng trước gương đọc lời thoại rồi học thuộc lời thoại mất bao nhiêu lâu, xong cuối cùng lại để con nhà người ta tỏ tình với mình. Ấy mà thôi kệ, đường nào thì nó cũng đã đến đích rồi thì đường nào nó chả giống nhau. Cái cảm giác của tôi bây giờ nó khó tả lắm luôn ấy, vừa được con gái tỏ tình này, lại còn được con gái nó nắm tay nữa, lại còn đúng cái đứa mình thích nữa, thế là phải cứng miệng mất bao nhiêu lâu không nói được luôn. Mấy phút rồi mà hai đứa chẳng nói gì, cứ nắm lấy tay nhau. Thế là nó lại lên tiếng trước: kìa, nói gì đi, sao mà cứ im im thế? Hay là bây giờ hai đứa mình thay đổi cách xưng hô nhá? Thế bây giờ anh muốn được em gọi là gì?
Khi yêu thì mọi người thường xưng hô với người yêu như thế nào? Còn tôi thì ngay cái buổi hẹn hò đầu tiên, người ngồi ở phía đối diện đã hỏi tôi là anh muốn em gọi anh như thế nào khi yêu. Ôi trời ơi, chu choa mà ơi, cái câu ní là tôi chưa có chuẩn bị trước này. Đúng là không khác gì mà tối chưa học bài cũ mà sáng mai bị cô giáo gọi lên trả bài ấy. Và lúc đấy thì cái biểu cảm ngẩn tò te ra không biết trả lời như thế nào thì nó đã hiện ra luôn. Nhưng rất may là cái phía đối diện của tôi không phải là cô giáo mà là người yêu tôi, chứ không là ăn không điểm lâu rồi đấy. Nhưng mà người yêu tôi vẫn nhìn tôi một cách âu yếm để chờ đợi câu trả lời của tôi. Vậy là trong cái thoáng chốc suy nghĩ cùng với cái IQ vô cực của tôi, thế là tôi mới trả lời người yêu như thế này: à thì bây giờ mình cũng đang còn đi học ấy, mà xưng hô kiểu nó lố quá ấy thì nó cũng không hay, nhất là nhiều đôi cứ xưng hô kiểu vợ vợ chồng chồng ấy nghe nó kỳ lắm. Vậy nên là hai đứa mình cứ thống nhất xưng hô như thế nào cho nó thật thoải mái là được nhờ. Vậy là mặt của nàng tỏ ra vẻ rất là láo cá sau đấy, rồi nắm lấy tay tôi và nói thế này: ơ sao đúng ý em thế, tại vì từ trước đến nay chúng ta là bạn, cứ xưng tao mày nó quen mất rồi, bây giờ mà cứ xưng hô kiểu đằm thắm quá ấy, nó cứ ngượng ngượng ấy, không quen người đâu mà lúc nào cũng hiểu người ta thế. Tao yêu anh hì. Và từ đó thì chúng tôi hình thành đến cách xưng hô của mình, một cách xưng hô mà trên tình bạn dưới tình yêu đậm chất học trò, quá chuẩn bài. Tuy nhiều lúc nghe nó hơi láo nháo một tí nhưng thôi, khi yêu mà bỏ qua được hết. Bắt đầu từ hôm đấy thì tôi là người chính thức có người yêu, và tôi với Phương Anh cũng thống nhất với nhau là không để lộ chuyện yêu nhau ra để tránh ảnh hưởng việc học tập của cả hai. Nhưng mà trên đời cái có thể giấu được duy nhất đấy là ném viên xê sủi xuống nước vậy thôi, còn chuyện tình cảm này thì làm sao mà có thể giấu được. Còn chưa kể là tôi với người yêu tôi ngồi cùng bàn nữa, thi thoảng lại có hay những cái cử chỉ khác lạ, đúng là y như rằng chỉ 7-3-21 ngày cả lớp biết chuyện luôn. Cũng rất may là trong lớp tôi không có một đối thủ nào gato cả, thầy cô cũng không cấm cản lắm, vì thành tích học tập của tôi và Phương Anh từ cái hồi yêu nhau đều phát triển lên rất là tốt. Để lâu dần càng nhiều người biết thì nó sẽ đến tai phụ huynh rồi, và khi mà đã đến tai phụ huynh của nàng rồi thì kiểu gì ông Long chẳng biết. Và cái ngày tôi phải đối đầu với một đối thủ nặng ký đã đến gần. Phản ứng của phụ huynh sẽ như thế nào khi biết các bạn yêu đương ngay cả khi đang học cấp 3? Thì như mấy phần trước thì các bạn biết rồi đấy, phụ huynh của tôi và phụ huynh của Phương Anh thì cũng chả có ý kiến gì cả. Thầy chủ nhiệm thì cũng chả phàn nàn gì về việc học hành của hai chúng tôi cả, thậm chí còn khen đấy. Thế nên bố mẹ tôi chỉ hay nhắc là hai đứa yêu nhau nhưng đừng có lơ là việc học và tránh những cái việc không đáng có ra nhá. Và một trong những cái chuyện không đáng có nhất là cái chuyện ấy nên là các bạn tự hiểu nhá. Còn về bố mẹ của Phương Anh thì mới đầu nghe có vẻ cau mày lắm, nhưng về sau thì có vẻ là rất là phấn khích khi nghe này tôi. Sau đó lại còn hay bảo tôi là đến nhà kèm Phương Anh học rồi ở lại ăn cơm cơ mà. Ăn xong thì có thể ở lại ngủ, nhưng chắc chắn là không phải ở phòng cùng với người yêu tôi rồi, mà ngủ cùng với ông Long ấy. Thế thì thôi nha, say goodbye luôn, ngủ cùng với ông đẻ cho một phát thì bẹp dí ạ. Ở nhà Phương Anh thì có một cái văn hóa nó rất là hay, khá là xuề xòa trong mọi việc, nhưng những việc mà cần sự nghiêm túc thì rất là nghiêm khắc luôn. Ngày chủ nhật thì chúng tôi không phải lên trường, vậy nên tôi hay đến nhà Phương Anh để kèm phụ đạo, và tôi như là anh gia sư may mắn và cô học trò bé bỏng vậy. Hôm nào mà kèm người yêu học xong là y như rằng cũng được mời ở lại ăn cơm. Mà trong bữa cơm thì bố của Phương Anh và ông Long thì rất hay uống rượu với nhau. Còn tôi tuy là một thân nam nhi thật nhưng mà dưới 18 tuổi, thế là mình chấp hành không uống rượu. Cũng phải công nhận là hồi đấy tôi ngoan thật sự luôn ấy. Cái câu chuyện rượu vào lời ra thì nó không thể nào tránh khỏi được, nhất là ông Long, khi nào uống rượu mà phê phê xong là y rằng cà khịa tôi. Kỷ niệm nhất là cả nhà hôm đấy đang ăn cơm vui vẻ thì bên công ty có việc bố Phương Anh phải đi ngay, còn ông Long thì vẫn đang ngồi đấy nhấp xong chén rượu thì ông lè nhè với tôi: oát con, mày cũng có vẻ là khôn đấy, đào trúng cái mỏ vàng như thế này thì tương lai lại nhờ nhà vợ rồi, nhưng mà mày thì cũng coi chừng đấy, mày mà để Phương Anh như thế nào thì mày chết với tao, nhớ đấy, anh mày không biết đùa đâu nha. Sau khi mà khè tôi xong thì ông dương đôi mắt ốc nhồi ra để lườm tôi. Cách đây mà mấy tháng trước khi mà tôi với Phương Anh mới bắt đầu yêu nhau ấy thì dọa như thế là sợ thật đấy. Nhưng mà lần này thì chắc chắn tôi sẽ nói chuyện với Phương Anh để nói cho Phương Anh biết, để rồi giải quyết cái việc này trong êm xuôi, chứ yêu trong nơm nớp lo sợ này thì cũng hãi. Thế là sau khi ăn uống xong xuôi, tôi đem chuyện này kể cho Phương Anh thì cái khuôn mặt đang tươi cười của cô ấy bỗng chốc chuyển sang nghiêm trọng. Cô ấy phải đắn đo một lúc, sau đó thì nói với tôi một câu khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều: anh này, anh đừng có để chuyện này cho bố em biết nhá. Kìa, thế chuyện này nó nghiêm trọng đến mức nào mà sao phải giấu nhở? Anh ơi, em mới vô sộp anh nhiều sản phẩm giá rẻ quá. Đúng rồi em, anh để sộp dưới phần bình luận nhé. Gì cái gì cũng có. Trong tình yêu, câu nói nào của nửa còn lại khiến bạn phải suy nghĩ nhiều nhất? Ở phần cuối của tập vừa rồi, tôi còn nói chuyện của ông Long cho Phương Anh nghe, và cô ấy nhờ tôi giữ bí mật điều đấy. Nhưng tại sao lại phải giữ bí mật như thế? Phải chăng nó đang có một cái uẩn khúc gì? Hay là giữa Phương Anh và ông Long đang có cái chuyện gì xảy ra? Còn chưa kể là không được nói chuyện này với bố của Phương Anh nữa. Những điều vừa rồi đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều và nó luôn quẩn quanh trong đầu của tôi mấy ngày hôm nay. Hỏi thì cũng chẳng hỏi được, mà nói ra thì cũng chẳng nói được, không biết làm như thế nào. Khi lên lớp đi học, đối mặt với người yêu thì tôi vẫn tỏ ra rất là bình thường, cơ mà sâu bên trong thì mọi thứ nó là biển rộng. Ngày một ngày hai thì Phương Anh cũng không hề đoán ra, và tôi cũng chỉ nói là tôi mệt. Đến vài ngày sau đó thì tôi vẫn ủ rũ như vậy. Thế là Phương Anh nhận ra được vấn đề. Hôm đó trong giờ ra chơi của tiết 1 thì Phương Anh mua cho tôi một thanh sô cô la mà tôi thích ăn nhất, đưa cho tôi và bắt đầu hỏi chuyện: "Ê, anh bạn cùng bàn, cái này người ta mua cho anh này, đúng cái loại ngọt nhẹ mà anh thích đấy nhá." Tôi cầm thanh sô cô la nói cảm ơn rồi quay đi. Có vẻ như là cô ấy đã cảm nhận được cái điều thực sự không ổn ở đây rồi, thế là tiếp tục lại mè nheo rồi hỏi tôi: "Có chuyện gì thì anh phải nói cho tao biết với chứ, hay là tao làm sai, hay là anh đang dỗi tao cái gì à? Đi mà, đừng có như thế nữa mà." Vừa nói lại vừa cầm tay tôi kéo kéo, nhưng mà tôi cũng chẳng đả động gì. Trong thoáng chốc thì hình như nàng đang nghĩ ra một cái gì đấy.
sau đấy rồi kéo tôi quay lại nói: "À, anh này, ngày mai lại là chủ nhật rồi đấy. Ngày mai anh xuống nhà tao rồi lại kèm tao học nhá. Ngày mai nhá, sau khi mà học xong tao sẽ làm món cánh gà chiên mắm anh thích ăn nhất, với cả món sườn nướng barbecue nữa nhá." Tôi nghe như vậy xong thì cũng chẳng có phản ứng gì khác biệt cả. Tôi quay lại nhìn nó rồi trả lời cho nó qua loa xong chuyện. Mấy ngày nay thì tao thấy trong người hơi mệt, chỉ thế thôi, còn không có vấn đề gì đâu. Vậy nên là em cũng đừng có lo quá làm gì. Với lại là cũng không phải nấu nướng gì đâu. Chủ nhật này bố mẹ tao đi vắng, tao phải ở nhà trong nhà nên không xuống được, nên em tự học rồi tự giải đề nhá. Nói xong thì tôi lại lạnh lùng quay đi để Phương Anh mặt ngắn tủn ngồi một chỗ. Buổi học hôm đấy diễn ra thực sự rất là tẻ nhạt. Tối hôm đó thì tôi cũng chẳng gọi điện nhắn tin hay là chúc ngủ ngon Phương Anh như thường lệ. Tôi quăng điện thoại ra bàn rồi đi ngủ mặc kệ sự đời. Và điều kỳ diệu đã đến trong sáng ngày hôm sau, Phương Anh đã tạo cho tôi một niềm bất ngờ, cùng với đấy là sự ấm áp, xen vào đó lại là một chút hoảng hốt nữa. Bố mẹ bàn hôm nay đi vắng, người yêu thì tới chơi, thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Theo tôi thì chuyện gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi. Còn tiếp tục với câu chuyện của tôi thì không có chuyện gì xảy ra như các bạn đang nghĩ đâu nha. Sáng đấy tôi đang êm đềm với giấc ngủ ngon cùng chăn gối thì bị giật mình và làm tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa cũng như tiếng gọi tên tôi. Tôi đang mơ màng không biết chuyện gì xảy ra vì bố mẹ tôi thì đi vắng từ sáng rồi. Nghe kỹ lại một chút thì cái giọng này sao mà quen quen. Nghe kỹ lại một chút thì thôi ôi rồi, giọng của Phương Anh, người yêu tôi. Quả này là tôi đang hơi bị hoảng hốt đây này. Bố mẹ tôi thì đang không có nhà mà người yêu lại đến chơi. Nãy giờ Phương Anh nó la hét ở ngoài đấy kiểu gì mấy bà tám hàng xóm cũng biết cũng nhìn thấy, rồi mấy bà ấy lại kiểu gì cũng nói ra nói vào, rồi sau đó đến tai bố mẹ tôi thì lại đau hết cả đầu cả óc luôn. Phương Anh ở ngoài đấy thì cứ gào cứ la bảo mở cửa, còn tôi ở trong này thì đang bỏ đầu bứt tai không biết làm như thế nào. Thế là tôi mở điện thoại ra, ngoài 100 vừa tin nhắn vừa cuộc gọi nhỡ của Phương Anh thì có một tin nhắn của mẹ tôi: "Bố mẹ đi vắng cả ngày nên hai đứa tự nấu cơm rồi học bài với nhau nhé. Tối qua Phương Anh có gọi cho mẹ nhưng mà mẹ thấy con ngủ rồi nên mẹ không nói. Bố mẹ tuy không có nhà nhưng mà cái gì ở nhà bố mẹ cũng biết đấy nhá, lo mà nghiêm túc vào." Thế là tôi lại được một pha bất ngờ đến bật ngửa nữa, mà cũng phải công nhận là người yêu tôi cũng cao tay thật đi. Mà đường nào thì bố mẹ tôi cũng biết rồi nên cũng đỡ lo mấy câu chuyện của bà tám hàng xóm. Vậy là tôi lật đật chạy ra mở cửa cho Phương Anh. Ra đấy thì thấy Phương Anh đang ngồi trước cửa nhà tôi thở hổn hển. Vừa mới thấy tôi chạy ra thế là Phương Anh nhìn thẳng chằm chằm vào tôi, sau đấy rồi mắng té tát: "Mày có biết là bên ngoài nắng lắm không? Tao xách rất là nhiều đồ và tao gọi mày khàn hết cả cổ và mày đang làm gì ở trong đấy hả? Điện thoại của mày thì để làm cảnh à? Tao gọi mãi mà mày không nghe thế, muốn tắc hết cả thở ở ngoài này luôn." Vậy là tôi cũng chỉ biết hề hề cười cho qua chuyện rồi dắt xe rồi đem đồ vào trong nhà. Vào trong nhà thì Phương Anh ngồi phịch xuống ghế lấy nước uống. Thế là tôi lại phải ngồi gần lại và dỗ dành: "Điện thoại của tao tối qua đi ngủ tao để chế độ im lặng để xa giường nữa nên là tao không biết, em cho tao xin lỗi nhá." Hì. Nàng quay sang tôi và nói kiểu vẫn đang còn rất là ấm ức: "Anh cứ thử đứng ngoài đấy như tao mà xem, cười cái gì." Là tôi đi vào lấy bịch khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho nàng rồi dỗ dành: "Thôi được rồi, chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không như thế nữa. Bây giờ nhá, em ngồi đây ăn trái cây cho mát đi, để tao đi vắt cho em một cốc nước cam nữa nhá." Tôi véo má nực nàng rồi đi pha nước cam. Vậy là sau cái khoảnh khắc đó thì bao nhiêu nghi ngờ khó chịu về cái câu chuyện của ông Long dường như đã tan biến hết. Thay vào đó là tôi cảm giác được người yêu tôi rất là quan tâm và đáng yêu luôn. Loay hoay một lúc thì tôi cũng vắt xong cốc nước cam rồi bê lên trên nhà cho Phương Anh. Khi lên trên nhà thì tôi lại không thấy Phương Anh đâu, thế là tôi mới gọi vọng vào trong nhà: "Phương Anh ơi, đi đâu rồi? Nước cam của em xong rồi này." "Phương Anh ơi." Nàng vâng vâng dạ dạ rồi bước ra ngoài. Đến đoạn này thì tôi xịt máu mũi thật luôn này. Tại sao mà mấy ông con trai mới lớn nhìn thấy phụ nữ đẹp trong hoặc kép lại xì máu mũi nhở? Nhiều lần xem phim tôi thấy những cảnh như thế nhưng mà cũng không hiểu lắm. Anh chị em nào ở đây mà học giỏi sinh học thì giải thích hộ tôi cái. Vì hôm mà người yêu tôi ở nhà tôi thì tôi đã thấy cái cảnh đấy và đã bị xì máu mũi. Và chi tiết cái cảnh ấy là lúc mà tôi đi pha nước cam thì người yêu tôi kiểu ướt đẫm mồ hôi ấy. Thế là liền đi vào nhà tắm để thay quần áo. Cũng không biết là do nàng vô tình hay cố ý mà hôm đấy mặc cái bộ váy thực sự là ơi giời ơi. Có ai có cái kính đen ở đấy không? Cho tôi mượn tôi đeo vào chứ thực sự là tôi không muốn nhìn, không muốn nhìn. He he boy. Thấy tôi bỗng dưng chảy máu mũi như thế, thế là người yêu tôi đi lấy bông băng và đi sơ cứu cho tôi. Hóa ra là tôi bị nhiệt bên trong quá thế là bị chảy máu mũi các ông ạ, chứ không phải là do tôi nghĩ bậy hay là do cái bộ váy hơi quyến rũ của người yêu tôi đâu nhá. Sau đó thì người yêu tôi lại còn cười cười kiểu thế này: "Này anh có thấy bộ váy này của tao có đẹp không? Hôm sau đi biển thì đúng là hết sảy nhở. Bộ này mới ra hè năm nay và đang rất là hot luôn, tao phải khó khăn lắm mới mua được ấy." Chưa đợi Phương Anh phải nói hết câu thì tôi đứng phát dậy: không được, hot mấy cũng không được, khi mà em ở gần tao thì mặc bộ này hay bộ nào đẹp hơn cũng được, còn nếu đi ra ngoài thì tao nghiêm cấm mặc những cái bộ kiểu như thế này nhá." Tưởng là mặt của Phương Anh sẽ nhăn nhó rồi xị ra nhưng không, nàng lại còn cười tủm tỉm sau đó lại trêu tôi: "Cứ mặc gần anh như thế để anh chảy hết máu mũi à? Thế ta mặc đi ra ngoài để anh không bị chảy máu mũi là đáng thương anh đấy chứ bộ." Mặt của tôi lúc đấy thì xị ra cau có, còn nàng thì cười một cách tinh ranh rồi đi xuống nấu cơm. Là lát sau tôi cũng xuống phụ nàng để nấu cơm ở dưới, hai đứa như kiểu hai con chim non ở dưới bếp ấy, cứ tíu ta tíu tít cười đùa vui vẻ, đứa nhặt rau đứa nấu cơm. Đang cười đùa vui vẻ thì Phương Anh hỏi tôi: "Có phải là mấy hôm vừa rồi anh giận người ta là vì việc của ông Long đúng không?" Tôi bất giác như bị nói trúng tim đen, thế là cũng trả lời quanh co: "Không giận đâu, em cứ hỏi tao quanh cái vấn đề đấy thế nhở." Thế là bất chợt Phương Anh đứng dậy ôm tôi từ phía sau và thủ thỉ: "Anh có biết là người ta đi bộ trong tim này, trong lòng của anh nên là hiểu rõ anh đang nghĩ những cái gì không? Vậy nên là anh đừng có cố tình giấu người ta để làm gì. Thật sự là người ta chỉ có mỗi mình anh và chỉ yêu anh thôi. Anh hãy nhớ kỹ điều đấy nhá. Mà lát nữa thì người ta sẽ hỏi anh một câu hỏi. Nếu mà anh mà trả lời được thì người ta sẽ thưởng cho anh một món quà bất ngờ."
món quà bất ngờ nhất từ người yêu mà bạn từng nhận được là gì? À mà món quà này là món quà không phải là từ vật chất nhá, mà thêm nữa là các bạn có biết không, mọi cặp đôi yêu nhau đều bị chia cắt bởi cái nóng của mùa hè đấy. Vì là nhiệt độ ngoài trời mà lên đến 40 độ thì ôm ấp với lại tình cụm cái gì. Tuy là Phương Anh đang ôm tôi từ phía sau tình cụm và ngôn lù thật đấy, nhưng mà nóng, nóng lắm. Thế là trong cái khó lại phải ló ra ngay câu gợi ý cho người yêu. Ừ thì tao hiểu những cái gì em nói mà, không có vấn đề gì đâu. Thôi, hai đứa mình đi ăn cơm đi. Nói xong thì tôi quay người lại thì đã thấy mặt Phương Anh đỏ bừng, sau đó rồi thì vẽn lẽn đi dọn cơm. Từ hồi mà tôi với Phương Anh yêu nhau đến giờ thì chưa bao giờ tôi được ăn cơm Phương Anh nấu, nhưng mà cũng phải công nhận là người yêu tôi cũng khéo tay ra phết đấy chứ. Người ta có món cá kho bóng đêm thì người yêu tôi có món cánh cà chiên hoàng hôn, còn chưa kể là món canh nhà hơi gần biển. Ây da, thôi thì người ta nấu thì mình có lòng ăn vậy, chê cái gì đúng không? Đang ngồi ăn thì Phương Anh lại hỏi tôi câu thế này: anh ăn có thấy vừa miệng không, có ngon không? Rồi nhìn tôi với một cái ánh mắt rất là trông chờ, nên là tôi không thể nào dập tắt được cái hy vọng của người yêu tôi được. Tuy là cái câu hỏi của Phương Anh có nằm trong 10 vạn câu hỏi vì sao không thể nào trả lời được, nhưng mà tôi vẫn phải trả lời như thế này: cũng được. Sau đó thì tìm ra một cái lý do gì đấy để đánh lạc hướng Phương Anh. À mà Phương Anh này, nhiều bạn xem video của tao trên top top ấy nói là cách xưng hô của tao với em nó khó nghe lắm, hay là mình đổi cách xưng hô là anh em hay là vợ chồng gì đấy cho tình cảm đi. Đấy là cái câu nói mà giá như cái thời gian đấy tôi làm top top thì tôi sẽ nói với Phương Anh như thế, mà kể cả nói lúc đấy thì cũng chỉ nói thế thôi, có nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là khó nghe, nhưng mà lúc đấy thì tôi với Phương Anh cảm thấy thoải mái, thế là cứ xưng hô với nhau như thế thôi. Vả lại câu chuyện này là câu chuyện thật tôi kể cho mọi người, vậy nên là có chi tiết nào đúng như thế thì tôi cứ như thế tôi kể thôi. Quay lại với câu chuyện của chúng ta và bữa cơm của tôi với Phương Anh thì tôi đã hỏi Phương Anh như thế này: à mà lúc nãy ở ngoài kia em nói là có câu hỏi muốn hỏi tao, thì câu hỏi đấy là gì đấy? À mà từ từ em hỏi, thế cái phần thưởng bất ngờ em muốn dành cho tao là cái gì ấy? Nhìn tôi có vẻ hiếu kỳ và đang rất là tò mò, vậy là Phương Anh đặt bát xuống, hai má bắt đầu hồng lên trông khá là đáng yêu, rồi nói: thế nếu người ta nói là phần thưởng bất ngờ ấy là người ta thì anh có nhận không? Giả sử là bạn có người yêu và người yêu của bạn nói rằng em cho anh tất cả thì bạn sẽ có cái gì? Người yêu tôi lúc đấy lại không nói nguyên văn như vậy, nhưng mà nói cũng tương tự như thế. Ý tôi cũng dám khẳng định luôn với các ông ở đây là 99,99% các ông đang nghĩ như tôi. Cảm giác lúc đấy thì là hơi một phần hồi hộp, một chút rụt rè và lại còn hơi bay bay nữa chứ. Cơ mà Phương Anh thì cũng không muốn để cho tôi bay lâu, thế là cốc đầu cho tôi một cái. Tôi lại còn lăn ra cười khanh khạch khanh khạch như là được mùa. Còn tôi lúc đấy thì mặt nhăn nhúm lại, tay thì xoa đầu, miệng thì suýt xoa hỏi Phương Anh: ây da, sao mà gõ đầu của tao đau thế? Tôi thì suýt xoa đau như thế hỏi đấy, nhưng mà đã dừng cười đâu, còn cười một lúc nữa sau đấy mới nói với tôi: cho anh đáng đời, cái kiểu cái đầu nghĩ đen tối à. Và lúc nãy sau khi mà tao nói như thế, nhìn cái mặt của anh đơ ra ấy, tao không nhịn được cười luôn, đúng là ngựa non háo đá. Eo ơi, thề chứ lúc đấy cảm giác tôi quê dã man luôn, đúng là lúc đấy mà có nhảy xuống sông tắm cũng không thể nào hết nhục được. Ây da, bị một vố lừa ui cay thế nhở. Trong lòng tôi lúc đấy thì nghĩ như vậy, nhưng mà bên ngoài vẫn phải cố gắng bao biện: đâu mà em cứ nghĩ lung tung cho tao thế, nói vậy chứ đầu óc của tao hơi bị trong sáng luôn ấy. Thấy tôi nói như vậy thì Phương Anh càng cười to hơn, sau đấy lại còn chọc quê tôi: thôi đi người ơi, thôi đi chàng trai của tôi ơi, mặt của anh đang hiện rõ ba chữ gì mà có cả chữ X trên đầu kia kìa, ớm lắm chứ, nỡ mà anh thích lắm lại còn giả vờ thì tao cũng biết rằng là sẽ có một ngày nào đó, nhưng mà không phải hôm nay nhá. Nói rồi Phương Anh nở một nụ cười tinh quái, đúng là không có cái gì là có thể qua mắt được người yêu, có phải không anh em? Cơm nước xong xuôi thì hai đứa lên trên phòng khách để ngồi xem phim. Ngồi được một lúc thì Phương Anh tựa đầu vào vai tôi thủ thỉ: anh này, tao vẫn muốn xin lỗi anh vì chuyện hôm trước, cái chuyện của ông Long ấy thì tao cũng không biết là kể cho anh từ đâu. Đợt mà tao với Thành chia tay ấy, ông Long cũng có an ủi tao và cũng ngỏ ý với tao. Về phần tao thì tao cũng biết là ông Long thích tao từ lâu rồi, nhưng mà tao chỉ coi ông Long là anh trai, tao cũng không muốn cho bố biết tại vì không muốn bố khó xử, nhưng rồi tao cũng phải quyết định nói cho bố. Và rồi thì ngày hôm qua thì ông Long cũng ra khỏi nhà và không ở nhà tao nữa. Thực sự thì tao chỉ muốn cho anh biết rằng tao chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh, vậy thôi. Trời ơi, tôi nghe mà đau tim thật sự. Thế là tôi quay xuống nhìn nàng thì ngước lên nhìn tôi, hai tâm hồn đồng điệu nhìn nhau một cách say đắm. Này, tôi hỏi nhỏ cái này nhá, nụ hôn đầu đời của bạn vào năm bao nhiêu tuổi? Nó có ngọt ngào hay là không? Hay là bạn bị cưỡng hôn? Nếu như cái nụ hôn đầu đời của bạn mà bị cưỡng hôn vào năm 17 tuổi thì bạn giống tôi rồi đấy. Ui rồi. Chả là hôm đấy sau những cái câu giải bày rất là cảm xúc của Phương Anh thì mọi nút thắt đã được mở, hai trái tim thì rung động lên từng nhịp, bốn mắt nhìn nhau lúc đấy thì say đắm, đắm đuối như con cá chuối ở trong vại muối. Đoàn mà lên cao trào thì nàng ôm chầm lấy tôi và kiss. Nghe nó hơi giống tiếng phanh xe đạp nhỉ? Hèn chi mà mấy anh chị 8x đời đầu cứ gọi hôn là phanh xe đạp. Cơ mà cái ăn điểm ở đây không phải là cái đoạn mà phanh xe đạp, à nó nằm ở cái cảm giác lần đầu tiên được hôn, các bạn có hiểu không? Mà phải diễn tả như thế nào để cho mấy bạn chưa được hôn bao giờ hiểu được cái cảm giác này nhở? Nói chung là cái cảm giác lúc đấy là tất cả các giác quan này, tất cả các dây thần kinh ở trên đầu não nó đều nhảy tưng 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 và nó rất là bay bay bổng bổng. Chốt lại là cảm giác lúc đấy nó rất là phê và rất khó để có thể diễn tả thành lời. Như thế trong khoảng 30 giây thì tôi với Phương Anh mở mắt ra nhìn nhau. Lúc đấy thì không phải nói chứ, cà chua ở đâu mà đỏ thế, hai quả luôn. Và để tiếp tục ngay cái không khí lãng mạn romantic của cả hai đứa thì tôi phải dở ngay cái kỹ năng nam tính của mình ra. Đấy là dần dần
dần ra, đưa tay ra và ôm chầm lấy nàng, rồi từ từ đưa tay xuống, nâng cằm của nàng lên và trao cho nàng một nụ hôn thật ngọt ngào. Đấy, anh em là phải như thế nhá, có qua có lại thì mới toại được lòng nhau. Thật chứ đợt đấy tôi nhát lắm, thế nên là toàn Phương Anh chủ động thôi. Và tôi cam đoan với các ông là chỉ có những nụ hôn đấy thôi, còn không có cái gì sau đó cả. Lúc sau thì Phương Anh ngước lên nói với tôi, đấy nhá, nụ hôn vừa rồi là minh chứng tình yêu của người ta dành cho anh. Nếu sau này mà không yêu người ta nữa thì anh cứ nói cho người ta biết, đừng có bao giờ im lặng như lần trước nữa nhá. Vì nếu mà anh cứ im lặng như thế thì người ta sợ lắm, sợ là một ngày anh im lặng như thế rồi người ta sẽ mất đi anh. Nói xong thì hai mắt của Phương Anh rưng rưng lệ. Thế là tôi ôm chầm lấy Phương Anh và thủ thỉ, thì anh xin lỗi nhá, anh hứa là từ sau anh sẽ không làm như thế nữa. Có chuyện gì thì cả hai đứa chúng ta sẽ nói với nhau và cùng nhau giải quyết nhá. Nói dứt lời thì tôi lại hôn lên trán của Phương Anh một cái. Nàng ôm chầm lấy tôi nhõng nhẽo, con trai các anh ấy ai chẳng thể hứa đảm bảo cứ tin. Đấy thì tôi chỉ mong cái khoảnh khắc đấy nó diễn ra kéo dài đến hết cuộc đời ấy. Vậy mà tôi không biết được là cuộc đời thì thường không như ta ước mơ, thường thì những cái giấc mộng đẹp sẽ không hiện diện được lâu mà thay vào đó là ác mộng, cùng với đó là những kẻ xấu, những kẻ ngáng đường mà khiến tôi không thể nào lường trước được. Trong tình yêu, nếu cặp đôi nào trải qua nhiều gập ghềnh sóng gió hơn thì tình yêu nó sẽ lâu bền hơn, có đúng vậy không? Tôi thì không biết tình yêu của mọi người như thế nào, nhưng tôi thì tôi không thấy đúng lắm. Đợt đấy thì chúng tôi bắt đầu học hè lên lớp 12 và lớp tôi thì có thêm rất là nhiều học sinh mới. Nổi bật nhất phải kể đến một đôi nam thanh nữ tú mà ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của tôi và Phương Anh sau này. Đầu tiên thì phải kể đến là bạn nữ tên Ly. Về ngoại hình của bạn này thì chỉ diễn tả bằng 3 chữ: chảy nước miếng. Chân dài, cao ráo, cỡ 1m63 gì đấy. Khuôn mặt thì khá là hiền hậu, xinh xắn và đáng yêu. Da rẻ thì trắng hồng, mắt tròn to, nói chuyện thì nhẹ nhàng, khéo léo. Đến mức mà tôi mới nhìn quá 7 giây thôi là Phương Anh đã véo tôi một cái rồi. Vậy còn nhân vật phản diện nam thì sao? Thanh niên này tên là Vũ, cao to, đen hôi, mồ hôi dầu. Đấy là vân vân, nên là tôi nói như vậy thôi, nó thực chất chỉ cao, to, da thì chỉ hơi ngăm ngăm chứ không đen lắm. Hỏi ra thì mới biết trước đây thì nó được đào tạo trong lò bóng đá trẻ của thành phố và là bắt gôn rất là cừ luôn. En chi mà nó cao to thật sự. Sau khi mà hai đứa nó được phân vào chỗ ngồi thì mấy đứa con trai trong lớp thì cứ nghiêng về cái ly. Tôi thì cũng khoái khoái lắm đấy, nhưng mà sư tử đang ngồi cạnh nên là đành ngậm ngùi sang chào hỏi bạn Vũ trước. Hello Vũ, nghe bảo cậu bắt gôn tốt lắm đúng không? Đúng lúc là lớp mình đang thiếu thủ môn. May thế. Tôi thì hỏi nó bằng một câu rất là niềm nở và ân cần. Còn nó thì trả lời lại tôi một cách nhạt toẹt và hời hợt như thế này: ờ cũng được, mới vào lớp thì có gì giúp đỡ nhá, mà hỏi như kiểu không biết nhau thế. Đến đoạn này thì tôi mới hơi ớ người ra. Thế là Phương Anh quay sang nhắc tôi: Vũ này là em họ của anh Long ở dưới quê, năm ngoái nó có lên nhà mình ăn cơm, đợt đấy có cả anh với tao ở đấy mà, anh không nhớ nó à? Đến đoạn này thì tôi đã ngợ ra được rồi, đúng là kiểu oan gia ngõ hẹp, hết anh lại đến em, không biết lên đây lại có ý đồ gì nữa đây. Ông Vũ này như kiểu hiểu được những cái gì tôi đang nghĩ ấy. Thế là nó nói với tôi: đừng lo, tao không đến đây để cướp Phương Anh của mày đâu, tao học xong cấp 3 lấy được bằng, sau đấy rồi sẽ quay lại đội bóng, mà nghe bảo mày đá bóng hay lắm à, tí nữa va nhau một xét không? Nói xong thì nó cười khẩy quay đi, còn tôi thì cũng chả thèm đá đụng gì. Kệ, tí nữa lên sân bóng ông lại bón hành cho, ngồi đấy mà cười à? Tôi đang ngồi suy nghĩ chiến thuật và làm sao để bón cho thằng cu này thật nhiều hành có thể thì một tiếng nói ấm áp vang lên ở bàn bên cạnh: chào lớp trưởng, cậu có đang bận cái gì không? Ai đã từng gặp cái trường hợp có người yêu rồi mà vẫn bị say nắng cô gái khác chưa? Nghe thì nó khá là phiến diện và không hay, lại còn có một chút gì mập mờ nữa, nhưng mà cũng chỉ là say nắng thôi mà, chắc không sao đâu nhở. Cái người mà gọi tôi lúc đấy thì không ai khác, chính là hot girl vừa mới chuyển đến lớp. Tôi chưa kịp sang chào hỏi thì nó đã chào hỏi tôi trước rồi: hai cậu, mình là Ly, vừa mới chuyển đến lớp nè, cũng vừa mới chuyển nhà đến đây luôn, có gì ở trên lớp mới mình chưa biết thì cậu chỉ bảo giúp mình nhá. Rồi sau đó thì nó giơ tay ra bắt tay tôi, lúc đấy thì ôi trời ơi, đáng yêu ứ chịu được. Cứ mãi nói chuyện với hot girl mới đến lớp mà tôi quên rằng Phương Anh đang ngồi đằng sau. Lúc mà tôi chợt nhớ ra điều gì đó thì quay lại, ối rồi ôi, mặt của Phương Anh hiện giờ đã đằng đằng sát khí rồi, lỡ mà tôi nói sai cái gì chắc là một cước sang ngang méo mồm mất. Thế là tôi biết ý, xin kiếu quay lại bàn của mình. Một lúc như thế cứ thấy mặt Phương Anh cau có rồi làm cái gì cũng bực tức. Thôi thì tôi cũng hiểu ra cái vấn đề rồi đấy. Rồi thì tôi vẫn phải nhập vai diễn good boy để hỏi nàng: ơ kìa, em bị làm sao ấy, hay chỗ ghế ngồi có vấn đề gì à? Mà tôi đâu có hề biết rằng cái câu nói đấy của tôi chọc đúng vào cái núi lửa đang trực chờ phun trào. Đúng đấy, cái ghế này ngồi có người đã khó chịu lắm, anh mà không thích ngồi đây nữa thì đi sang kia mà ngồi với hot girl Lily kìa, gớm lắm nữa lại còn nắm tay bắt tay các kiểu. Ư trời, có cái gì mà hay ho đâu cơ chứ. Đấy xong toang luôn. Đúng là kiểu con gái ghen đây rồi. Vì Phương Anh đang ghen 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 thôi mà. Vì Phương Anh đang yêu 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 thôi mà. Thế chứ lúc đấy tôi buồn cười dã man luôn, nhưng mà vẫn phải tỏ ra rất là ăn năn để dỗ nàng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phương Anh ghen luôn ấy, mà lần này ghen có vẻ là hơi căng thẳng luôn. Thế nên là dù tôi dỗ mãi nói ngon nói ngọt như thế nào mà mãi cũng chẳng ăn thua. Vừa hay đến tiết thể dục, chúng nó lại gọi ra đá bóng nữa, nên là thôi đi đá bóng đã, tí về tính tiếp. Tôi thay quần áo, xỏ giày xong xuôi, sau đó đi xuống sân. Rồi thằng Vũ từ đâu đi đến, va vào vai tôi rồi quay lại nhìn tôi một cách rất là thách thức. Lát nữa mấy anh em giao lưu thì đá nhẹ nhàng thôi nhá. Nói rồi nó cười khẩy một cái, nhìn ghét vãi cả trưởng ra. Hôm nay thì tôi định làm một trận quyết sống mái với nó, nhưng mà tôi đâu ngờ được rằng mọi điều nó đang làm đều là có mục đích cả, và tôi đã rơi vào cái bẫy của nó. Với những cái thằng mà nó hay tà khịa mình, đến thời cơ thì mình sẽ trả đũa nó như thế nào. Về cơ bản thì tôi với thằng Vũ này cũng chẳng có thù oán gì, cơ mà từ hồi nó đến lớp đến giờ cứ cà khịa tôi. Thế nên là trận bóng giờ thể dục hôm nay phải cho nó biết tôi là ai. Trận bóng hôm nay thì vẫn diễn ra bình thường, vẫn chia hai đội và tôi và nó đối đầu với nhau. Đội bóng của tôi thì nhỉnh hơn về lực lượng và cả về kỹ thuật, vậy nên là dội bom chúng nó liên tục. Thằng Vũ bắt gôn thì phải vào bóng nhặt lưới đến 5 lần. Nó cay cú mặt đỏ bừng ra cãi nhau với đội của nó. Đội của chúng nó cãi nhau qua cãi nhau lại, thế là nó không bắt gôn nữa mà đi lên đá vị trí hậu vệ thòng. Trận bóng lại tiếp tục diễn ra, còn nó lên đá thì đội nó có vẻ đá chắc chắn hơn. Không hổ danh là được huấn luyện ở trong lò đào tạo. Ấy thế mà
mà một cái nghén thì không thể nào tạo thành mùa xuân, ba cây chụm lại thì cũng chỉ là ba cây thôi. Đội nó vẫn bị nhận bàn thắng thua vét tại lại nhà. Mấy lần trong trận tôi dâng bóng lên tấn công, đối mặt với nó thì nó cũng có nhiều pha chơi rất là xấu và ác ý, nhưng mà tôi thì cũng tránh được nên cũng bỏ qua. Đến gần cuối trận, sau một pha dâng bóng lên thì tôi bị trượt chân, vậy là nó chỉ chờ có thế thục nguyên cái cùi chỏ vào mặt tôi. Tôi lỡ đà, tuy tránh được nhưng mà vẫn bị thục thẳng vào ngực. Thế chứ lúc đấy không phải nói luôn, thốn dã man luôn ấy. Mới đầu thì nó rất là khó thở, về sau nó lại còn đau nữa. Thấy tình hình như thế, thế là cả lớp và đội bóng đều chạy vào can ngăn. Tôi thì khó thở nằm vật ra sân, thế là Phương Anh chạy từ ngoài vào, miệng thì mếu máo nhưng không quên chửi thằng Vũ: mày đang làm cái gì đấy, mày bị điên à, sao mày chơi xấu thế? Mà thằng Vũ bị nói như thế nhưng mà vẫn cứ nhơn nhơn ra. Cứ khoảng 5 phút thì tôi đỡ đau hơn và hồi lại, thế là mọi người cùng Phương Anh đỡ tôi ra ngoài sân. Nghĩ đi nghĩ lại cái pha bóng ấy cùng cái vẻ mặt đắc thắng của thằng Vũ, nó thực sự cay lắm luôn các ông ạ. Thế mà được cái là trong cái rủi thì lại có cái do, hết cái do thì lại có ngày cái giỏ. Vì là thấy tôi đau như thế, thế là mấy tiết học sau đấy Phương Anh đều rất là quan tâm đến tôi và quên mất rằng là đang giận tôi. May thế chứ, đang tính là dỗ như thế nào ấy, thế mà cái người con gái yêu mình thật lòng ấy thì sẽ tỷ lệ thuận ngay với sự ghen tuông và nhớ dai. Nhưng mà không có lửa thì vẫn có cách khác để tạo khói. Tôi đang xoa xoa ngực vì bị đau, thế là bất chợt từ bàn bên Hot Girl Lily đưa cho tôi một miếng dán đau cơ, cùng với đó là một chai sữa chua uống vị dâu tây. Ây gu lại toang, Ly ơi là Ly. Ê, còn nhỏ mấy ông có người yêu nhá, người yêu của bạn có hay ghen tuông không? À lúc đấy thì bạn sẽ xử trí như thế nào? Nếu các ông không biết xử trí như thế nào ấy thì có thể tham khảo cách của tôi. Và chắc chắn rồi sẽ nhận được kết quả thất bại giống hệt như tôi luôn. Lúc ở trong lớp đang đau vì cái pha bóng chơi ác của thằng Vũ thì lại được hot girl của lớp quan tâm chăm sóc như thế này, thì sau khi mà đưa đồ cho tôi xong thì cái Ly nói với tôi như thế này: cậu còn đau không? Miếng dán tớ lấy ở dưới phòng y tế, còn chai sữa thì tớ mua ở căng tin cho cậu đấy. Cậu dán vào đi sẽ đỡ đau hơn rất là nhiều đấy. U là trời, nó ngọt ngào, chẹp chẹp khoai khoai. Ấy vậy mà tiếng nói ở sau lưng vọng ra làm tôi giật hết cả mình. Anh ấy không thích uống sữa ngọt và có vị dâu tây như thế này đâu, cậu cầm về cho. Quay sang thì mặt Phương Anh đã đằng đằng sát khí rồi, mây đen đã ùn ùn kéo đến, dự là chuẩn bị có trận chiến rất lớn giữa các vị thần ở đây đây này. Cứ tưởng là Hot Girl Lily ngoan hiền sẽ cun cút bỏ qua, nhưng mà không luôn, cũng là rất kém miếng khó chịu. Ơ kìa, sao mà cậu gắt lên bất lịch sự thế, tớ cũng chỉ đang quan tâm bạn bè cùng lớp thôi mà. Và cái cuộc cãi vã lại bắt đầu nổ ra dài hơn cả hai trận chiến của thế giới, dự là chưa có hồi kết luôn giữa Phương Anh và Hot Girl Lily. Lúc này thì Phương Anh ba máu sáu cơn, dở luôn chiêu thức võ mồm võ miệng ra: bất lịch sự cái con khỉ, bao nhiêu thằng ở trong lớp mày không quan tâm, mày đi quan tâm người yêu tao để làm cái gì, mày thích cái gì thì nói thẳng ra, tao đây sẽ tiếp hết. Hai bên cứ cãi qua cãi lại, tôi ở giữa can cũng không ăn thua, bao nhiêu là mưa xuân bão táp mưa xa bắn hết vào mặt vào đầu tôi, còn chưa kể là trâu bò mà đánh nhau kiểu gì rùi mũi cũng chết. Thế là tôi đành đập bàn cái dầm một cái rồi đứng dậy, bắt buộc cả hai phải dừng lại và đi về chỗ ngồi. Bài học ngày hôm đấy diễn ra thực sự rất là u ám. Sáng ngày hôm nay sau khi bước xuống giường, hình như tôi bước chân trái sao mà đen thế, hết việc này đến việc kia, hết vấn đề này đến vấn đề kia. Hay những tiết học sau đó thì tôi cũng không nói chuyện với Phương Anh nhiều, đợi Phương Anh hạ nhiệt bớt nóng thì tôi sẽ nói chuyện sau. Cuối giờ tôi định đưa Phương Anh về nhà rồi tiện nói chuyện luôn, vậy mà nàng vùng vằng nói không cần. Lúc đấy thì tôi cũng bắt đầu rất là bực mình rồi, nhưng mà thôi kệ, biết đâu tối nay nàng sẽ bình tĩnh hơn, lúc đấy tôi sẽ gọi điện và nói chuyện. Tôi đang thong dong đi bộ về nhà thì bất chợt ở sau lưng có một tiếng gọi giật tôi lại: nhà cậu cũng ở đường này à, có tiện không, đi về cùng với tớ. Những cặp đôi mà lúc giận nhau thường rất hay xa vào lưới tình của đúng không? Tôi thì lúc đấy cũng khá là vô tâm, lại còn cộng phải sự ngọt ngào của Lily nữa thì làm sao mà có thể cưỡng lại được. Ấy cơ mà cái lúc mà gặp Lily ở trên đường thì vẫn đang còn lý trí lắm nha. Lúc Lily đi ngang qua hỏi tôi như thế thì tôi mới nói là: cảm ơn cậu, thôi không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây rồi, mà nhà cậu cũng ở gần đây à? Vậy là Lily cũng gật đầu, trùng hợp một cái đấy là cùng khu phố tôi ở luôn, cách nhà tôi đâu đó chỉ một dãy phố thôi. Biết là như thế thì tôi mới nghĩ bụng kiểu Phương Anh với cái Ly này đang cãi nhau, mà biết cái Ly nhà gần nhà tôi như thế chắc nó bắt tôi chuyển nhà luôn mất. Nhưng đúng là người tính thì không bằng số phận sắp đặt. Tối hôm đấy sau khi mà cơm nước xong xuôi thì tôi cũng đi vào học bài học nhanh để còn gọi cho Phương Anh nữa chứ. Vừa ngồi vào bàn học cái chưa kịp ấm mông thì ngoài cửa nhà tôi có tiếng chuông reo lên. Tôi lật đật chạy ra mở cửa thì là Lily đang đứng ngoài cửa nhà tôi. Đùa chứ bà cô này lúc chiều đi theo dõi tôi hay sao mà biết được nhà tôi thế này. Tôi thì lúc đấy cũng khá là ngạc nhiên rồi chạy ra chào hỏi: chào Ly, sao cậu biết nhà tớ mà đi đến đây, có việc gì muốn nhờ tớ à? Thì lúc đấy Ly chỉ nở một nụ cười cute phô mai que: tớ là tớ biết nhà cậu từ lâu rồi nhá, hì, và tớ cũng chẳng có việc gì nhờ đâu, chả là nhà tớ mới đến đây, thế là mẹ tớ bảo đem quà sang cho hàng xóm, phần là vì biết nhà này nhà kia, phần là làm quen với các hàng xóm luôn, hôm nào rảnh thì mời cậu và hai bác sang nhà tớ chơi. Tôi thì cũng chỉ gật gật rồi cảm ơn một cách lịch sự xã giao. Kết quả này thì tôi thấy hơi bị sai này, nhà tớ cách nhà tôi cả một dãy phố xa xôi như thế, mà người ta thì thường nói bán anh em xa mua láng giềng gần, chứ ai nói là bán anh em xa mua láng giềng cũng xa đâu. Nhà nó có vẻ quan hệ rộng với láng giềng quá nhỉ. Sau đó thì nó đi về, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đi vào nhà. Được khoảng một tiếng sau khi mà đang học thì điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn của cái Ly gửi đến: hai cậu, tớ là Ly đây, tớ quên mất không ghi lại từ khóa biểu, cậu có thể gửi cho tớ được không? U là trời, lại còn biết cả số điện thoại của tôi nữa luôn. Thế là tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, gửi thời khóa biểu như bình thường thôi. Tôi vừa gửi xong cái tin nhắn cho Lily chưa kịp nóng máy thì điện thoại rung lên, là Phương Anh đang gọi cho tôi. Tôi bắt máy thì Phương Anh nói: ra ngoài này mở cửa cho tao đi, tao đóng cửa, nhanh để tao còn về. Đấy, biết ngay mà, làm sao có thể giận tôi lâu được. Nhưng mà không, bây giờ thì mọi thứ mới bắt đầu. Một đứa nó cố tình chen ngang cuộc tình giữa bạn và người yêu thì đó gọi là gì nhở? Tối hôm đó sau khi mà nhận được điện thoại của Phương Anh thì tôi chạy ra mở cửa. Ra ngoài thì thấy mặt Phương Anh ỉu xìu, mắt thì sưng húp lên. Lúc này thì tôi thấy mình vô tâm quá, khổ thân chắc là khóc nhiều lắm. Phương Anh lấy túi đồ trong ba lô ra đưa cho tôi: của anh đấy, tao mua cho anh, lo mà bồi bổ rồi nếu đau quá thì uống thuốc vào. Có cả cao dán, cao bóp, thuốc và đơn ở trong đấy rồi, anh cứ làm theo như thế là được. Thôi, anh nghỉ đi, tao đi về đây. Nói dứt lời thì Phương Anh toan quay người bước đi. Thế là tôi vội vàng kéo tay Phương Anh lại. Chỉ trước giờ có thế, Phương Anh quay người lại ôm chầm lấy tôi khóc nức nở: anh là cái đồ ngốc, đồ vô tâm, đồ vô
tâm. Đấy thì tôi cũng xúc động không thể nào diễn tả được mà ôm chầm lấy Phương Anh và cũng bỏ qua mấy cái lời điều tiếng dị nghị của mấy bà hàng xóm luôn. Phương Anh cứ ôm lấy tôi khóc mãi không thôi. Lúc sau thì có vẻ là khóc hết nước mắt rồi nên là chỉ còn mỗi mấy tiếng nấc nghẹn. Tôi đưa tay ra gạt và lau nước mắt cho Phương Anh. Thế là nàng được thể lên mặt làm can ngay. Sao mà anh không đi bênh con Ly kia nữa đi? Cãi nhau với người ta cũng tội nghiệp lắm kìa. Ây da, tôi mệt mỏi quá à. Ta tôi chỉ cười cười xoa đầu Phương Anh rồi nói: thôi mà, được rồi, chuyện này qua rồi, để tao xin lỗi em được chưa? Mà em cũng phải hiểu cho tao chứ. Lúc đấy tao là đứng cương vị một lớp trưởng chứ đâu phải đứng riêng là một người yêu thôi đâu. Nếu mà tao chỉ chăm chăm bênh em thì sau này tao nói đâu có ai nghe tao nữa. Với lại trong chuyện tình cảm này em là người yêu chính thống mà, em đâu phải dành với những người ngoài lắm gì đâu. Em yêu thì em ghen, chuyện đấy cũng không có gì lạ cả. Còn cái gì nó cũng ở trong cái mức độ của nó thì tao thấy ok hơn. Nghe tôi giải thích xong như thế thì Phương Anh cũng có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn đang còn ở bước lắm, vẫn rất ư chi là vùng vằng để làm màu. Ta đây vẫn đang còn giận dỗi lắm đấy. Thế là tôi lại phải dở bài cũ ra. Cả tối nay em chưa ăn gì đúng không? Đợi tí tao thay đồ rồi tao đưa em đi ăn, ok chưa? Nói đến ăn cái mắt nàng lại sáng bừng lên ngay. Là tôi chạy vội vào nhà thay đồ rồi đưa nàng đi ra quán ăn đêm. Và rồi lại một lần nữa oan gia ngõ hẹp gặp nhau. Nhiều bạn ở video trước hỏi tôi rằng oan gia ngõ hẹp lại gặp Emily à anh? Nói chung là gặp Emily thì nó cũng không phải là oan gia ngõ hẹp lắm. Kể đến đây thì các bạn thừa biết tôi và Phương Anh gặp ai ở quán ăn đêm rồi đấy. Vâng, xin giới thiệu đấy là anh em nhà Long Vũ. Ây da, sáng thì nó cho ăn cùi chỏ rồi, giờ đến ăn đêm nó cũng không tha nữa. Khi tôi và Phương Anh bước vào thì hai bên cũng chỉ chào nhau một cách qua loa. Lúc mà cây muốn lặng nhưng gió lại chẳng muốn ngừng. Thằng Vũ hình như bây giờ nó cũng có tí men rồi, nó ngoảnh đầu lại chào đều tôi. À, chào bạn lớp trưởng nhá. Bạn cũng đang đi hóc à? Bạn vào đây hóc với tôi cho vui. Và nội tổ phu lê hoa, lấc ca lấc cấc, láo nha láo nháo. Nghe nó nói mà lộn hết cả ruột nhưng mà thôi, kệ. Tôi kiểu khinh không thèm quan tâm đến nó luôn. Thế là quay sang hỏi chuyện ông Long. Em chào anh cũng đi ăn đêm ạ? Ông Long nãy giờ thì khá là điềm tĩnh, thấy tôi hỏi như vậy thì ông cũng đáp lại lịch sự. Anh với cô Vũ đi uống chén rượu, hai đứa cũng vào ăn tranh thủ đi, xong rồi tí nữa còn về sớm, không tí nữa ông Bô lại bắt anh đi tìm Phương Anh đấy. Tôi cũng vâng dạ rồi đưa Phương Anh vào bàn trong ngồi ăn. Vừa mới quay người bước đi được mấy bước thì có một vật thể lạ bay trúng vào lưng tôi. Tôi quay đầu lại thì ôi thôi rồi, cái áo trắng của tôi mới mua, một màu đỏ lòm choe choét của tương ớt. Thằng Vũ thì đứng phát dậy chỉ thẳng vào mặt tôi. A, à, mẫu thân chứ thằng kia, mày khinh ông mày đấy à? Lúc này thì thôi chứ không thể nào chịu nổi nữa rồi, không thể nào kiên nhẫn được rồi, máu anh hùng lại bắt đầu nổi lên. Mà tôi lúc này đỏ phừng phừng, hai tay nắm chặt, răng thì nghiến ken két vào nhau. Cả tôi và thằng Vũ bây giờ chỉ chăm chăm vào cắn xé nhau thôi. Mọi người thấy vậy cũng chạy vào can ngăn. Ông Long thì giữ lấy thằng Vũ, Phương Anh thì cũng kéo và đẩy tôi ra. Lúc này thì thằng Vũ không ngớt những câu chửi thề. Nó thấy mọi người can ngăn thì càng được đả, còn tôi thì tôi chỉ muốn tặng nó một cà phê đen hoặc một cà phê đá thôi. Răng co được một lúc thì ông Long nói với tôi và Phương Anh: thôi, bây giờ hai đứa ăn gì thì mua đem về đi, tí nữa anh gửi tiền cho. Thằng Vũ nó cũng say rồi, có gì thì hôm sau anh nói chuyện với các em sau nhé. Lúc này thì tôi còn tâm trạng nào đâu mà ăn với uống nữa. Thế là tôi với Phương Anh đi về để thay cái áo. Về đến nhà thì mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách. Mẹ điềm tĩnh nói tôi vào trong thay áo đi rồi ra nói chuyện với mẹ. Chưa gì mà mẹ tôi đã biết rồi cả, nhiều chim lợn thế. Nói không phải mê tín chứ, những cái chuyện mà xui xẻo thì thường ập đến cùng một lúc. Lúc mà nghe mẹ tôi nói như vậy thì tôi chỉ tưởng là mẹ tôi bảo vào thay áo rồi ra nói cái chuyện lúc nãy ở quán ăn đêm thôi, vì mẹ tôi là người rất là ghét bạo lực và không thích con trai mình đánh nhau. Vậy nên là lúc mà thay áo xong thì tôi chạy ra hậm hực giải bày ngay: chim lợn ở đâu ra mà báo cho mẹ nhanh thế, con đến chưa kịp làm gì nó đã khiêu khích con rồi. Ấy mẹ thấy đấy, nó lại còn ném lọ tương vào áo của con nữa, con là con lúc đấy kiềm chế lắm rồi đấy, mẹ không tin thì cứ hỏi Phương Anh là biết này. Phương Anh nghe thấy vậy thì cũng đỡ lời cho tôi: dạ anh ấy nói đúng đấy mẹ nuôi ạ, chúng con mới đến quán nó đã khiêu khích rồi, chúng con chưa kịp làm gì nó luôn, chuyện này là nó cố tình gây rắc rối chứ không có lỗi gì của anh ấy đâu ạ. Khi mẹ tôi nghe thấy như vậy thì cũng chỉ gật gật rồi tiếp lời: mẹ cũng biết chuyện này rồi, sau hai đứa gặp cái chuyện này thì cứ tránh mấy đứa như thế ra, không thì lại thiệt thân mà không đem lại kết quả gì cả. Tôi với Phương Anh thì cũng vâng lời mẹ dặn như thế. Mà sao hôm nay mẹ tôi dễ tính thế nhở, mọi hôm mà nghe đến câu chuyện này chắc mẹ tôi nổi một trận lôi đình rồi cho tôi một trận bão táp mất. Tôi và Phương Anh vẫn ngồi đối diện mẹ, mẹ trầm tư tầm khoảng 5 phút gì đấy rồi bắt đầu giải bày: có chuyện này thì mẹ cũng muốn kể để cho cả hai đứa biết, Phương Anh thì cũng là người trong nhà rồi, chuyện là từ đầu năm đến giờ việc làm ăn của nhà mình không được tốt cho lắm, lỗ thì khá là nhiều mà lãi thì chẳng được bao nhiêu, vậy nên là bố mẹ quyết định di rời công trình vào trong miền Trung, hy vọng là cái việc làm ăn nó sẽ khởi sắc hơn, nhưng cùng với đó là cả bố và mẹ đều phải xa nhà. Hôm nay thì cả hai con đều ở cuối cấp rồi và khoảng thời gian này nó rất là quan trọng, mẹ hy vọng là cả hai đứa không vì việc của gia đình mà chỉnh mảng cái thời gian này, có thể là chỉ một năm ngắn ngủi thôi nhưng có thể quyết định cả một sự nghiệp của các con sau này, và đấy chính là cái điều mẹ rất là lo lắng và băn khoăn muốn nói với các con bây giờ. Tôi nghe mẹ nói như vậy thì tôi cũng chưa nắm rõ được cái sự nghiêm trọng của vấn đề này nên tôi cũng chỉ vâng dạ để cho mẹ yên lòng thôi. Ngày xưa hồi tôi còn nhỏ thì bố mẹ tôi cũng rất hay đi công trình xa, tôi thì thường ở nhà với bà hoặc có thể là đi theo công trình cùng với bố mẹ luôn, vì vậy tôi nghĩ là lần này thì cũng giống như bao lần khác thôi, với lại tính tôi cũng tự lập nên cũng ok. Nhưng tôi đâu biết được rằng những khó khăn và những chặng đáy của nỗi đau không hề giống những lần trước. Tại sao mà nghe tôi nói là chạm đáy nỗi đau mọi người lại liên tưởng đến chia tay Phương Anh nhỉ? Kìa, đau thì cũng phải đau rít đau rát chứ đâu phải cứ đau là chia tay đâu. Mọi người thật là vớ vẩn mà, nghe tôi kể tiếp đây này. Sau khi mà nói xong câu chuyện đấy với mẹ tôi thì tôi với cái tâm thế rất là bình thường, tôi thì cũng vâng dạ cho mẹ yên lòng, sau đấy rồi đưa Phương Anh về. Trên đường về thì tôi thấy Phương Anh cứ im lặng chứ không tíu tít như mọi ngày nên tôi cũng thấy lạ. Nên tôi cũng chỉ nghĩ là chắc hôm nay nhiều chuyện rồi tối nay cũng có chuyện nữa. Vậy nên là cô ấy chỉ buồn và mệt mỏi thôi. Đến khi mà về đến trước cổng nhà của Phương Anh thì Phương Anh mới gọi tôi xuống để nói chuyện. Nhìn mặt Phương Anh thì bây giờ trông rất là buồn, rầu rĩ và nhiều suy tư. Tôi thì cũng đoán được phần nào thôi về cái tâm trạng của Phương Anh nên là cũng dỗ dành.
Thôi mà, buồn gì nữa, tao vẫn đứng đây với em mà. Ngày hôm nay thì đúng là xảy ra rất là nhiều chuyện, nhưng mà mọi chuyện thì vẫn ổn. Ngày mai sẽ là một ngày mới và nó sẽ tươi sáng hơn. Vậy nên là lát nữa em cứ vào ngủ ngon, chờ đợi đến ngày mai nhá. Tôi nói rồi cười hì hì, sau đấy giơ tay lên véo má và vuốt tóc nàng. Nhưng mà khuôn mặt của nàng thì cũng không chuyển biến gì nhiều. Nàng chậm chậm ngước lên nhìn tôi với một ánh mắt rất là buồn rầu và nói: "Thực sự thì tao thấy cả chuyện ban sáng lẫn mấy chuyện vừa rồi thì nó cũng không buồn đến mức như thế này đâu. Câu chuyện lúc nãy của mẹ nuôi thì làm tao suy nghĩ nhiều quá. Anh có để ý không, nhưng mà hình như là thật sự chuyện này nó nghiêm trọng đấy. Trước khi mà nói chuyện với anh và tao lúc đấy thì tao thấy mẹ khóc thì phải. Hai mắt của mẹ thì đỏ hoe lên nên tao chắc chắn là chuyện này nó rất là nghiêm trọng. Anh về cố gắng an ủi mẹ rồi hỏi chuyện này xem." Nghe thấy Phương Anh nói như thế và cảm thấy sự lo lắng của cô ấy, đâm ra là tôi cũng thấy khá là chột dạ. Nhưng tôi cố gắng lấy lại tinh thần và trấn an Phương Anh: "Ừ, về tao sẽ hỏi chuyện lại với mẹ và an ủi mẹ xem câu chuyện đấy nó như thế nào. Còn em thì cứ yên tâm nhá, không có chuyện gì xảy ra đâu. Mà kể cả có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng có em ở bên tao mà, có đúng không?" Nói dứt lời thì Phương Anh ôm chầm lấy tôi. Dạo này tao cảm thấy bất an lắm, tao cảm thấy rất là lo trong lòng. Tôi thì cũng chỉ biết đứng đấy ôm lấy Phương Anh rồi vỗ về. Được khoảng 15-20 phút sau thì tôi tiện Phương Anh vào nhà rồi cũng đi về. Trong đầu tôi bây giờ thì cứ phát đi phát lại những cái câu nói của Phương Anh và những cái lời nói của mẹ. Thực ra là mọi chuyện là làm sao đây? Có giống như là Phương Anh nói, nó cứ quẩn quanh mãi ở trong đầu tôi mà khiến tôi không thể nào chú tâm được. Bỗng nhiên thì từ đằng xa có một chiếc xe đi đến, đèn của chiếc xe thì dọi thẳng vào mắt của tôi khiến tôi không thể nào nhìn thấy đường. Và rồi sau đó thì khi mà chiếc xe tiến đến gần lại còn chiếu thẳng đèn pha vào mắt tôi nữa, thế là tôi phanh gấp xe lại và bị ngã văng sang một bên. Cú ngã đấy thì tôi cũng không bị thương gì, chỉ chớt chát chân tay thôi. Điều mà khiến tôi rất là bực mình đấy là thái độ của cái người lái xe đấy. Có vẻ như là ông ta cũng có một tí giấm trong người rồi, thế nên là khá là hổ báo. "Đờ mẫu thân thằng này, mày đi đứng cái kiểu gì thế hả? Mày có biết nhìn đường không? Tí nữa thì tao bị vạ lây những cái thằng ngu như mày." Thế nghe đến đoạn đấy tôi nó cay. Thế là lúc đấy tôi cũng hậm hực đứng dậy cãi lại: "Rõ ràng là chú sai mà, sao chú mắng cháu? Chú đã uống rượu khi lái xe rồi nhá, xong lại còn..." Chưa kịp để tôi nói hết lời thì tôi ăn một cú tát như trời giáng vào mặt. "Cha mẹ ơi, bao nhiêu là sao là hoa?" Đúng kiểu là sấy sẩm hết mặt mày luôn ấy. Sau đấy thì ông ấy còn túm cổ áo tôi và lớn giọng đe tôi: "Mày có biết bố mày là ai không mà dám nói như thế hả?" Vì là thấy ngã xe cùng với lại sự ồn ào, thế là người dân ở quanh đấy mới xúm xít lại để can ngăn. Hình như là ở quanh đấy có ai biết tôi là bạn của Phương Anh hay sao ấy, thế là gọi cho bố Phương Anh ra. Thế là lúc đấy bố của Phương Anh và Phương Anh đều chạy ra. Thấy bố của Phương Anh chạy ra bên tôi, thế là ông kia cũng có vẻ khá là rén. Có vẻ như là ông ấy cũng biết bố Phương Anh là ai, thế là cũng hạ giọng: "Ơ anh, đây cũng là con cháu ở trong nhà mình à?" Bố của Phương Anh thì cũng chỉ gật, sau đó cười khẩy một cái rồi đưa ông kia ra một chỗ khác để nói chuyện. Biết là hai người đó đã nói chuyện gì mà ông kia chạy ra chỗ tôi, mặt đã tái mét: "Ờ, chú xin lỗi nhá, lúc nãy thì chú có hơi tí men trong người nên là không kiểm soát được. Ờ, có gì cháu bỏ qua nhá." Nghe thấy thế Phương Anh đang đứng cạnh tôi thì cũng sôi máu lên, mắng ông ấy: "Cháu hỏi thật chú nhá, chú có phải người lớn không mà xử sự nó như con nít thế? Rõ ràng là người yêu cháu đi không hề sai, chú sai vậy mà chú còn đánh anh ấy nữa. Cái cỡ như chú á là phải đưa thẳng lên trên công an đấy." Về tôi thì lúc đấy cũng tức thật, nhưng mà bây giờ nghĩ nhìn mặt ông ấy cũng tội. Tôi cũng đồng ý cái sự nhận lỗi của ông đấy, sau đấy rồi để cho ông đi về. Bây giờ Phương Anh thì khá là hậm hực ông kia, cũng đang sót lắm đấy. "Anh này, hay bây giờ anh về nhà cùng tao với bố đi. Tao sẽ rửa vết thương, sau đó rồi thì băng bó cho anh. Với lại là bây giờ xe của anh cũng hỏng rồi, để ở tiệm thôi, mai lấy." Ừ thì nghe cũng có vẻ là xuôi xuôi, thế là tôi gọi cho mẹ để cho mẹ yên tâm. Sau đó thì lên xe cùng nàng và bố nàng đưa về dinh. Và tối đó thì tôi ngủ lại nhà nàng luôn. Và được, hi hi. Theo các bạn thì ở gần người yêu được cái hi hi thì sẽ được cái gì? Hiện tại thì tôi đang rất muốn gõ đầu mấy cái ông đang nghĩ lung tung, nhất là mấy cái ông mà có cái icon mặt đen. Thì chính xác buổi tối đấy nó diễn ra như thế này: sau khi mà về đến nhà Phương Anh thì Phương Anh bảo tôi đi vào trong nhà tắm, rửa ráy qua người ngợm chân tay cho nó đỡ bùn đất đi, sau đấy rồi mới vệ sinh vết thương. Nhưng mà khổ nỗi là quần áo của tôi cũng bẩn rồi, mà quần áo của những người con trai ở trong gia đình này thì tôi mặc không có vừa, rồi xong nữa lại toang. Thế là tôi đành phải ghé tai Phương Anh thì thầm: "Ê tao bảo này, bây giờ thì tao đang không có quần áo thay cơ, quần áo của tao thì bẩn hết rồi, bây giờ phải làm sao nhỉ?" Lúc này thì tôi chỉ suy nghĩ là Phương Anh sẽ rất là đắn đo và khó giải quyết cái việc này. Nhưng mà không, hoàn toàn không luôn. Đến bây giờ thì tôi mới biết được là người yêu tôi cũng có cái icon đen các ông ạ. Nàng nở một nụ cười nham hiểm, sau đấy rồi nói với tôi một cách nửa đùa nửa thật: "À thì anh không mặc vừa quần áo của bố, cũng không muốn mặc quần áo của con gái, thế thì sẽ có một cách giải quyết như thế này. Anh cứ đi vào tắm rửa bình thường rồi quấn khăn tắm lại, rồi treo lên giường nằm nghiêng cho nó ráo nước. Đến đêm khi mà cả nhà đi ngủ hết thì tao sang tao chăm sóc vết thương cho." Nói xong thì lại nháy mắt với tôi, sau đấy rồi ôm bụng ngồi cười như kiểu dở hơi. Thề chứ nghe thấy ngại dã man luôn. Mà tôi thì đỏ bừng lên, còn Phương Anh thì cười như kiểu hạn hán được mưa ấy. Kiểu nàng nói nửa đùa nửa thật như thế này khó suy nghĩ thế nhở, không biết là tín hiệu gì nữa. Sau khi mà cái cơn cười của nàng đã kết thúc thì mặt tôi cũng đã khá là cau có rồi. Thấy thế thì nàng mới nghiêm túc lại nói với tôi: "Thôi mà, tao xin lỗi, tao đùa có mỗi tí thôi mà. Hì hì. Quần áo để cho anh thay, sau khi tắm xong thì tao cũng đã chuẩn bị rồi. Cái bộ quần áo bóng đá của lớp ấy, chắc là anh mặc vừa đúng không? Thôi bây giờ anh tranh thủ vào đi tắm đi cho đỡ lạnh, rồi sau đó ra tao rửa vết thương cho anh nha nha nha." Sau đó còn cố tình làm mấy cái khuôn mặt dễ thương để làm lành nữa, thế thì ai ghét cho nổi. Tối đó thì tôi dự định ngủ lại nhà Phương Anh, ngủ ở phòng ông Long. Sáng hôm sau nếu như không có vấn đề gì thì tôi sẽ trở về nhà và đi học bình thường. Dự định thì dự định thế thôi, chứ tối đấy thì nó không diễn ra như vậy. Đêm hôm đấy của tôi ở nhà người yêu diễn ra như thế nào? Nếu mà tôi nói là đêm hôm đấy diễn ra bình thường sẽ rất nhiều người nói tôi là xạo chó. Với lại là nếu mà nó bình thường thì tôi cũng chẳng kể làm gì. Thế thì nó bất bình thường như thế nào? Sau khi mà tắm rửa xong xuôi thì ra Phương Anh rửa vết thương cho tôi. Quả combo bông băng rồi cồn sát trùng, nó kết hợp với vết thương mới thì tạo thành một cái gì đấy rất là tròn vị và vừa khít để có thể cover lại trôi chảy và ngọt lừ lại bài hát nỗi đau xót xa. Tôi thì đang cố gắng gồng mình như mấy chị Thái Lan lúc gặp bố mẹ. Phương Anh thấy vậy thì cũng rất là thương và xót xa cho tôi bằng cách tủm tỉm và ôm miệng cười. Ây da, người yêu với người thương thế
đấy. Sơ cứu vết thương cho tôi xong xuôi, thế là Phương Anh đi pha cho tôi một cốc sữa ấm. Thấy mà tôi có vẻ không cảm xúc và hơi cao có, thế là nàng hiểu vấn đề ra ngay và bắt đầu dở 72 phép thần thông với tuyệt chiêu mè nheo và nũng nịu. Cùng với đó là sự nịnh nọt ngọt ngào mà không hề giả chân luôn. Hey, my love, người ta pha sữa cho anh yêu nè, anh uống đi cho ấm rồi ngủ cho ngon nhé. Ngủ sớm cho mấy vết thương nhanh khỏi, không là người ta lo cho anh lắm nè. Và sau đấy lại tiếp tục làm cái bộ mặt dễ thương cute kẹo hồ lô que. Cơ mà đến mấy cái bó rau ngoài chợ mà nó còn có giá thì làm sao mà tôi không làm giá được, đúng không? Mà tôi vẫn rất là nghiêm nghị và trả lời không. Nhưng mà được cái là Phương Anh nó đã quá hiểu tôi rồi, nên là ban đầu vẫn cứ nhây, cứ đi qua đi lại làm mấy trò hài hước rồi trêu tôi ấy. Vậy mà không biết là Phương Anh cố tình hay là cố ý mà hai khuôn mặt của tôi và Phương Anh sát sàn sạt nhau đến mức mà nghe rõ cả từng nhịp thở của đối phương. Đến lúc này thì tôi cảm nhận thấy nhịp tim của tôi đập nhanh thật sự, không phải là do hồi hộp như lần trước bị cộng hôn đâu, mà vì là đây là nhà của Phương Anh và bố mẹ của Phương Anh đều đang ở nhà. Đang đến cái đoạn gay cấn thì bố của Phương Anh đi từ tầng 2 đi xuống. Tôi nghĩ bụng kiểu thôi xong quả này toang rồi. Vậy mà Phương Anh vẫn cố tình nhây, hôn lên trán tôi một cái rồi cười khúc khích chạy lên phòng. Chạy lên còn không quên ném lại tôi một câu: anh nhớ uống hết sữa đấy nhá, anh ngủ ngon. Lúc này thì ông bố của Phương Anh mới chừng mắt nhìn Phương Anh, sau đó thì quay sang nhìn tôi làm tôi giật hết cả mình. Tôi đoán là kiểu gì cũng ăn phong ba bão táp đến nơi rồi. Thế mà bác chỉ ôn tồn bảo là: muộn rồi, uống sữa rồi còn ngủ sớm đi con. Tí lên trên phòng đi ngủ thì nhớ tắt điện dưới này cho bác nhá. Thế là tôi cũng chỉ ngoan ngoãn vâng dạ rồi uống hết cốc sữa trèo lên trên phòng đi ngủ. Nhưng đến 3:30 sáng thì Phương Anh đi sang phòng tôi. Có nhiều bạn vẫn đang rất là thắc mắc, còn một số bạn với cái đầu óc trong sáng của mình thì đang suy diễn ra một cái viễn cảnh dập dình. Ê, rốt cuộc 3:30 sáng Phương Anh sang phòng tôi để làm cái gì? Thì đầu đuôi câu chuyện nó lại như thế này. Hôm đấy sau khi mà uống sữa xong thì tôi lên phòng đi ngủ. Đến khoảng 3:00 hơn gì đấy thì lúc đấy khuỷu tay và cổ tay tôi cảm giác rất là ê buốt và đau kinh khủng. Tôi cố chịu đau nằm một lúc nữa để xem nó có đỡ không, nhưng mà tình hình không ổn lắm. Thế là tôi vớ ngay cái điện thoại thều thào gọi cho Phương Anh. Ở đầu dây bên kia Phương Anh hẵng còn ngái ngủ. Cái gì đây? Anh bị mơ ngủ à? Mà tại sao lại gọi cái giờ này? Ở trường hợp đấy mà gặp mấy cái anh chàng lãng mạn rồi romantic các kiểu các thứ ấy, thì sẽ trả lời như thế này: hey, 3:00 anh còn chưa ngủ, từ từ về em biết bao nhiêu là cho đủ, chỉ là anh nhớ em ấy mà. Đây cũng là cái biểu hiện của mấy thằng cha dỗi việc. Còn tôi lúc đấy thì đang đau tay, thế là thều thào trả lời: em qua đây đi, tao bị đau cái cánh tay quá, lại còn ê buốt nữa. Nghe được câu này lại còn đúng vào cái giờ nhạy cảm nữa thì người con gái này chẳng nghi ngờ người yêu mình dở trò có đúng không? Thế là Phương Anh trả lời lại tôi một cách nghi hoặc: này nhá, đang ở nhà tao ấy, bố mẹ tao ở nhà đấy, lại còn các chị các em ở nhà nữa, đừng có đùa kiểu đấy nữa, lúc khác đi, thôi đi ngủ đi. Lúc này thì tôi đã vừa đau vừa mệt rồi, nhưng mà vẫn phải cố gắng để giải thích cho Phương Anh hiểu. Tao nghiêm túc đấy, tao không đùa đâu. À, tao đau thật đấy. Bây giờ em sang rồi gọi cả bố sang đi, đưa giúp tao lên viện với. Lúc này thì Phương Anh biết chắc chắn là tôi không đùa rồi. Phương Anh chạy sang gọi ông bố rồi đưa tôi lên trên bệnh viện. À, lúc đấy thì tôi bị đau bên tay trái, vậy là cả cái lúc mà lên bệnh viện lẫn lúc cấp cứu thì Phương Anh đều cầm tay phải của tôi. Mặt của Phương Anh lúc đấy thì trông rất là lo sợ, nhìn thương dã man. Sau một loạt các cái thao tác như là chụp chiếu rồi kiểm tra các kiểu thì tôi cũng đã có kết quả. Cái chỗ cánh tay đấy của tôi bị dạn nhưng rất may là cũng chỉ nhẹ thôi. Sao lúc đấy thì tôi lại không bị đau nhở? Hay là do tôi đá bóng nhiều bị ngã nhiều nên là thân thể nó quen với va đập nhở? Nhưng tối hôm đấy thì cả mẹ tôi, Phương Anh và ông bố của Phương Anh thì đều bắt tôi nằm lại ở viện để còn tiện theo dõi xem còn chỗ nào có vấn đề gì nữa không. Tối đấy thì Phương Anh đòi ở lại với tôi nhưng ông bố của Phương Anh thì không cho. Thế là mẹ tôi ở lại với tôi tối hôm đấy. Thế là Phương Anh về và lo luôn cái việc xin nghỉ ốm cho tôi và báo với cô chủ nhiệm. Đêm đấy sau khi mà được tiêm thuốc giảm đau thì tôi ngủ cũng ngon hơn. Mở mắt ra thì cũng đã gần trưa rồi. Mở mắt ra thì thấy một người con gái đang nhìn tôi một cách trìu mến. Nhưng mà người con gái đấy lại không phải là Phương Anh. Ai mà theo dõi series này của mình ngay từ đầu thì sẽ bảo là câu hỏi vừa rồi quá dễ có đúng không? Đa phần mọi người đều đoán chính xác rồi đấy, đấy chính là Hot Girl Lily. Vậy mà chẳng có cái huy hiệu fan cứng nào để trao cho mọi người nhở? Thì tiếp tục với câu chuyện, khi mà tôi mở bừng mắt ra thì cũng đã xế trưa. Ngồi cạnh giường tôi lúc đấy thì lại không phải là Phương Anh cũng chẳng phải là mẹ tôi luôn. Lily từ đâu chui ra xuất hiện như một vị thần ngồi trước giường tôi nhìn tôi một cách âu yếm. Ơ, cậu tỉnh rồi à? Cậu đã thấy đỡ hơn chưa? Hôm nay cậu không đi học làm tớ lo quá. Tớ thấy Phương Anh báo cáo cô, thế là biết cậu đang nằm ở viện này, tớ chạy lên đây luôn sau khi mà hết tiết học. Ơ kìa, hình như lại bị lag hay sao ấy nhở? Tôi thì còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thế là Lily tiếp lời. À mà cậu ăn cam nhá, tớ vừa mua cái loại cam vàng ngọt ngọt mà cậu thích đây này. Nói rồi Lily lấy cam ra bóc, đôi tay thì thoăn thoắt khéo léo, tính ra là cũng nhanh nhẹn tháo vát và giảm sang dập hết đấy chứ nhỉ. À thì cũng công phụ lòng của Lily thì tôi cũng đem cam ra ngồi ăn thôi, người ta bóc cho rồi chả lẽ không ăn. Với lại bạn bè đến thăm mà cũng bình thường thôi nên chắc Phương Anh cũng không ghen đâu nhở. Tiếp đó thì tôi với Lily cũng ngồi nói chuyện với nhau mấy cái câu chuyện xã giao, rồi mấy câu chuyện ở trên lớp, rồi tại sao tôi lại bị tai nạn thế này, mà dăm ba cái kiểu vừa ăn vừa nói lại còn ăn cái kiểu mọng lướt như quả cam nữa thì kiểu gì nó chả rớt ra ngoài có đúng không. Cái này thì mọi người nói là tôi mồm mẻ thì tôi cũng phải chấp nhận này. Thấy vậy thì Lily cũng lấy khăn giấy để lau cho tôi. Chuyện thì cũng chẳng có gì đâu nếu như mà tôi lấy cái khăn giấy đấy để tự lau. Thế cơ mà Lily thì nó nhiệt tình quá, nó cứ đòi chấm hộ mình thì thôi, chấm hộ bạn cái. Đang chấm chấm lau lau thì Phương Anh xuất hiện như kiểu ở trên phim vậy, ảo thật đấy. Mới vào đến cửa mặt Phương Anh còn tươi cười các kiểu, một tay thì cầm hộp cơm nàng nấu cho tôi, một tay thì cầm một túi hoa quả và sữa. Phương Anh đang tung tăng bước vào thì nhìn thấy cảnh như thế, làm cả ba đều rơi vào cảnh rất là ngượng ngùng. Dần dần thì mặt của Phương Anh xị xuống như kiểu muốn khóc đến nơi ấy, đi thẳng vào bên trong. Thế là nàng chẳng nói chẳng rằng đặt hộp cơm và túi hoa quả phịch cái xuống bàn. Tôi cũng hỏi lấy một câu để chữa lượng. Em đem cơm cho tao đấy à? Lily vừa mới qua đây chơi. Sau lúc đấy tôi lại hỏi một cái câu nó ngớ ngẩn như thế nhở? Như kiểu đã quá sức chịu đựng rồi. Thế là Phương Anh quay sang lườm tôi một cái sắc lẹm rồi lườm luôn cả Lily luôn. Vẫn như lúc vào chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài. Tôi thì cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều còn quên mất là mình còn bị đau tay nữa. Vậy là tôi vùng chăn nhảy xuống giường để đuổi theo Phương Anh. Nhưng bất chợt lúc đấy cánh tay của Lily đã níu giữ tôi lại.
Nếu cái gì đã không phải là của bạn rồi thì còn níu giữ thì nó cũng mất có đúng không? Thì cái lúc mà ở trong bệnh viện thì cũng như vậy thôi. Tôi thì cũng không biết là Lily đang cố tình hay cố ý để xem vào cuộc tình giữa tôi và Phương Anh. Ấy thế cơ mà lúc đấy thì trái tim tôi mách bảo là đuổi theo Phương Anh đi, không nó giận đấy. Thế là lúc đấy trái tim điều khiển chân tay thôi. Hot girl Lily lúc đấy ngoài níu giữ tay tôi lại còn níu giữ tôi bằng ánh mắt nữa. Một ánh mắt tròn, long lanh, đượm buồn, lại còn có một chút gì đấy chờ đợi. Nhưng mà rất may là lúc đấy tôi đủ tỉnh táo để có thể vượt qua được cái sự cám dỗ và cái ánh mắt đấy. Lúc tôi chạy ra đến hành lang thì đã không thấy bóng của Phương Anh đâu rồi. Tôi lấy điện thoại ra gọi, cuộc đầu tiên thì có chuông nhưng không ai nghe máy. Đến cuộc gọi thứ hai thì thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời tút tút tút. Molagu ấy là toang tôi rồi, không biết là giận mấy ngày nữa. Nhưng mà khả năng là lần này thì tôi phải giải quyết gọn lẹ Hot Girl Lily thôi. Thế là tôi đi vào phòng, hít một hơi thật sâu rồi ngồi đối diện với Lily. Tôi nhìn thẳng vào mắt Lily và hỏi: "Ly này, cảm ơn cậu đã đến thăm tớ nhá. À, từ lúc gặp đến giờ tớ chỉ coi cậu là bạn, chỉ là bạn thôi. Tớ cũng không hiểu lắm cái hành động lúc nãy cậu níu tay tớ là có ý định gì, nhưng mà tớ thực sự là không thích khi mà chúng ta vượt quá cái giới hạn tình bạn đâu Ly ạ. Những câu nói vừa rồi có thể là tớ đúng, có thể là tớ suy đoán sai, nếu sai thì tớ xin lỗi cậu. Vậy nên là tớ chỉ mong cậu hiểu thế thôi." Lúc này thì mặt Lily hơi trùng xuống, nhưng chỉ vài giây sau lại tươi cười trở lại và vỗ vai tôi. "Ơ kìa, cái cậu lớp trưởng này, cậu mẫn cảm thế nhở?" Lúc đấy thì tớ chỉ lo là cậu đang đau, cậu đi ra ngoài cậu va phải ai, cũng chỉ là phản xạ của tớ thôi chứ tớ không có ý định gì đâu. Còn nếu điều đấy để làm cậu hiểu nhầm thì tớ xin lỗi và tớ sẽ đi tìm Phương Anh và giải thích cho cậu ấy hiểu. Còn cậu thì cậu cứ ở đây dưỡng bệnh cho khỏi đi. Mà thôi, cũng muộn rồi, tớ về đây, bye cậu nha." Nói dứt lời xong thì Lily lao vụt ra ngoài, còn mỗi mình tôi ở lại kiểu rất là con nai vàng ngơ ngác. Ý à, lúc đấy tôi nghĩ là mấy đứa con gái nó khó hiểu thế nhở. Từ lúc đấy đến chiều tối thì tôi đều gọi cho Phương Anh, rồi nhắn tin cho Phương Anh nữa mà không thấy hồi âm. Tôi cũng chỉ nghĩ là giận dỗi như mọi lần rồi thôi. Nhưng lần này thì Phương Anh có vẻ căng thẳng thật sự. 8 giờ tối hôm đấy thì tôi nhận được tin nhắn của Phương Anh, một tin nhắn mà khiến tôi khá là sững sờ. Người con gái mà yêu thật lòng rồi sau đó nổi cơn ghen thì nó sẽ kinh khủng đến mức nào. Ây da, tôi cá là các bạn không thể nào tưởng tượng được đến cái cảnh này đâu. Nguyên văn cái tin nhắn mà tối hôm đấy Phương Anh gửi cho tôi là nó như thế này. Tổng cộng là Phương Anh gửi cho tôi 3 tin nhắn và độ dài thì nâng theo kiểu cấp số nhân ấy. Tin nhắn đầu tiên là: "Anh nhớ ăn cơm và uống thuốc đầy đủ đấy. Có ăn nếu mà có nguội thì anh nhờ y tá người ta đi hâm nóng hộ cho. Nhớ là đừng ăn đồ ăn bệnh viện, không ngon đâu. Uống thuốc đúng giờ xong thì anh nhớ ăn thêm trái cây và uống thêm sữa." Đó, cái tin nhắn đầu tiên thì nó trìu mến và nó ngọt ngào đến như vậy, đầy áp sự quan tâm luôn. Và để tiếp nối sự yêu thương ngọt ngào đấy chính là tin nhắn thứ hai. "Về cái chuyện lúc trưa thì tao xin lỗi anh, tao không nên cư xử như thế. Anh bị đau ốm như vậy, bạn bè đến thăm đấy là chuyện bình thường mà bạn bè thì có nam có nữ, và lại là anh với cái con danh Lily kia thì cũng có cái gì đâu, có đúng không anh?" Nghe đến đoạn này là tôi nghĩ là sắp có biến rồi đây này. Làm gì có cái lời xin lỗi chân thật nào mà nó sặc sụa mùi binh biến thế này. Ấy thế là cái tin nhắn thịnh nộ của nàng đã đến từ tin nhắn thứ ba. Sự là cái tin nhắn thứ ba này nó dài dài răng rặc như cái dòng sông. Vậy nên là tôi chỉ nêu một số ý chính ở trong đấy thôi nhá. "Vì anh chưa bao giờ làm tao thất vọng, vậy nên là tao luôn luôn tin tưởng người yêu của tao. Anh à, nhưng mà bây giờ thì nó đã lột mặt nạ ra, nó là kẻ thứ ba rồi đấy. Lúc nãy nó nhắn tin gọi điện cho tao để giải thích, nhưng mà thay vì những cái câu hối lỗi thì nó như kiểu đang khích bác tao ấy. Vì tao cảm thấy rất là kinh tởm những cái thể loại như vậy, vậy nên là tao chẳng thèm cãi lại nó luôn. Nhưng tao ức chế lắm anh ạ. Tao đã chặn số và chặn mọi thông tin liên lạc của nó rồi. Nó mà có nhắn tin hay là gọi điện cho anh ấy thì anh truyền lời của tao đến với nó như thế này nhá: "Anh liệu hôn ấy và cút thật xa ra khỏi người yêu tao ra. Đừng có chọc tao nổi máu điên lên, nếu không là tao cho mày rách tinh tươm ở giữa cổng trường đấy." Đấy, đọc xong quả tin nhắn tôi còn toát mồ hôi hột nữa mà. Đừng bao giờ đùa với lại cơn ghen của con gái. Tôi thì lúc đấy cũng nhắn tin lại cho Phương Anh, vừa trấn an vừa động viên Phương Anh luôn. Năm nay thì cũng là năm cuối cấp rồi nên là tránh những cái việc đấy xảy ra. Vì một điều chắc chắn là với tính cách của Phương Anh mà tức lên là Phương Anh làm thật đấy. Cái khó với tôi bây giờ đây chính là cái bà Hot Girl Lily kia. Rõ ràng là lúc chưa đến đây tôi đã nói cho như thế rồi, cũng gật tưởng là đã được thông não rồi. Ấy vậy mà về nhà lại còn lộ mặt thật, lại còn chọc tức sư tử nhà tôi nữa. Tôi đang ngồi suy nghĩ miên man thì Lily gọi điện đến. Theo như một số anh em trải đời đã từng nói, thường thì những cái lúc mà bị say ấy là cái lúc mà con người ta thật thà nhất. Hôm nay thì tôi thấy rất là đúng này. Hôm đấy sau khi mà thẩm hết được cái đống tin nhắn của Phương Anh thì tôi nhận được điện thoại của Lily. Và hot girl của lớp đã nói gì với tôi? Thì tôi mở điện thoại lên cũng là alo bình thường thôi. Cơ mà ở cái đầu dây bên kia thì Lily phát ra một cái giọng nó hơi nhòe một chút rồi. Thế là bất giác tôi mới hỏi Lily là: "Ơ, cậu uống rượu à hay sao mà?" Là lúc đấy Lily vội cắt lời tôi và biện minh một cách rất là nhanh nhảu: "Ơ đâu, tớ chưa say mà. Cậu cứ nói như kiểu là tớ đã say rồi vậy. Tớ là tớ uống có một xíu thôi. Nhưng mà tớ có điều muốn nói nên tớ gọi cho cậu. Cậu có sẵn sàng để nghe tớ nói không?" Lúc này thì tôi cũng không muốn dây dưa đến cái kiểu trà xanh này nữa, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại thì phần là vì phép lịch sự, phần là cũng nghĩ cũng tội nó, thế nên thôi, xem nó nói cái gì. Khi ở đầu dây bên này tôi đồng ý lắng nghe, thì ở đầu dây bên kia bắt đầu phát lên những cái tiếng khóc rúc rích, nghe thì cũng có vẻ là khá là nức nở và tức tưởi đấy. Ừ thì tôi thì cũng không tốn tiền điện thoại, thế nên là tôi cứ ngồi nghe khóc thôi. Được đâu đó 3-4 phút thì bên đấy bắt đầu nói tiếp: "Này cậu, cậu có biết được là ngay từ cái nhìn đầu tiên tớ đã thích cậu rồi không? Thời gian đó thì thực sự là tớ không biết là cậu với Phương Anh có yêu nhau. Nhưng đến khi biết rồi thì thực sự là tớ không thể nào kìm nổi cảm xúc. Tớ xin lỗi đã xen vào chuyện của hai cậu, nhưng thực sự là tớ rất là thích cậu. Tớ bây giờ tớ thấy buồn và đau lòng lắm." Nói xong tất cả những gì từ đáy lòng mình, thế là Lily lại khóc tiếp. Nghĩ thì cũng tội thật đấy, nhưng mà thôi cũng kệ, tự họ gây ra mà. Nhưng mà khổ nỗi là bây giờ nó uống say rồi mà tôi nói những cái lời cay đắng nữa thì lỡ mà nó làm cái điều gì dại dột thì thôi toang. Là tôi cũng phải cố gắng đồng cảm rồi dỗ dành mấy câu ngọt ngào. Kiểu như là thôi quên tôi
thôi đi, ở ngoài trai còn nhiều lắm. Rồi thôi, đừng buồn nữa nhá. Ấy thế mà càng dỗ như thế thì nó lại càng khóc to. Đúng là không thể nào hiểu kiểu gì. Tôi thì cũng sợ là lỡ nó uống rượu say xong rồi nó sẽ như thế nào. Đang quẩn quanh không biết giải quyết như thế nào thì tôi đành phải gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm để xin số điện thoại của bố mẹ nó. Tôi tính lấy số điện thoại để nhờ bố mẹ nó đưa nó về, nhưng tôi đâu thể ngờ rằng nó thiếu tình cảm như thế đều xuất phát từ gia đình. Khi mà các bạn đi sâu vào bên trong của một người con gái thì các bạn thấy gì? Sau cuộc điện thoại với Hot Girl Lily thì tôi cố gắng đi sâu vào bên trong cô ấy và tôi đã nhìn thấy một tâm hồn nhỏ bị tổn thương và không hề đồng điệu. Lúc mà tôi nhận được tin nhắn của cô chủ nhiệm về số điện thoại này cũng như là phụ huynh của Lily, đấy thì tôi cảm thấy khá là bất ngờ vì hình như là Lily không ở với bố mẹ mà ở với ông bà. Ủa rồi sao tôi không biết điều đấy nhở? Nhưng mà bây giờ thì Lily cũng đã say rồi thì tình hình tôi phải gọi cho ông bà của Lily thôi. Tôi đang do dự mãi chuẩn bị gọi thì nhận được tin nhắn của Lily. Tớ xin lỗi cậu vì lúc nãy tớ không kiềm chế được cảm xúc. Về chuyện lúc nãy thì cậu cứ coi như là chuyện đùa thôi rồi bỏ qua nhá. Chúc cậu nhanh khỏe để quay về lớp học, còn tớ hy vọng tớ với cậu vẫn là bạn nha. À, tớ cũng về đến nhà rồi, tớ đi tắm rửa rồi đi ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon, bye bye cậu. Sau khi mà nhận được tin nhắn của Lily thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đi ngủ. Tối hôm đấy thì tôi cứ chằn chọc mãi, không hiểu sao Lily nó lại như thế nhở. Một đứa con gái khá là xinh đẹp, thùy mị nết na, học giỏi, lại còn khéo léo nữa, tại sao lại thích một cái đứa mà chẳng có vẹo gì như tôi nhở? Cơ mà bất kỳ cái quần thẳng nào trước khi thành cái quần què ấy thì nó cũng có cái lý do của nó cả. Được một hai hôm sau thì tôi cũng đỡ hơn và xuất viện, nhưng vẫn chưa được vận động mạnh cũng như là vẫn phải uống thuốc đúng giờ. Còn về phần của Phương Anh thì chúng tôi cũng đã làm lành với nhau. Ngày hôm sau đến lớp thì tôi cũng cảm thấy bình thường hơn. Phương Anh thì vẫn như thế, vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn quan tâm tôi. Với Lily thì khép nép hơn trước và khoảng cách với tôi xa hơn. Nhiều lúc sau tiết ra chơi xong thì tôi thấy Lily đi vào lớp với đôi mắt đỏ hoe, không biết có phải là do cái biệt đội sư tử của Phương Anh bắt nạt không nữa. Nhiều khi thì tôi cũng úp mở trêu Phương Anh rồi hỏi nửa đùa nửa thật về vấn đề đó, thì Phương Anh cũng trả lời tôi một cách thật thà và thẳng thắn là không có vấn đề gì cả, và nàng cũng không hề bắt nạt Lily cũng như là làm với cái trò đấy ở trong trường. Cũng phần là vì Lily đã biết điều hơn rồi. Thế cơ mà điều đấy thì càng làm tôi tò mò hơn về gia cảnh của Lily. Đứa mà nó bình thường và gia đình cũng bình thường thì không thể nào làm những cái điều nó bất bình thường được. Tôi cũng cố gắng tìm hiểu và điều tra nhưng không tìm hiểu gì được nhiều. Ấy mà tôi đang lo cho bạn cùng lớp thôi nhá, chứ không phải là say nắng tiểu tam đâu. Nhưng mà chẳng có cái gì trên đời thì có thể giấu được mãi cả. Hôm đấy là thời gian họp phụ huynh của giữa kỳ 1. Không nói thì ai cũng biết, ngày hôm đấy thì tôi đã gặp được ông nội của Lily. Đầu thì tôi cũng khá là ngại ngùng khi mà hỏi một câu chuyện nó không được duyên dáng cho lắm. Nhưng khi ông của Lily hiểu được cái mục đích của tôi, đã kể cho tôi khá là nhiều chuyện về Lily, và nhất là một gia đình rất buồn của Lily. Với một đứa mà nó có một gia đình không được mấy yên ấm thì nó là đáng thương hay là đáng trách? Nếu như là bình thường thì mọi người chắc chắn sẽ nói là nó đáng thương rồi. Nhưng nếu mà bạn nào theo dõi câu chuyện từ lúc mà Lily xuất hiện thì sẽ nói rằng Lily đáng trách. Còn đối với mình, sau khi biết chuyện nhà Lily rồi thì cũng không hẳn là đáng thương mà cũng không hẳn là đáng trách lắm. Sau cái hôm mà họp phụ huynh nói chuyện với ông nội của Lily thì mình biết được là Lily đã sống cùng ông bà từ năm 8 tuổi rồi. Vì ở thời điểm đó bố mẹ của Lily đường ai nấy đi. Bố của Lily thì giành được quyền nuôi con, nhưng vì quá bận bịu công việc cũng như là hay đi công tác xa nên là gửi ông bà nuôi con. Lâu lâu thì lại mới về thăm Lily. Còn mẹ của Lily sau lúc đấy thì đã định cư ở nước ngoài và nghe đâu là đã lấy chồng và có con ở bên đấy rồi. Và từ hồi đấy đến giờ gần như chưa bao giờ về thăm Lily cả. Vậy nên là Lily rất là thiếu hơi ấm từ mẹ và sự yêu thương của cha. Chính từ đó ảnh hưởng đến tính cách của Lily. Nhưng cũng không thể nào vin vào cái cớ gia đình như thế để xem vào cuộc tình của tôi với Phương Anh được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Đấy, lại nhắc đến Phương Anh thì tuy là gia đình của Phương Anh cũng không được mấy yên ấm lắm, nhưng so với Lily thì Phương Anh còn may mắn chán. Tôi thì là người đứng giữa và muốn giải quyết khúc mắc của hai người kia, nên là tôi tìm cách, tìm thời điểm và lựa lời nói chuyện với Phương Anh về chuyện của nhà Lily để Phương Anh có thể hiểu được Lily phần nào. Thì hôm đấy cũng đang khá là vui vẻ, tôi và Phương Anh đi uống trà sữa, ăn đồ vặt với nhau. Vậy là tôi căn đúng cái thời điểm mà Phương Anh trông hớn hở nhất để kể ra đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong thì Phương Anh cau mày, liếc mắt nhìn tôi, hỏi kiểu hơi nghi hoặc: "Anh thích nó à? Hay nói cho anh cái gì? Mà sao anh cứ nói đỡ cho nó thế?" Đấy, biết ngay mà, kiểu gì cũng nói như thế. May mà tôi có tí võ mồm đã chuẩn bị trước. Vậy là tôi cứ theo kế hoạch mà tuôn. "Không, cho cái gì? Cho cái vào mặt à? Ôm họp phụ huynh ấy, tao có nói chuyện với ông của Lily thì mới biết được câu chuyện của Lily nó như thế. Với lại là em cũng đã từng trải qua cái khoảnh khắc như thế rồi, mà Lily nó lại còn thảm hơn thế nữa. Cùng với đó là Lily nó cũng hiểu chuyện rồi, nên tao nghĩ là em nên bỏ qua cho nó đi." Và đúng như tôi dự đoán thì đánh đúng quả trọng tâm thì Phương Anh nghe cũng xuôi xuôi. Với lại là tính của Phương Anh nó cũng phổi bò, với lại nó việc gì ra việc đấy. Sau khi mà đi tà tưa với Phương Anh về thì tôi nhận được cuộc gọi của ông Lily. "Dạ, cháu nghe ông ạ." "Ừ, cháu lớp trưởng đây à? Tối nay thì cháu sang nhà ông học với Ly mấy tiếng được không? Ông bà phải đi thăm người ốm đến 10 giờ 10 rưỡi mới về. Con bé nó ở nhà thì nó kêu sợ ma. Với lại là ông bà mới đến thì cũng chưa quen ai. Cháu giúp ông với giúp bạn một tí nhá, rồi có gì ông gọi điện cho bố mẹ cho." Hot girl của lớp thì đang ở nhà một mình, còn bạn thì được ông nội của hot girl giao phó nhiệm vụ sang trông nhà hộ. Nghe đến đoạn này thì mấy ông có cái trí tưởng tượng cao ngút ngát trời, suy diễn ra việc Lily nó bày ra cái trò này. Khi tôi sang thì sẽ mặc những cái bộ đồ kiểu như đồ ngủ này, áo sơ mi trắng này, nhưng mà không đâu nha, hoàn toàn không luôn. Người ta thì cũng có ăn có học đàng hoàng mà, nhưng mà mặc đồ ở nhà và hơi mát mẻ một tí là đúng này. Thì lúc đấy sau khi mà nhận được điện thoại của ông nội Lily thì tôi cũng rất là ngại, lưỡng lự và xấu hổ nữa. Nhưng mà lời nói thì đã phọt ra rồi thì đâu có thể nào rút lại được. Chuyện là hôm họp phụ huynh đấy rồi ngồi nói chuyện với ông của Lily, thật là một lớp trưởng gương mẫu nữa, nên là tôi cũng vỗ ngực chắc nịch: "Ông ạ, ông cứ yên tâm, là ở trên lớp hoặc là ở gần nhà có vấn đề gì thì ông cứ gọi cho cháu, có việc gì mà cháu có thể giúp được thì cháu sẽ giúp ngay ông ạ." Đấy, một câu nói cũng khá là oai đấy, nhưng mà bây giờ câu nói đấy đã khiến tôi không thể nào rút ra nổi. Tôi nghĩ một cách trong sáng hơn thì có gì đâu, nhưng là dù trong sáng đi nữa thì bà Phương Anh mà biết được cái chuyện này thì lại sùm xí mẹt lên, nên là thôi tôi lại phải hành động trong im lặng vậy, hy vọng là không có cái chuyện gì xảy ra. Quay lại với tối hôm đó thì tôi sang nhà của Lily đúng giờ hẹn. Nhà của Lily thì chỉ cách nhà tôi cỡ một cây số thôi, nên là tôi đi bộ đến.
Tôi bấm chuông thì Lily ra mở cửa một cách khá là đón đả. Thật sự là không hổ danh là hot girl của lớp. Không biết là ăn gì mà chân dài mà trắng thế, không một vết gợn luôn. À mà Lily lúc đấy thì nó mặc một cái quần đùi ngắn và một cái áo phông bó sát, với lại là đúng kiểu thiếu nữ 17-18 tuổi ấy, đẹp không góc cạnh luôn. Đường cong nào ra đường cong đấy, mờ lem thật. Ấy chết, nhầm. Tội lỗi thật. Lúc đấy không nói thì cũng biết chứ, các ông chắc phải cố gắng tuồn hết những cái gì trong đầu ra nhở. Các ông còn hỏi tôi để làm gì á? Để tránh nghĩ bậy chứ để làm gì nữa? Và tại sao à? Ông bé ơi, anh là sư tử Hà Đông chính gốc đây. Ok, tắt nhạc. Vậy nên là mấy cái suy nghĩ đấy mà khớp với cái hành động lại còn bị bà Phương Anh biết nữa thì ối rồi ôi, hồn về nơi đâu luôn. Có ai đoán được là lúc đấy tôi sẽ xử lý thế nào không? Diễn biến ở nhà Lily tối hôm đó. Trong cái tiết trời mát mẻ của mùa thu, tiếng gió xào xạc, tôi đến nhà Lily cũng đã nhập nhoạng tối. Lily ra mở cửa, cánh cửa cổng tuy mới mà như cũ, kẽo cả kẽo kẹt. Tôi đi theo Lily bước vào phòng khách mà lạnh cả sống lưng. Cũng công nhận là nhà Lily cũng có điều kiện đấy chứ, bật điều hòa cả phòng khách luôn. À mà hôm nay thì cũng ấm trời lên được một tí nên là chúng ta cũng thay đổi khẩu vị nhở. Làm tí hơi rùng rợn đầu chuyện nghe cho nó kích thích. Ê, tiếp tục với câu chuyện thì khi mà bước vào nhà của Lily, nó không kiểu ốp gỗ từ đầu đến chân mà cũng không sang chảnh như kiểu nhà Phương Anh, nhưng nhìn chung thì nó cũng khá là quý sở tộc. Sau khi tôi và Lily hỏi han vài câu xã giao qua loa thì chúng tôi cũng vào việc luôn. Vào việc ở đây là việc học anh nhỉ. Để tạo cái sự thân thiện và ấm cúng thì tôi với Lily mỗi người một góc cho nó an toàn. Tôi thì cũng khá là ngại ngùng nên cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ tập trung vào bài học. Thì mong nhanh nhanh đến 10:30 ông bà của Lily về để tôi được về nhà. Chứ có ham hố gì đâu mà ở đây. Lily dường như nó cũng hiểu chuyện thế nên là cũng chẳng làm phiền tôi hay cũng không nói chuyện nhiều. Làm cho căn phòng vốn đang yên lặng lại trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Không thoáng chốc điện thoại của tôi reo lên. Thôi bỏ mẹ rồi, quả này mà bà Phương Anh gọi thì thôi toang rồi. Tôi rút điện thoại ra thì thở phào nhẹ nhõm là mẹ tôi gọi. Tôi trả lời mẹ tôi xong vừa mới đút điện thoại vào túi thì lại chuông reo lên. Ơ kìa mẹ, quả này thì tôi linh cảm hình như không phải là mẹ tôi các ông ạ. Cuối cùng thì cái linh cảm của tôi chuẩn vãi, là Phương Anh gọi, là siêu nhân đỏ sư tử gầm gừ đang gọi đến. Gọi nữa, tới công chuyện luôn. Alo, tao nghe này. Đầu dây bên kia phát ra một tiếng nhỏ nhẹ đến lạ thường. Anh à, anh đang làm gì ở đâu đấy? Rồi, xong, bỏ mẹ phát hai luôn. Tôi hơi liếc mắt nhìn sang Lily thì nhìn nó như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra ấy. Thoáng chốc trong suy nghĩ thì tôi trả lời Phương Anh thế này. Tao đang học ở nhà. Đến quả này thì Phương Anh mới hơi réo này. À vậy à, tao lại tưởng anh đang rảnh cơ, tưởng học xong rồi ngồi buôn chuyện với tao. Vậy thôi, anh học đi nhá. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm rồi toan cúp máy. Thì Phương Anh gọi giật lại và tiếp lời. À mà anh dừng bút tí đi, ra mở cửa cho tao, tao đứng trước cửa nhà Lily rồi. Lúc đấy thì như kiểu bản năng ấy, tôi trả lời là ừ, đợi tao tí. Trả lời hết câu xong thì tôi mới chợt nhớ ra là đang ở nhà hot girl của lớp kèm học trong ngoặc kép thì bạn gái lại đến chơi, thế có chết tôi không chứ. Cái lúc mà nhận ra được là mình nhỡ mồm nhỡ miệng thì 10 phần cũng đã 9 phần toi rồi. Tôi cảm giác như là mình bị gài ấy, làm sao mà Phương Anh nó biết tôi đang ở đây nhở. Nói ra thì nhiều bạn lại bảo là có tật thì giật mình, nhưng mà tôi cũng có nỗi khổ riêng của tôi chứ bộ. Cúp máy xong thì tôi cũng bị đơ đi 2-3 phút liền. Đến khi mà chuông nhà của Lily vang lên thì tôi giật mình thon thót, và cái nỗi sợ nó đã lên đến tột đỉnh khi mà Phương Anh cất giọng gọi vọng vào trong nhà. Ly ơi, Ly ơi, tớ đến rồi này, cậu mở cửa cho tớ với. U là trời, nó không phải là mơ đâu các ông ạ. Thật sự là Phương Anh nó đang đứng trước cửa nhà Lily đây. Lúc này thì tôi chỉ muốn cất giọng lên và hát một câu để anh một mình nhé, em cứ đi đi. Ấy thế cơ mà, đâu có được. Trái hoàn toàn với tôi thì Lily không có một cái biểu cảm gì là lo lắng hay là sợ hãi cả. Ơ kìa bạn Hiền, diễn tí đi chứ, không tí nữa nó điên lên, nó không tha cho đâu. Nhưng không, rất bình tĩnh Lily ra mở cửa cho Phương Anh, lại còn kiểu chào hỏi rất là thân mật như kiểu đôi bạn thân ấy. Chẳng những thế, Phương Anh còn tay nọ tay chai, có thêm cả xoài cóc và một đống đồ ăn vặt. Đến đây là tôi đã cảm thấy rất là sai sai rồi, nhưng mà vẫn rén lắm, chưa dám ra. Và thêm một lần nữa tiếng gọi của Phương Anh làm tôi hổn hết cả hển. Anh ơi, ra xách đồ cho tao này, nặng quá. Thì tôi cũng lục cục chạy ra xách đồ thì coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi. Lúc đi vào trong nhà thì Lily xách đồ đi trước xuống bếp để rửa, còn tôi và Phương Anh thì đi theo sau. Đang đi thong thả thì bỗng nhiên Phương Anh đứng khựng lại, quay lại lườm tôi một cách sắc lẹm. Anh cứ liệu cái thần hồn đấy. Xin vĩnh biệt cô. Anh không phải mê tín chứ, quả đấy thì thôi liệm luôn chứ còn vĩnh biệt cái gì nữa. Cứ mãi nghĩ ra những cái lời xin lỗi chân thật nhất và những cái biểu hiện ăn năn hối cải nhất, mà tôi không để ý là Phương Anh và Lily bây giờ đang rất là thân thiết với nhau. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, có gì đó ở đây sai sai thì phải. Trời, ra vậy làm tôi sợ hết hồn. Này, người thương của các ông đã bao giờ khiến ông trở tay không kịp chưa? Và với các phái đẹp, các chị em đã bao giờ có những pha quay ngoắt xe để người yêu mình há hốc mồm ra chưa? Nếu chưa thì có thể tham khảo cách của Phương Anh sau đây. Và pha quay xe đấy sẽ không bao giờ thành nếu như không có sự trợ diễn của Lily. Lúc đó thì tôi đang ngồi ở trên phòng khách, còn hai nàng thì đang ở dưới bếp để rửa trái cây cho nó sạch sẽ và thơm tho, rồi đặt lên đĩa nằm nghiêng cho nó ráo nước. Xong xuôi đâu đó thì đem lên trước mặt mời tôi xơi. Ấy thế cơ mà, không bao giờ có một bữa ăn trưa nào miễn phí cả. Và cái miếng format mà nó ngon lành nó chỉ có nằm trong bẫy chuột thôi. Đó là lời trích dẫn của một số các thầy và một số Mr. đạo lý. Họ có thể sẽ không ăn đấy, nhưng mà tôi ăn. Ngu gì mà không ăn nhở, ăn xong rồi tính tiếp. Đang enjoy cái moment này và enjoy cái miếng bò khô thì Lily hỏi tôi một câu làm mất hết cả hứng ăn. Sao cậu cứ mãi ăn thế, cậu không thắc mắc là tại sao Phương Anh lại ở đây à? Ly ơi là Ly, hỏi làm gì, trời đánh tránh miếng ăn. Mà sao lúc này lạ lắm nhá, nhà Lily 3-4 tầng liền mà lại bị dột. Mà dột ở đâu không dột, lại dột trúng vào trán của tôi, làm trán của tôi đầm đìa nước nôi luôn. Tôi đang loay hoay không biết trả lời như thế nào, đời trai mười mấy năm trời chưa bao giờ phải chịu cảnh này. Bất chợt ngước lên thì thấy hai nàng đang tủm tỉm cười, mà tôi lúc đấy thì ngẩn tò te ra cười ẻ. Tối thì vẫn chưa hiểu cái mố tế răng rửa chi cả.
Thì lúc đó Lily lại tiếp lời là tớ đã nhắn tin cho Phương Anh đến đây trước khi mà ông gọi cho cậu, vì là ông không yên tâm vậy nên ông gọi thêm cậu sang nữa, chứ để mình tớ ở đây tối nay với cậu để cậu ăn thịt tớ. Nói dứt lời thì Lily quay sang nhìn Phương Anh, cả hai cười rất là khoái chí. Mặc kệ tôi ngồi đấy khu cua tay kiểu biện minh. Đến lúc này thì siêu nhân đỏ nhà tôi mới bắt đầu cất tiếng gầm gừ này. Anh đã biết lỗi của anh chưa? Tôi trả lời kiểu rất là ăn năn ấy. Tao nhớ rồi, từ sau tao sẽ không thế nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Phương Anh mặt gườm gườm rồi tiếp tục. Ok, lần này có thể là anh khó xử và thực sự là không có động cơ nào xấu cả nên là tao bỏ qua. Lần sau mà còn giấu những chuyện tương tự và nói dối tao nữa thì anh coi chừng đấy. Ây gu, thoát một kiếp. Đấy, các chị em đã thấy Phương Anh cao tay chưa? Bạn đã bao giờ gặp một chuyện tồi tệ đến mức mà ngày hôm sau khi mà bạn thức dậy chỉ mong nó là một giấc mơ chưa? Sự việc tồi tệ đấy nó đã đến với tôi vào cuối năm lớp 12. Chỉ một cú quay xe chóng vánh thôi. Tương lai phía trước thì đang rộng mở với đầy ánh hào quang, bỗng dưng lại mờ mịt hơn bao giờ hết. Với tình yêu bọ xít nho nhỏ của tôi với Phương Anh thì bị hàn lên một vết rạn nứt ngày càng rõ. Ngày hôm đó là chủ nhật, vậy nên là tôi thức dậy khá là muộn. À sao lạ cực kỳ, bây giờ cũng 10:30 sáng rồi, tầm giờ này kiểu gì mẹ tôi cũng gọi tôi dậy. Ấy vậy mà bây giờ nhà im bặt luôn, không có cả tiếng mẹ tôi chuẩn bị cơm trưa nữa. Tôi đói bụng nên là lững thà lững thững đi xuống bếp tìm đồ ăn. May thế mẹ tôi đã chuẩn bị đồ ăn để ở đấy rồi. Đang bốc nhón mấy miếng nhai nhồm nhoàm thì tôi thấy tờ giấy của mẹ để ở bàn. Đọc xong thì tôi như kiểu người mất hồn ngồi phịch xuống ghế. Con à, mấy năm vừa rồi nhà mình làm ăn thua lỗ, còn bị kẻ gian nó lừa cho nữa, thế nên là mất hết rồi. Số tiền mà bố mẹ dành dụm cho con đi học đại học cũng đã phải chi trả vào các khoản nợ. Bố mẹ bây giờ thì cũng không thể nào chi trả được nữa, như là không thể về nhà thời điểm hiện tại mà phải đi tha phương cầu thực để gồng gánh trả nợ. Hàng tháng thì mẹ sẽ gửi tiền về cho con và em ăn học. Hai đứa ở nhà thì nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc em giúp bố mẹ và không được chạy mảng việc học hành đâu nhá. Với số tiền mà bố mẹ gửi về thì con nhớ chi tiêu một cách hợp lý. Nếu ở nhà có việc gì thì hãy gọi ngay cho bố mẹ nhá. Tuy là đã 17-18 tuổi rồi nhưng lúc đấy thì tôi chưa hề sẵn sàng cho một cú sốc đầu đời quá lớn đến như vậy. Lúc đấy thì tôi cảm thấy suy sụp và chán nản hơn bao giờ hết. Tôi ngồi sụp xuống ở trong góc phòng, mọi thứ trống rỗng và lạnh lẽo đến kỳ lạ. Lúc này thì tôi chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói chuyện với ai, không muốn quan tâm đến tất cả mọi thứ ở trên đời này hiện diện. Tôi ngồi mãi như vậy 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua. Những hình ảnh đẹp đẽ của ngôi trường đại học sắp tới, rồi một chiếc xe máy mới, một chiếc laptop mới và hình ảnh vui vẻ của bố mẹ tôi khi mà tôi có giấy nhập học. Tất cả hình ảnh đẹp đẽ đó nó dần phai mờ và tan biến trong ký ức của tôi. Tôi ngồi ở đó và ngủ đi lúc nào không biết. Khi mà tôi choàng tỉnh thì trời đã nhá nhem tối. Lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên từng hồi. Phương Anh gọi đến và tôi bắt máy. Alo, anh à, anh ra mở cửa cho tao đi. Mọi người vẫn đang rất thắc mắc là tại sao Phương Anh lại hớt hải gọi cho tôi như thế đúng không? Còn sao vào đây nữa, bình thường thì ngày chủ nhật hay đi ăn đi chơi với nhau, tự nhiên hôm nay lại mất tích cả một ngày dài, nhắn tin không được, gọi cũng không xong, không lo mới lạ. Đến đoạn này thì nhiều ông lại than phiền kiểu có hôm em cũng như thế mà người yêu em chả thèm đả đụng gì. Thế thì thôi nha, tôi khuyên các ông là thôi bỏ đi mà làm người. Yêu đương cái kiểu mà one love với lại đường một chiều như thế thì thôi, chia tay sớm được ngày nào thì đỡ khổ cả hai ngày đấy nha. Rồi thì luyên thuyên đến đây thôi thì tao quay về câu chuyện. Lúc mà nghe được điện thoại của Phương Anh như thế thì tôi rệu rã ra ngoài mở cửa. Mặt lúc đấy thì tối sầm, buồn thiu buồn xỉu ra đến nơi thì thấy Phương Anh nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, vừa khóc vừa nức nghẹn lên. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng đừng có làm tao sợ như thế. Tao biết tất cả rồi, tao cũng buồn nhưng anh phải cố gắng lên và nhớ nghe lời mẹ. Tao cũng chẳng biết được là sẽ động viên anh như thế nào nữa, tao cũng chỉ muốn được ở bên anh và cùng anh vượt qua thôi. Khi mà tôi nghe Phương Anh động viên tôi bằng những từ đáy lòng như thế, cảm xúc trong tôi lúc đấy dâng trào và khóe mắt dần cay lên và tôi đã khóc. Hai dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má của tôi và đó là hai dòng nước mắt thật sự cay đắng. Ngoài đó chừng khoảng 10-15 phút thì Phương Anh ngước lên nói với tôi, thôi thì mình đi vào nhà đi anh cũng chưa ăn gì đúng không? Tao đã mua bún bò Huế cho anh rồi này, có cả quẩy mà anh thích nữa nhá. Tao còn mua cả sữa dâu loại anh thích nữa này. Anh không được bỏ bữa và ảnh hưởng đến tinh thần đâu đấy. Nói dứt lời thì Phương Anh lại ôm lấy tôi khóc nấc lên. Tôi cũng rất buồn và tủi thân nhưng cố gắng kìm nén lại. Rồi sau đó thì đưa Phương Anh vào trong nhà. Tuy đang rất là buồn nhưng mà tôi cũng cảm thấy rất là may mắn vì tôi đã có Phương Anh ở bên cạnh. Những thời điểm lúc này là những thời điểm mà con người ta suy sụp nhất. Có Phương Anh ở bên động viên chia sẻ thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào. Lúc sau thì Phương Anh đi vào bếp hâm lại nước dùng và cho bún ra bát cho tôi. Còn tôi thì đi thẳng vào phòng ra tắm một cái rồi mới đi ăn. Lúc mà tôi bước vào nhà tắm thì mọi cảm xúc của tôi mới bộc lộ ra. Tôi đã khóc một mình trong nhà tắm, khóc không thành tiếng, nhưng điều đấy thì làm tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi tắm rửa xong đi ra ngoài thì bát bún nóng hổi cũng đang đợi tôi ở trên bàn. Tôi cảm ơn Phương Anh rồi ngồi vào bàn ăn. Nhưng mà lạ thay, đây là món mà tôi cực kỳ yêu thích, hôm nay nó lại chua chát đến lạ. Tôi đang chăm chú vào ăn thì Phương Anh cất lời, hay là tối nay tao ngủ đây nhá. Song thân phụ mẫu của bạn thì đang vắng nhà. Người yêu tối hôm đấy đến chơi thì nói là tối nay tao ngủ đây nhé. Thì ối rồi ôi, bà đang đùa tôi à? Nghe Phương Anh nói xong câu này thì tôi tí nữa sặc sợi bún ra đường mũi. À mà khoan, sao tự dưng nó lại có cái gì đấy nó sai sai ấy? Tôi trợn tròn mắt lên ngạc nhiên rồi hỏi Phương Anh. Thật á? Lúc bấy giờ thì mặt của Phương Anh mới đỏ tưng bừng lên như mặt trời hửng đông luôn. Không, người ta đùa anh đấy. Cho thì thôi, người ta đi về đây. Phương Anh đang toan đứng dậy rồi bước đi, thế là tôi níu tay Phương Anh lại. Và lúc đó thì tôi cũng có phải là con nít 2-3 tuổi nữa đâu, mà không biết là con gái nói không là có nhỉ? Cơ mà tôi vẫn hỏi lại cho chắc, không lỡ đêm nay ông bố nhà Phương Anh lên trên này đòi con gái thì thôi. Tao tưởng là bố mẹ em không cho đi qua đêm mà. Phương Anh lúc này thì mới nở một nụ cười tinh quái rồi đáp lại lời tôi. Đúng là như thế, nhưng mà tối nay thì tao đã dàn xếp với cái Ly rồi. Tao nói với bố mẹ là tối nay tao học ở nhà cái Ly rồi ngủ nhà nó luôn, ngày mai đi học. Mà chuyện này những người mà biết không ai nói ra thì làm sao mà bố mẹ tao biết được, có đúng không? Ây da, người yêu tôi nó cũng tinh quái và bản lĩnh đấy chứ. Ấy thế cơ mà tôi vẫn phải hỏi dò lại thêm câu nữa cho nó chắc. Thế tối nay mà em ngủ ở phòng tao thì tao ngủ ở đâu? Là Phương Anh cũng đáp lại một câu xanh rờn luôn. Dĩ nhiên là hai đứa vẫn ở cùng phòng. Tao sợ ma lắm, nhưng mà anh nằm ở dưới đất còn tao thì nằm ở trên giường. Kìa, thế thì đùa. Nhưng mà thôi, cũng được. Trong sáng lên. Đấy là tôi đang nói các bạn ấy. Còn tối hôm đấy thì tôi ngủ tôi phải tắt đèn đi chứ. Thế là trong tối ăn uống rửa dọn đồ đó xong xuôi, thế là tôi với Phương Anh đi lên sân thượng nhà tôi ngồi cho nó khuây khỏa.
Gió mát hiu hiu thì Phương Anh ghé đầu nhẹ nhàng lên vai tôi. Mùi hương nước hoa của nàng nhẹ nhàng thoảng qua rồi Phương Anh thủ thỉ: "Hy vọng là mọi thứ sớm trở về bình yên anh nhỉ, để người ta về anh được mãi mãi như thế này. Người ta yêu anh nhiều lắm." Nói dứt lời thì Phương Anh xí hổ rồi úp mặt vào ngực tôi. Ây da, lúc này thì cái tình yêu của người đàn ông chân chính chân phụ kiểu gì chẳng nổi lên đúng không? Thế là tôi cũng ôm chầm lấy nàng vào lòng. Đấy thì mọi ưu tư buồn phiền đều tan biến hết. Tôi nói chuyện một lúc nữa thì tôi với Phương Anh cũng đi xuống nhà đi ngủ. Thì vẫn như sắp xếp ban đầu, tôi nằm đất còn Phương Anh thì nằm giường. Ấy thế cơ mà vài tiếng sau đó thì trật tự nó đã thay đổi. Có ai thắc mắc là thay đổi thế nào không? Boy. Diễn biến sau đó sẽ như thế nào mà tôi lại bảo là thay đổi trật tự? Nhưng trước hết thì tôi kêu gọi các anh em Đông Lào hãy bật bóng đèn lên, bật lên cho nó sáng một tí rồi tôi kể tiếp ấy mà. Như đã biết tôi ngủ ở dưới đất còn Phương Anh thì ngủ ở trên giường. Trước khi mà tôi tắt đèn đi ngủ, Phương Anh còn bo nước thêm một câu: "Này nhá, cả đêm anh phải ngủ dưới đấy thôi nhá. Tối mà leo phèo lên trên này thì anh coi chừng đấy." Nói xong thì quay sang tôi lườm mít một cái, lại còn tỏ cái vẻ mặt trông rất là nghiêm sở trọng. "Cơm lắm ạ, đơm. Tôi thì chả lạ bà lắm đấy. Cơ mà nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng mà đợt đấy thì tôi non gan lắm. Phương Anh thì nó đã nói như thế rồi, người yêu thì người yêu mình thật đấy. Nhưng thề là lúc đấy kể cả cho kẹo tôi cũng chả dám lên. Và cứ thế là tôi chìm vào trong giấc ngủ thôi, chẳng quan tâm gì xung quanh nữa. Mà đến đoạn này thì nhiều bạn sẽ nói là anh ngủ gì mà ngủ lắm thế. Thời đấy thì tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, thế nên là đặt chỗ nào cũng ngủ được, ngủ cả ngày cũng được. Nằm thiêu thiêu ngủ được một lúc thì tôi thấy Phương Anh cứ lăn đi lăn lại ở trên giường. À, chắc nàng lại lạ giường đây mà. Mà tôi vẫn cứ im không lên tiếng để xem nàng làm cái gì. Đến khoảng 2-30 phút sau nàng vẫn như thế, vẫn lăn đi lăn lại. Lúc này thì tôi đã cảm thấy hơi buồn cười rồi nhưng mà vẫn nhịn. Sau đó thì tôi thấy tội quá, tôi mới lên tiếng: "Em bị lạ giường à, hay sao mà giờ này vẫn chưa ngủ?" Lúc này thì Phương Anh kiểu hết kiên nhẫn rồi ấy, vậy là rón rén đáp lại tôi thế này: "Anh xem ở cuối giường có cái gì không? Hình như có cái gì kéo chăn tao hay sao ấy. Tao sợ quá nên là chẳng dám ngủ." Ấy, lại cái gì nữa thế? Nghe đến đoạn này kiểu tôi cũng lạnh hết sống lưng luôn, toát hết mồ hôi hột. Tôi ơi, chứ tôi thì đang ngủ ở dưới đất mà lại bảo có con gì kéo kéo. Thế rồi thì Phương Anh lại tiếp lời: "Hay thôi thì anh lên đây nằm cùng với tao đi, ngăn giường ra cũng được. Cứ nằm như thế này tao sợ lắm." Nice. Thôi thì nàng mà có lòng thì tôi có dạ thôi. Còn đây là lần đầu tiên tôi và nàng nằm cạnh nhau luôn, nên là không thể nào tránh được cái phút giây hồi hộp. Mà các bạn biết rồi đấy, hồi hộp thì nó rất là khó ngủ. Khó ngủ thì hai đứa lại nằm nói chuyện rồi trêu đùa nhau. Nhiên thì có một cái khoảnh khắc hai đứa trêu nhau xong, hai mặt đối diện nhau, thì cách nhau đâu đó cỡ vài centimet, mắt chạm mắt. Lúc này thì trong mấy bộ phim tình cảm có rồi thì mình cứ học theo thôi. Tôi và nàng thì cũng trao cho nhau những cái nụ kít sừ khá là cháy. Giữa cái lúc mà cả hai đang rất là nồng nàn, sợ đi quá mức giới hạn, thế là nàng níu tay tôi lại thủ thỉ: "Anh đừng mà, anh giữ cho tao." Ây da, đến đoạn đấy là anh em đã tự tưởng tượng được rồi, hay còn cố gắng cố tình hỏi đểu tôi nữa. Có mỗi cái ác này để kể chuyện cho anh em thôi, bay mất thì lấy gì mà kể. Khi mà nghe được Phương Anh nói là "anh ơi giữ cho em", cùng với lại cái hợp chất hóa học non và nhát gan của tôi, còn chưa kể phản ứng hóa học của người hướng nội như tôi, thế là thôi luôn, tắt hứng luôn, kiềm chế lại hết luôn. Đấy các ông ạ, người đàn ông chân chính thì nó phải như thế, chứ không phải là lúc đấy tôi sợ hãi các kiểu các thứ đâu nha. Nhưng rồi sau đấy thì như thế nào, thì còn như thế nào nữa. Tối hôm đấy thì tôi với Phương Anh ôm nhau ngủ đến sáng luôn. Sáng đó thì cả hai đứa nhìn nhau kiểu rất là ngại ngùng luôn ấy. Tiếp tục đó thì chúng tôi dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học. Hai đứa cứ tíu tai tíu tít như con chim non vậy. Tôi và Phương Anh mở cửa dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi học thì kia, sao xe kia là giống xe của bố Phương Anh thế nhở? Và không phải để chúng tôi đặt câu hỏi hay hoài nghi lâu nữa, bố của Phương Anh đi từ trên xe đi xuống. Thế là thôi rồi, xe tăng đứt xích luôn rồi. Bố của Phương Anh đứng trước mặt hai đứa tôi, mặt lạnh tanh như tiền luôn. Sau đấy rồi nói với hai đứa: "Hôm nay thì hai đứa mày không phải đi học nữa, đi ngay xuống nhà với tao." Nói rồi bố của Phương Anh lên xe đóng cửa cái rầm. Tôi lúc đấy thì cũng chả phải nói chứ, chỉ có cầu nguyện Alaba chát cho qua được cái tội này. Thực tình là tôi với Phương Anh thì cũng đã có cái gì đâu. Còn mặt của Phương Anh lúc đấy thì cũng tối sầm lại. Ngồi đằng sau xe vừa lầm ba lầm bầm: "Quái lạ, sao bố lại biết được nhở? Hay là cái ly nó nói ra nhở? Điên thật đấy." "Thôi bà Phương Anh ơi, bà còn điên với ngộ cái gì? Hôm đấy là tôi lành ít dữ nhiều đây này, ăn một vài cái bạt tai chắc tôi say sầm mặt mày mất." Và tôi mang một cái bụng đầy những ưu tư lo sợ để xuống nhà Phương Anh. Khi mà tôi với Phương Anh đẩy cửa đi vào trong nhà thì bố của Phương Anh đã ngồi ở phòng khách rồi. Khói đen đằng đằng sát khí đã bao trùm lấy ông bố của Phương Anh rồi. Hai đứa tôi rón rén ngồi ra ghế chờ đợi nghe phán xử. Thật chứ lúc đấy cảm giác như kiểu ngồi hầu tòa luôn. Ông bố của Phương Anh nhẹ nhẹ húp chén nước chè đặt xuống rồi nói: "Hai đứa mày biết hôm nay tại sao không được đi học mà phải ngồi đây chưa? Tại sao lại nói dối bố mẹ hả Phương Anh?" Tuy trong việc này là tôi cũng có phần lỗi thật, nhưng mà tính ra thì tôi cũng là cái thành phần mà có tiếng không có miếng mà. Ấy thế cơ mà bây giờ mà lỡ ho he một câu là thôi, xin vĩnh biệt cô. Thế nên là tôi cũng chỉ biết ngồi nghe thôi. Ông bố Phương Anh có hỏi gì thì trả lời nấy một cách thật thà và thật sự là ăn năn. Ấy thế cơ mà trái hẳn lại với tôi, Phương Anh thì nó cứ cãi nhem nhẹm nhem nhẹm. Lúc mà ông bố của Phương Anh hỏi là tại sao lại nói dối bố mẹ thì Phương Anh đáp lại kiểu rất là hờn dỗi luôn: "Thì có gì đâu bố, con xin lỗi, với lại là hai đứa con cũng có cái gì đâu, chẳng vượt quá giới hạn luôn." "Ôi rồi ôi, cô bé của tôi ơi, hai đứa ở cùng một nhà cả một đêm như thế, tuy là không có cái gì thật đấy, nhưng mà ông bố của Phương Anh cũng có vẻ là con nít đâu. Nói ra như thế thì làm sao mà ông bố tin? Các bạn có tin không? Các bạn không tin thì cũng phải tin thôi, vì đó là sự thật mà." Nhưng ông bố của Phương Anh thì hoàn toàn không tin rồi, và bắt đầu nổi giận đùng đùng với cô tiểu thư nhà mình. Tiện đó vung tay lên cho Phương Anh một cái bạt tai như kiểu trời giáng ấy. Trong cái thời khắc đấy tôi thì đang rất là bàng hoàng, còn Phương Anh thì răng môi lẫn lộn nhưng vẫn cố gắng gân cổ lên để mà cãi: "Bố mẹ vô lý lắm, bố mẹ cũng chẳng thương con thì tìm con để làm cái gì? Con có như thế nào thì cũng mặc kệ con cũng chẳng cần bố mẹ quan tâm nữa. Con cũng nói lại để cho bố mẹ biết này, con và anh ấy chưa có một cái gì cả. Còn nếu bố mẹ mà không tin thì có thể đi kiểm tra. Bố mẹ chưa bao giờ tin tưởng con cả, chưa bao giờ."
chưa bao giờ. Nói rồi Phương Anh khóc nấc lên rồi chạy lên trên phòng. Bố của Phương Anh thì ngồi thụt xuống ghế. Không gian trong phòng lúc đấy thì nó tĩnh lặng đến thật khó chịu. Khoảng vài phút thì bố của Phương Anh cất lời: "Bác hỏi cháu lại lần nữa, phải trả lời thật lòng với bác, tối qua hai đứa có cái gì không?" Đối diện với cái ánh mắt soi xét của bố Phương Anh, thế là tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào bố Phương Anh với một ánh mắt rất là kiên định rồi kể tất cả mọi chuyện tối qua. Khi mà tôi rõ ràng rành mạch kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì tình hình có vẻ như đã được cải thiện hơn. Có vẻ như là ẩn sâu trong bố của Phương Anh vẫn đang còn gì đó khá là hoài nghi, nhưng mà tôi cũng muốn chứng minh cho bố của Phương Anh biết rằng tôi và Phương Anh đều có suy nghĩ riêng của mình, chứ không phải là hai đứa trẻ con chưa hiểu chuyện. Sau hôm đấy thì tôi về nhà đi học bình thường. Bố mẹ tôi hình như cũng đã biết chuyện nên là cũng gọi điện khuyên bảo tôi rất nhiều. Mà mấy ngày nay thì Phương Anh không đi học, tôi gọi điện thoại nhắn tin thì cũng đều không được. Tối hôm đó thì tôi rất là vui mừng khi Phương Anh gửi tin nhắn đến, nhưng khi đọc được tin nhắn đó thì tôi như chết lặng trước mọi thứ. Tại sao khi người ta yêu thương nhau lại không đến được với nhau, để rồi sau đó cả hai lại phải khổ đau? Lúc mà tôi nhận được tin nhắn của Phương Anh thì tôi vẫn còn tràn trề hy vọng lắm, chưa nghĩ đến hai câu hát này đâu. Tôi hy vọng ở đây là một tương lai tươi sáng hơn chứ không phải là một hiện tại tốt đẹp. Phương Anh hẹn tôi ra quán ốc mà hai đứa vẫn hay ngồi. Lúc đấy thì tôi đã mở cờ trong bụng vì tưởng là Phương Anh đã giải hòa với bố mẹ và chịu xin lỗi rồi, nhưng điều đó là hoàn toàn không. Khi mà tôi đã đến quán ốc thì Phương Anh đã ngồi ở đấy từ bao giờ. Tôi hớn hở bước vào quán, thay vì khuôn mặt tươi tắn vui vẻ và pha chút tinh nghịch như mọi ngày thì khuôn mặt của Phương Anh hôm nay trông lạnh nhạt và thiếu sức sống đến lạ. Làn da trắng xanh xao cùng khuôn mặt và đôi mắt hơi sưng, đôi môi thì đã phủ qua một lớp son, nhưng cũng không thể nào giấu đi những nếp nẻ khô. Tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi được là những ngày vừa qua tinh thần của Phương Anh nó đã xuống thấp đến những mức nào. Tôi rất thương em nhưng phải cố gắng kìm lại. Mấy ngày nay tao nhắn tin hay gọi điện em đều không nghe máy, tao lo quá. À mà chuyện kia cũng đã ổn thỏa rồi có đúng không? Phương Anh chỉ nhìn tôi gật đầu và không nói gì. Tới sau đó thì Phương Anh ngước mắt lên trên, dường như là cô ấy làm điều đấy để ngăn không cho hai dòng nước mắt được phép rơi. Một chốc lát sau Phương Anh nói với tôi một cách nghẹn ngào: "Tao hôm nay hẹn anh ra đây vì có điều muốn nói với anh. Sắp tới thì tao sẽ không học ở trường nữa, tao sẽ phải bay đến một nơi rất là xa. Mọi thủ tục thì cũng đã gần hoàn tất rồi. 5 ngày tới thì bố mẹ tao sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, sẽ gồm tất cả những anh em, bạn bè, những người thân thích đến để có thể nói lời tạm biệt tao trước khi đi. Lần này đi thì tao cũng chưa biết là sẽ đi đến bao lâu. Nếu anh còn thương tao thì hôm đấy nhớ xuống với tao nhé." Nghe Phương Anh nói đến đó thì tôi chết lặng người. Còn Phương Anh thì òa lên khóc rồi sau đó chạy ra xe ô tô đóng sập cửa lại. Khi tôi toàn đứng dậy để chạy theo thì có một bàn tay lớn níu vai tôi xuống: "Mày đuổi theo nó bây giờ không có ích gì đâu, càng làm nó tổn thương thêm thôi. Cứ ngồi đó đi, anh đưa nó về xong anh ra anh nói chuyện với mày." Nếu như cuộc sống có những niềm vui thì sẽ có những nỗi buồn. Niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ. Nó sẽ hằn sâu vào trái tim của cả hai một vết sẹo chung, và mỗi khi trái gió trở trời thì vết thương đó lại khiến cả hai đau. Những kỷ niệm ngày hôm đấy hằn sâu khiến tôi không thể nào quên. Ngày hôm đấy thì trời đổ mưa, tôi ngồi trong quán ốc mà như người mất hồn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được là sự việc sẽ đến mức này và chúng tôi sẽ phải xa nhau. Mà lúc đi vào quán tôi cũng đi vào vội quá nên là cũng không để ý ở xung quanh. Hôm nay Phương Anh không đi ra bằng xe đạp điện mà được ông Long hộ tống ra. Và cái người mà vỗ vai tôi lúc đấy không ai khác, đấy chính là ông Long. Từ khi nào mà tôi lại bị bố mẹ của Phương Anh thiếu tin tưởng đến như vậy? Tôi ngồi trầm ngâm ở đó được tầm khoảng 15-20 phút thì ông Long ra. Ông Long đi vào, vỗ vai tôi và nói: "Ê, trời mưa lại nhờ, nhậu không cu." Một đứa bản tính không thích nhậu nhẹt như tôi lại đồng ý ngay. Thế là ông Long gọi mấy chai rượu nếp cùng với một bàn đồ nhậu ra. Ông Long rót đầy ly rượu, cầm chén lên và nói: "Anh em mình chén đầu hết đi nhờ, coi như những chuyện trước đây anh em mình bỏ qua, được không?" Mấy cái chuyện đấy thì tôi cũng chẳng để bụng và đã quên từ lâu rồi. Thế nên là anh em cũng khá là vui vẻ, hai chén, ba chén rồi hết nửa chai. Mà tôi cũng không hiểu tại sao tôi rất ghét cái thứ cay đắng này mà hôm nay nó làm tôi dễ chịu đến lạ. Hai anh em ngồi nhậu nhưng mà khuôn mặt tôi thì đượm buồn. Ông Long đã nhìn ra điều đấy và nói với tôi: "Phương Anh thì lúc nãy nó cũng đã nói với mày rồi. Về phần anh thì anh chỉ giải thích thêm cho nó thôi. Anh biết chắc chắn là nó không muốn rời xa mày đâu, nhưng nó làm như vậy vì muốn tốt và muốn bảo vệ cho mày. Mày tin anh đi, thật đấy, lần này nó đi thì không phải là một vài năm đâu, là đi học lâu đấy. Nó sẽ bay sang Đức để du học, nhập quốc tịch Đức và sống cùng với gia đình bà cô, em ruột của bố nó. Và anh cũng khuyên thật là mày đừng có đợi, chị gái nó trước đây cũng yêu thằng bạn thân của anh rồi cũng đi sang du học bên Đức như thế này, thề non hẹn biển các kiểu các thứ rồi cũng có về đâu. Những cái điều vừa rồi là những cái điều mà anh chứng kiến, còn nếu mà mày vẫn không tin ấy thì mày có thể hỏi lại nó. Nếu bạn còn yêu thương người ta thì bạn có đành lòng để chia tay không? Chắc chắn là sẽ có nhiều bạn từng trải sẽ nói là không, không bao giờ. Nhưng mà cuộc sống mà, đâu ai biết trước điều gì đâu, phải không? Sau tối hôm đấy nói chuyện với ông Long xong thì tôi cảm giác như cả thế giới đang quay lưng với tôi vậy. Tình yêu thuở đầu đời thì đang lên những giai đoạn đẹp nhất, gia đình thì lại xảy ra chuyện như vậy. Thì bây giờ động lực ở đâu, niềm hy vọng ở đâu để tôi có thể tiếp tục đây? Vậy là càng ngày tôi càng uể oải, chán nản và như kiểu rơi vào trầm uất vậy. Ngày hôm nay là ngày mà Phương Anh sẽ tổ chức bữa tiệc để chia tay mọi người. Tôi ăn mặc gọn gàng, vuốt tóc và nhìn tươm tất nhất có thể, soi mình ở trong gương và cố gắng gượng cười để có thể giấu đi tất cả những phẫn uất ở trong đầu. Bỗng điện thoại ở trên bàn của tôi vang lên. Là Phương Anh đang gọi đến. Tôi nhấc máy. "Alo, anh à, anh đã chuẩn bị xong chưa? Ra cửa đi, tao đón ở ngoài." Tôi hỏi lại với giọng rất là ngạc nhiên. "Ờ, không phải là em đang bận ở bữa tiệc à, sao lại lên đón tao?" Vậy là Phương Anh nhanh nhẩu đáp lại: "Tiệc ở nhà có nhiều người lo rồi, tao có phải làm gì đâu. Tao lên đón anh là có mục đích khác. Anh nhanh ra đi, tao với anh ra chỗ này." Tôi cũng ù cả cạc rồi mau mau chạy ra cửa. Và chỗ đó ở đâu thì ai cũng biết nhở. Tôi chở Phương Anh ra chỗ bờ đê sông lớn ở ngoại ô, nơi mà tôi đã từng đuổi theo Phương Anh hộc cả hơi, nơi mà Phương Anh đã bộc bạch ra rằng thích tôi từ lâu rồi. Nói chung là đấy chính là nơi mà tình yêu bắt đầu. Tôi với Phương Anh chạy ra đến nơi thì cũng là lúc mà hoàng hôn buông xuống. Chúng tôi ngồi xuống thảm cỏ, Phương Anh nắm lấy tay tôi và nói: "Thời gian trôi nhanh anh nhỉ. Mới hồi nào chúng ta còn ngồi đây mà bây giờ đã gần một năm rồi. Lần đầu tiên ngồi ở đây thì tao đã yêu anh, nhưng sắp tới tao lại phải xa anh. Cơ mà anh cũng đừng buồn nhá, tao sẽ sớm về thôi. Và lúc về thì tao cũng chỉ mong là anh cầu hôn tao ở cái chỗ này thôi." Nói rồi Phương Anh dụi vào người của tôi. Lúc đấy thì tôi mới nhớ lại lời của ông Long rằng là trước đây chị của Phương Anh cũng thề non hẹn biển với một anh trai nào đấy, nhưng lời nói thì gió bay tan biến theo trời theo mây. Bây giờ thì Phương Anh cũng nói như vậy thì liệu tôi có nên tin hay là không? Nhưng thôi, thà hy vọng một chút còn hơn là không có. Khi mà trời buông xuống gần khuất sau dặm núi thì tôi với Phương Anh cũng dắt xe ra về.
Ngồi sau xe thì Phương Anh kể với tôi đủ thứ chuyện, còn tôi thì làm gì có tâm trạng mà nghe. Lòng tôi hiện tại bây giờ nặng trĩu như chỉ vậy. Ngày hôm nay thì bố mẹ của Phương Anh làm một bữa tiệc rất là lớn và mời rất nhiều người. Có tiếng nhạc sập sình, có ánh đèn, có hoa, cả mọi thứ đều rất là trang hoàng và vui nhộn, nhưng tôi thì chẳng cảm thấy vui. Nhưng niềm vui và niềm hy vọng cuối cùng của tôi đã thực sự bị dập tắt khi mà bố của Phương Anh lên tuyên bố lý do của bữa tiệc ngày hôm nay. Có ai lớn đầu học cấp 3 rồi mà vẫn bị mẹ đánh đòn không? Hồi bé mà làm gì sai thì cứ sợ bị mẹ đánh. Đến khi lớn lên mình không nghe lời mẹ, làm việc gì đó sai khiến mẹ rơi nước mắt, thì lúc đấy đau lòng đến cái mức thà là mẹ đánh đòn mình còn hơn. Thì buổi tối hôm đấy sau cái vụ combat lở trời lở đất đấy, thì cuối cùng mẹ cũng gọi cho tôi. Lúc đầu mẹ gọi thì tôi không nghe máy, cơ bản là đang bận chat chít với Phương Anh. Lúc sau thì tôi gọi lại thì đúng là mẹ tôi lở trời long đất mắng tôi một trận. Lúc đấy thì tôi cũng chẳng vừa, cái tính ương bướng ngang ngược lúc đấy cũng gồng lên. Phân bua với mẹ đủ điều để cho mẹ biết rằng việc này tôi cũng không hoàn toàn sai. Hai mẹ con cứ tiếng lớn tiếng nhỏ xong thì tự nhiên mẹ hạ giọng. Mẹ tôi thở dài một cái rồi nói với tôi: "Con này, thời gian này bố mẹ rất xin lỗi vì không ở nhà cùng với con. Bố mẹ không thể nào ngờ được rằng con lại thay đổi nhanh đến như vậy. Con không đánh được người ta thì mặt đỏ như vàng, đánh được người ta thì mặt vàng như nghệ. Con có suy nghĩ được sâu xa rằng cái việc đánh nhau nó chẳng đem lại lợi ích gì không? Còn chưa kể là con bỏ tất cả các buổi học thêm ôn thi. Con đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Bố mẹ không ở nhà không có nghĩa là bố mẹ không biết đâu. Bây giờ bố mẹ nai lưng ra để làm việc để mong con có một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu như mà con không thành người được thì lỗi đấy của bố mẹ nhá." Nói rồi mẹ tôi cúp máy cái rụp. Lúc này thì tôi mới cảm nhận được là để nói ra được những lời đấy với tôi thì mẹ đã phải kìm nén cảm xúc rất là nhiều, vừa thương tôi vừa muốn dạy bảo ban tôi. Lúc đấy thì lòng tôi buồn khôn xiết luôn. Tôi đang trượt dài thường thượt ở trên bàn học thì bỗng nhiên chuông nhà tôi vang lên. Tôi chạy ra mở cửa thì ra là Ly. Hot girl của lớp thì vẫn cái giọng nhẹ nhàng và đầy đầm ấm đấy: "Hello cậu, cậu đã ăn tối chưa? Bố tớ vừa đi công tác về, có một chút quà tớ đem sang xe cho cậu này. Với lại là có một số trong câu tài liệu ôn thi mới tớ không hiểu lắm, cậu chỉ giúp tớ với." Vậy là tôi cũng mở cửa rồi mời Lily vào trong nhà. Mà cũng công nhận là có bố hay đi công tác sướng thật. Nào là bánh quy, mứt nho, sô cô la rồi cả đồ sông khói nữa. Toàn đồ tây xịn không à. Thế là tôi với Lily vừa ngồi ăn vừa giải đề đến 2 tiếng đồng hồ. Xong xuôi đâu đó thì Lily hỏi tôi: "Này, cậu có thích học võ không?" Tôi thì tôi chỉ thích xem mấy bộ phim võ vẽ hài hước của Thành Long thôi, chứ để học võ thì chưa nghĩ đến bao giờ. Lúc này thì Lily tiếp lời: "Hay là cậu đi học võ với tớ đi. Mà võ này là võ của Việt Nam, chủ yếu là rèn luyện sức khỏe này và bảo vệ thân thể nữa. Thôi đi học với tớ đi cho vui, tiện bảo vệ tớ luôn." Thì vậy là tôi còn nên đi hay là không nhở? Ây da, con gái nhà người ta cũng chỉ hỏi tôi là có đi học võ chung không thôi mà. Hà cớ chi 500 anh chị em tính lóng như kem thế. Mới đầu mà nghe Lily nói như vậy thì tôi cũng khá là do dự đấy. Một phần là cũng vì tò mò này, một phần là cũng muốn học võ để cho nó Hawaii, chứ không phải là nể mấy cái lời gạ gẫm của Lily đâu. Ấy thế cơ mà cái cản trở tôi lớn nhất đấy chính là: đầu tiên, tiền đâu mà đi học. Tôi nhớ đợt đấy đi học võ một tháng sẽ phải đóng tầm khoảng 200 cành cây. Cái số tiền mà tôi làm thêm được khi mà nghỉ học buổi chiều thì để thi thoảng tiêu vặt và dành dụm mua con điện thoại cảm ứng mới nữa. Mà xin bố mẹ tôi thì chắc chắn là không được rồi. Vậy nên là tôi chần chờ một lúc rồi đáp lại Lily: "Ừ thì để tớ suy nghĩ thêm đã. Năm nay cuối cấp rồi nên là cũng phải học với ôn nhiều. Với lại là tớ cũng tìm được một công việc làm thêm, dùng tiền để cuối năm mua con điện thoại mới nữa. Nên là..." Chưa kịp để tôi nói hết câu thì Lily chen ngang: "Ơ, cậu đã đi làm thêm rồi cơ á? Người ta chịu nhận cậu à? Cậu làm thêm ở đấy có vui không? Tớ là tớ thích đi trải nghiệm làm thêm trước khi mà ra trường lắm." Nghe Lily nói đến đây thì đầu tôi rất nhiều những cái dấu chấm hỏi luôn ấy. Vui? What the vui? Vui cái gì ở đây? Chạy muốn phọt ga ra từ cái lúc đến làm đến lúc mà ra về. Còn chưa kể là bê đồ ra muộn là còn bị khách nó chửi cho nữa. Thề luôn chứ, vãi cả vui luôn ấy. Thế cơ mà tôi vẫn nhẹ nhàng giải thích cho một tấm chiếu mới cứng 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 như Lily: làm chỗ tớ cũng được, cũng vui, nhưng mà nhân viên part time nên lương thấp lắm, nên là họ tuyển liên tục ấy mà." Nói đến đây thì hai mắt của Lily sáng bừng như hai đèn pha ô tô, lại còn cười sướng như kiểu bố đẻ em bé vậy. Rồi lại còn gọn gàng thu hết sách vở, đồ dùng cho hết vào ba lô trong sự ngỡ ngàng của tôi. Trước khi mà ra về lại còn nhanh nhảu nói với tôi một câu thế này: "Khả năng là tớ sẽ không đi học võ nữa, ngày mai khi mà cậu đi làm ấy thì cậu nhớ gọi tớ nhá. Tớ cũng muốn được trải nghiệm đi làm giống như là cậu." Tôi chỉ kịp đơ người ra và ơ một tiếng vì cái sự việc vừa rồi nó xảy ra quá nhanh và quá nguy hiểm. Làm trải nghiệm gì ở đây? Tôi đi làm kiếm tiền hẳn hoi, đang bí tiền tiêu chết đi được ấy chứ mà nó lại còn đòi đi làm trải nghiệm. Đúng là cái đội nhà giàu rực mỡ. Tôi cũng chỉ nghĩ là nó hứng lên lúc đấy thôi, mai là lại co vòi lại ngay. Ấy thế cơ mà chiều hôm đấy còn chưa để tôi gọi nó thì nó đã đứng trước cửa nhà tôi đợi rồi. "Rồi để xem." Coi thường con gái của chủ tịch đi làm thêm. Và cái kết, nghe Lily nó nói là muốn đi làm thêm cùng với tôi thì tôi cũng chỉ nghĩ là nó đùa thôi, chứ nhà của nó đã giàu nứt đố đổ vách ra rồi, nó còn đi làm nữa thì giàu sập nhà ra. Còn chưa kể là cái công việc mà phục vụ nhà hàng nó rất là vất vả, kiểu con gái mà trắng trẻo lá ngọc cành vàng tiểu thư như nó thì chắc là dăm bữa nửa tháng rồi chạy mất cả dép. Nên là thôi, tôi cũng chẳng khuyên bảo gì hết. Chiều hôm đấy thì vẫn như mọi ngày, tôi dắt con xe đạp của mình để chuẩn bị đi làm. Vừa mới khóa xong được cái cửa nhà thì ôi rồi ôi, tôi kiểu rất là ngạc nhiên luôn đấy, mắt chữ A mồm chữ O: "Ly à, cậu..." Thấy tôi kiểu rất là ngạc nhiên luôn, thế là cái Ly nhanh nhảu đáp lại: "Tớ đây, hôm nay là lần đầu tiên tớ đi xin việc cũng như đi làm thêm, cậu thấy tớ mặc như thế này phù hợp chưa?" Thế là tôi liếc nhìn nó từ trên xuống dưới. "Ây, chẹp chẹp, đúng là người đẹp thì mặc cái gì nó cũng đẹp. Một chiếc quần jean, một chiếc áo sơ mi màu trắng và một đôi giày thể thao, trông khá là tươi trẻ, khỏe khoắn và thu hút đến lạ. Quả này lại khốn khổ mấy anh em nhân viên ở quán không tập trung làm việc được rồi đây." Thấy tôi cứ chần chừ rồi ngồi đơ ra một lúc, thế là cái Ly nó vỗ vai tôi: "Này cậu, chắc là ok rồi nhờ, mình đi thôi. Từ nhà tôi mà ra đến chỗ nhà hàng đó đi cũng phải 7-8 cây số liền." Khi tôi đưa cái Ly vào bên trong gặp chị chủ để phỏng vấn thì cả quán đã xôn xao và nháo nhác hết cả lên. "Ui trời, em này xinh thế nhờ. Dáng đâu mà đẹp thế, da trắng thế, trông chấm 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 thế nhở. Thôi các ông ơi, ngậm mồm lại đi, không nước dãi nó mà rớt xuống thì lại ngập hết nhà hàng bây giờ." Tôi thì cũng chẳng có phản ứng gì, đi thẳng vào trong cất đồ rồi thay đồng phục. Thế là mấy ông nhà bếp mới xuống lại để hỏi tôi: "Ê này cu, người yêu của mày đấy à?" Tôi lúc đấy thì cũng rất là thản nhiên đáp lại thôi: "Không anh, bạn học cùng lớp với em thôi. Mà người ta là lá vàng cảnh ngọc của gai luôn đấy anh ạ. Anh coi chừng như sờ vào là đứt tay luôn đấy."
Nói đến đây thì có một số ông cũng khá là cụt hứng vì kiểu cũng khá là sợ. Em chưa 18. Còn một số ông thì kiểu vẫn đang rất là nở hoa trong lòng luôn ấy. Ở ngoài kia thì buổi phỏng vấn của Lily với chị chủ có vẻ cũng đang khá là suôn sẻ. Từ khoảng 15 phút sau thì nó đi vào thay đồng phục. Ây da, sao lại như thế được ta? Mọi người có biết tại sao mà Lily nó được nhận vào làm ngay sau khi phỏng vấn không? Nhà nó thì tuy là giàu thật nhưng mà cái nhà hàng này không phải là của nhà nó đâu nhá. Mãi lâu sau này tôi hỏi chị chủ thì mới biết được là tuy là Lily nó chưa có kinh nghiệm làm việc ở đâu cả nhưng nó khá là nhanh nhẹn, trung thực và lễ phép. Vậy nên là chị ấy cho nó thử việc một thời gian xem sao. Chả bù cho tôi không có mấy ông anh quen ở xóm thì chắc là còn lâu mới được vào làm. Từ lúc mà có Lily đi làm, hội anh em ở quán vui mừng xốn sang hết cả lên. Cơ mà cũng có một số anh em chưa vợ, tình cảm hơi đi xuống thì phải. Trước thì đúng là kiểu đói lòng chia nhau bát canh chua. Anh em sương máu mà lại thua hot girl lớp mình. Tôi thì tuy đứng ngoài cuộc thật đấy nhưng mà nhiều khi cũng ăn phải đạn lạc. Nhưng mà kể ra thì cũng hay, mỗi tối đi làm về thì lại có cái Ly đi về cùng. Tính ra là về cũng đỡ sợ phết đấy các ông ạ. Hôm đấy trên đường về thì tôi mới hỏi cái Ly là: cậu đi làm thế này thì ông bà ở nhà có biết không? Bố cậu có biết không? Thế là Lily quay sang trả lời tôi một cách tinh nghịch. Xíu nữa thì quên, tớ đang định nhắc cậu cái chuyện này thì cậu lại nói ra: ông bà tớ không biết tớ đi làm đâu, mà biết thì chắc chắn là không cho tớ làm nữa. Vậy nên là cậu giữ bí mật cho tớ nhá. Mỗi lần đi làm thế này tớ hay bảo là tớ đi học thêm hoặc là đi học võ. Lúc về thì rất may là ông bà tớ cũng chẳng soi xét gì. Ui cha, đúng là cái bà này cũng liều thật đấy. Đoạn này thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc là đi học thêm hay đi học võ sao mà đến muộn mới về có đúng không? Thì tôi với cả Lily chỉ làm part time tại nhà hàng 4 đến 5 tiếng thôi mà. Khoảng 4 giờ chiều thì bắt đầu đi, đến 9 giờ 9 rưỡi đã về đến nhà rồi. Nên là ông bà của Lily không nghi thì cũng phải. Mà làm gần Lily thì tôi mới thấy nó có rất là nhiều điểm tích cực luôn. Khá là hoạt bát, nhanh nhẹn và khéo ăn khéo nói. Vậy nên là khách rất là quý nó luôn. Kể từ đó thì tôi và Ly thân nhau và hiểu nhau hơn nhiều. Nhưng mà tôi thì vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không lỡ đến tai và Phương Anh thì lại toi. Đợt này thì cả tôi và Phương Anh đều rất là bận bịu việc học, việc làm. Vậy nên là có rất ít thời gian để nhắn tin hay là gọi điện cho nhau. Nhưng mà thời gian này thì tôi thấy Phương Anh cũng lạ lắm. Phương Anh trang điểm đậm hơn, cái gu thời trang thì cũng khác hơn ở nhà. Rồi chia sẻ những cuộc sống đi ăn đi chơi ở bên đấy nhiều hơn. Anh Phương Anh dần hòa nhập như vậy thì tôi cũng khá là mừng. Vì thời gian đầu xa nhà, nàng hay nhắn tin về kêu buồn rồi nhớ nhà. Nhiều lúc nhớ Phương Anh thì tôi cũng chỉ biết mở trang cá nhân của nàng ra để xem. Nhưng xem nhiều rồi đến một ngày tôi thấy một điểm khá là bất thường. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như bức ảnh đấy của người yêu tôi ở xứ người hoàn toàn bình thường. Nhưng cái điều bất bình thường ở đây mà tôi đã nhìn ra được là cái gì? Nơi mà Phương Anh sinh sống thì có một cộng đồng người Việt cũng ở đấy. Vậy nên là chỉ khoảng đâu đó một tháng thì Phương Anh cũng hòa nhập được. Cái việc mà nhắn tin và gọi điện với nhau ít hơn thì có thể tạm chấp nhận được vì cả hai đứa đều rất là bận học bận làm. Hôm đấy nhà hàng vắng khách thế nên là công việc khá là rảnh, tôi lôi điện thoại ra nghịch. Vừa mở máy ra thì tôi thấy điện thoại tôi thông báo là Phương Anh vừa mới đăng trạng thái mới. Tôi cũng tò mò mở ra xem, hóa ra là ảnh của Phương Anh chụp cùng đám bạn mới quen khi đi picnic cùng với nhau. Công nhận là đứa nào cũng cao to mà đa chủng tộc luôn. Thấy Phương Anh chụp hình cười rất là tươi nên là tôi cũng khá là an lòng. Lúc sau thì tôi mới để ý một số chi tiết, đấy là hình như cái đội này đi đều có đôi có cặp hay sao ấy. Lúc đấy thì tôi mới nghĩ bụng là hay khổ thân Phương Anh thế nhở. Ấy thế mà mấy cái bức ảnh về sau lại khiến tôi không thể nào bình tĩnh được nổi. Ảnh cuối cùng là bức ảnh chụp tất cả mọi người với nhau, lấp ló ở đằng cuối hàng, hình như là Phương Anh đang nắm tay cái thằng cu tóc vàng kia thì phải. Còn cái thằng cu đó thì đang ôm eo Phương Anh rất là tình cảm. Còn chưa kể là chúng nó lại còn đeo vòng đôi với nhau nữa chứ. Lúc đấy thì thôi rồi, ba máu sáu cơn. Tôi chạy sộc ra ngoài gọi ngay cho Phương Anh, gọi liên tục luôn. Rõ ràng là lúc đấy tôi thấy tài khoản của Phương Anh có chấm xanh hoạt động, vậy mà không nghe máy của tôi. Không nào mà đã từng trải qua cái cảm giác này rồi thì mới biết nó điên nó ngộ như thế nào. Vậy là tôi cũng tức cùng khuôn mặt bí dị vào cả buổi làm ngày hôm đấy. Về đến nhà thì tôi lập tức gọi lại cho Phương Anh. Cuối cùng thì Phương Anh cũng đã nhấc máy nhưng mà tôi vẫn thoáng nghe những tiếng ồn ở trong nhà. Tôi vẫn bình tĩnh để hỏi Phương Anh trước mấy câu về học tập cũng như là sức khỏe. Phương Anh trả lời tôi khá là hời hợt và gấp gáp. Lúc này thì tôi không thể nào kiềm chế được bình tĩnh nữa, là tôi vào thẳng chủ đề hỏi về bức ảnh và người con trai trong ảnh đó. Tự nhiên lúc này thì Phương Anh đã hiểu ra chuyện gì đó, bắt đầu trả lời tôi một cách rất là lòng vòng và ậm ừ. Cứ mãi như vậy thì tôi càng cảm thấy ngờ vực và ghen tuông nhiều hơn. Đỉnh điểm của sự khó chịu đấy là tôi cúp máy và không nói thêm gì nữa. Lúc này thì Phương Anh mới gọi lại cho tôi, gọi lại rất nhiều và nhắn tin cho tôi. Nhưng tại sao Phương Anh lại làm như thế? Tôi không thể nào tin vào những gì trước mắt. Tự an ủi lòng mình là Phương Anh không phải là người như vậy và tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ư? Mà làm thế nào đây khi mà tất cả mọi thứ đều đang rất là ngờ vực? Khi mà tất cả các bằng chứng đã rành rành ra đấy thì mọi lời giải thích đều là ngụy biện có đúng không? Thì đấy chính là cái suy nghĩ của tôi sau khi mà nói chuyện xong với Phương Anh. Thậm chí là tôi còn chẳng thèm nhận những cuộc gọi hay là những tin nhắn của Phương Anh sau đó nữa. Vì là còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà thương với nhớ. Tôi thì kiểu ngày nhớ đêm mong người yêu, còn người ta thì đang phè phỡn về mấy thằng giai tóc vàng. Thôi dẹp. Lúc đấy thì đúng là chạm đáy của nỗi đau rồi, còn gì nữa đâu. Đến cả cái niềm hy vọng an ủi duy nhất của mình nó cũng không là của mình nữa rồi. Chán nản thế là tôi bước ra ngoài đi chơi cho nó khuây khỏa. Lúc đấy thì tôi định chạy ra quán net ngồi chơi thâu đêm để quên đi mọi thứ. Ấy vậy khi mà ngồi trước màn hình máy tính như kiểu một thói quen, tôi lại mở mạng xã hội ra. Vậy là tất cả mọi thứ lại hiện ra trước mắt. Nghĩ nó có điên hay không cơ chứ. Vậy là lúc này tôi như kiểu đánh mất bản thân mình, đi ra ngoài quán nhậu ngồi. Ra đây thì lại gặp ngay người quen lâu không gặp. Thằng Vũ vỗ vai tôi rồi kiểu rất là tay bắt mặt mừng. À, cháu lớp trưởng, hôm nay học sinh nghiêm túc cũng ra đây ngồi cơ. Tôi nghiêm mặt lại nói với nó, tao ra đây không phải là để gây sự với mày, tao muốn được yên. Thấy thế thì nó mới hơi hãm lại một chút cái khuôn mặt cợt nhả. Ấy bạn, tôi cũng chỉ hỏi đùa thế thôi chứ không có ý gì đâu. Đây toàn mấy anh em trong đội tầm tuổi cả. Nếu như bạn không ngại thì ngồi đây uống với chúng tôi mấy chai. Tôi thì cũng có một số chuyện muốn nói với bạn. Tôi thấy nó nói bớt mấy kiểu giọng cá khịa cũng như là lời mời thì cũng có vẻ chân thành hơn, thế nên là cũng đồng ý ngồi vào bàn. Chung là ngồi với đội này thì cũng vui
vui phết, làm tôi cũng vơi đi được phần nào. Uống cũng có vẻ ngà ngà rồi, thế là thằng Vũ cầm chai sang ngồi đối diện với tôi. Nó với tôi uống một hơi rồi nó bắt đầu giãi bày. Thời gian đầu thì thật sự là tao rất là ghét và ghen tị với mày, nhưng sau khoảng một thời gian học cùng lớp rồi tiếp xúc với mày thì tao thấy mình xấu tính quá. Nhân đây thì tao muốn nói là xin lỗi mày. Tao thì cũng biết được phần nào câu chuyện của mày thời gian vừa qua. Mày cố gắng lên nhá, rồi sẽ qua thôi. Nói xong thì thằng Vũ vỗ vai tôi an ủi. Lúc này thì tôi đúng là kiểu buồn vui lẫn lộn hai thái cực luôn ấy. Che chén xong xuôi đâu vào đó thì máu của mấy anh em con trai mới lớn bắt đầu mới tăng xông lên. Nó hò nhau tiếp tục đi chơi K3. Tôi thì ngố tẩu ở xứ ra có biết cái gì đâu. Ấy thế cơ mà mấy anh em cùng thằng Vũ nó quý quá nó cứ gọi đi. Vậy là tôi cũng phải nể lắm đấy mới đi theo. Sau khi rời quán nhậu thì tôi cùng nhóm thằng Vũ đi vào quán karaoke hát hò rồi nhảy múa tưng bừng khói lửa đến mức mà tôi không biết là tôi về như thế nào. Sáng ngày hôm sau tôi choàng tỉnh dậy thì ôi thôi chưa rồi, học hành gì nữa. Ây gu, đang định xuống bếp pha gói mì ăn thì Lily gọi đến. Tôi thấy có rất là nhiều bạn hỏi tôi là chứng cứ đã dành ra như thế thì anh chia tay luôn Phương Anh hay chưa. Thực ra là lúc đấy thì tôi cũng có nóng giận thật, nhưng để chia tay ngay một người đã từng rất yêu thì tôi lại không thể nào mà đành lòng dứt khoát được. Lúc mà con người ta giận quá thì thường mất đi cái khôn. Trong cái thời gian mà nóng giận cùng với sự bồng bột, thay vì nói chuyện rõ ràng hay là đính chính việc này với Phương Anh thì tôi lại làm một việc ngu ngốc không thể nào tưởng tượng nổi. Do là tối hôm đấy tôi đi quẩy với đội thằng Vũ về muộn, sáng hôm sau ngủ quên nên là cúp học luôn. Thành ra là tôi lại phải nghĩ cách vẽ ra 72 phép thần lươn để có thể đối phó với sự chất vấn sắp tới của thầy chủ nhiệm và mẹ tôi. Tôi đang loay hoay nghĩ cách cùng với pha gói mì ở dưới bếp ăn cho đỡ đói thì bỗng dưng ở ngoài cửa có tiếng Lily gọi vào nheo nhéo. Hơi, hơi, cậu có ở trong nhà không? Đến đoạn này thì tôi lại phải biến thân thành một nghệ sĩ nhà hát kịch nhân dân này, làm một khuôn mặt ủ rũ cùng với lại cơ thể khá là rệu rã đi ra mở cửa. Chào Ly, cậu sang gọi tớ có gì không? Tôi nhập vai như một diễn viên chính quy thều thào trả lời. Mặc Lily lúc này thì tỏ vẻ rất là hoảng hốt rồi đi lên sờ chán tôi. Sáng nay thì tớ không thấy cậu đi học cũng không thấy báo cáo gì cả. Chán của cậu nóng lắm, hình như là cậu bị ốm rồi đây này. Lúc này thì tôi mới nghĩ ở trong đầu là thì tối qua tôi đi quẩy mà người không mệt sao được? À mà khoan, dừng khoảng chừng 2,5 giây. What the hell gì vậy? Mình cũng chỉ giả vờ ốm thôi mà. Sao Ly nó sờ chán mình xong nó lại bảo ốm được nhở? Kéo mà ốm thật thì lại rách việc. Thế là chẳng nói chẳng rằng Ly nó cũng nhiệt tình dìu dắt tôi vào trong nhà, nhưng cũng phải công nhận là thơm thế, tôi đứng cạnh không thể nào kiềm chế lại nổi. Con thế này chắc tôi phải ngấu nghiến hết cả xương luôn mất. Cái tôi đang nói nãy giờ là hộp đồ ăn mà Lily xách theo mang đến cho tôi. Chứ các ông đang nghĩ cái gì đây? Để tôi ngồi xuống ghế rồi mặt Lily khá là hoảng hốt rồi hỏi tôi. Cậu ốm thế này sao không nhắn tin cho tớ? Cậu chắc là chưa ăn gì đúng không? Tớ mang đồ ăn sang cho cậu đây này. Thế là Lily mở hộp đồ ăn ra, một cái mùi thơm ngất ngây nó lan tỏa khắp cả nhà luôn. Cũng phải công nhận là Ly này nó toàn vẹn thật sự luôn ấy, vừa đẹp người, vừa học giỏi, lại còn đảm đang nữa. Để mà nói thì hết sảy hết lướt chấm luôn. Mà cái quan trọng ở đây ấy là khi mà thấy tôi bị ốm như vậy thì tôi cảm nhận được là nó quan tâm và lo cho tôi thật sự luôn. Từ những ánh mắt này, cử chỉ hay là hành động đều hướng tất cả về tôi. Là đàn ông con trai thì mấy ai không bị gục ngã trước những sự quan tâm đấy đúng không? Chính vì vậy mà tôi đã quyết định một bước đi không thể nào ngờ tới. Liệu rằng trên cuộc đời này còn ông trai thằng nào mà không bị gục ngã trước cái đẹp rồi sự quan tâm ân cần của người con gái trước mặt không? Khả năng cao là bây giờ đã không còn rồi thì ngày xưa lấy đâu ra mà còn. Việc học và gia đình thì đang trong sự chán nản, chuyện tình cảm với người yêu thì đang rơi vào bế tắc và chuẩn bị rạn nứt. Trước mắt tôi thì là một Lily hoàn mỹ và đang rất thật lòng với tôi. Tại sao tôi lại không thử tiến đến một cái mối quan hệ nó rõ ràng hơn nhỉ? Và biết đâu tôi lại chứng minh được cho Phương Anh thấy rằng không phải chỉ mình Phương Anh mới có sức hút mà tôi cũng có, mặc dù là tôi không hút thuốc lá. Thì Phương Anh cũng vậy. Sao tự nhiên nghĩ ra cái câu này nó xàm thế nhỉ? What the hell? Tiếp tục quay lại cái bữa ăn mà tôi ngồi với Lily. Lúc này thì tôi mới hỏi dò Lily một vài câu. Công nhận là cậu nấu ăn ngon thật đấy. Như này thì ai làm người yêu cậu chắc là sướng hết nấc nhở. Lúc này thì tự nhiên hai má của Lily hồng lên, cười tủm tỉm. Bất chợt nhận ra người đấy đã no thính rồi thì mình chỉ có thừa thắng xông lên thôi. Thế là tôi lại tiếp tục hỏi tấn công dồn dập. Mà cậu xinh thế này thì chắc là nhiều người tán lắm nhở. Cậu đã từng có người yêu chưa? Lúc này thì Ly nó mới hơi lưỡng lự một chút và cho tôi một câu trả lời khá là bất ngờ. Trước đây thì tớ cũng đã có người yêu rồi. Cậu ấy theo đuổi tớ rất lâu, từ khi mới bắt đầu học cấp 3. Chúng tớ yêu nhau được tầm khoảng nửa năm. Khi tớ chuyển trường về đây thì tớ chia tay. Nghe Lily nói đến đấy thì tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi không vui rồi. Vì ngày xưa ở chỗ tôi có một định kiến là mấy đứa con gái mà học ở trên thành phố ấy, nó mà lớn sớm, yêu sớm thì nó có nhiều cái hư lắm. Nhưng mà thôi, tạm gác lại cái này đã, điều tra sau. Tôi lại tiếp tục hỏi thêm Lily câu nữa. Thế bây giờ thì cậu có còn đang thích ai không? Câu này thì có vẻ như là Lily nó đã trông đợi từ rất là lâu rồi hay sao ấy. Mà lúc đó thì chỉ có kiểu ngố như tôi mới hỏi câu đó thôi đúng không? Người ta không để ý và thích ông thì người ta có 5 lần 7 lượt quan tâm rồi nấu đồ ăn đem sang cho ông như thế này không mà hỏi câu đấy. Lúc này thì mặt của nó cũng đã đỏ bừng ra rồi, thế là chậm rãi đáp lại tôi. Lúc mới chuyển về đây thì tớ cũng có thích một người, mà từ cái nhìn đầu tiên tớ đã yêu thích và quý mến anh ấy rồi. Lúc này thì tôi chỉ việc dồn con mồi vào chân tường là xong. Wow, ngưỡng mộ người đó thế nhở? Cậu có thể bật mí cho tớ đấy là ai không? Lúc này thì cả căn bếp trở nên tĩnh lặng để chờ câu trả lời của Lily. Không phải nói chứ lúc đấy mặt Ly nó đỏ bừng ra rồi đáp lại tôi. Ôi, tớ ngại lắm, tớ không nói đâu. Tối nay khi mà đi làm về thì tớ sẽ nói cho cậu biết nhé. Chắc là các bạn đang rất là mong chờ về câu trả lời tối nay của Lily có đúng không? Cơ mà các bạn chờ đợi để làm cái gì trong khi kết quả đó đã có ở phần trước rồi. Con gái nhà người ta đã ưng cái bụng rồi nhưng mà vẫn cố gắng kéo dài thời gian làm màu làm mè thế thôi. Mà qua đây thì tôi cũng bật mí luôn cho mấy cái ông FSA lâu năm này. Thì ở phần trước chính là biểu hiện của người con gái thích bạn thật lòng. Quay lại với câu chuyện trưa hôm đấy, sau khi mà cơm nước xong xuôi thì Ly nó về nhà. Còn tôi thì lại lên giường đánh một giấc nữa chiều đi làm. Mà mấy phần vừa rồi mọi người vẫn đang thắc mắc là em trai của tôi đâu đúng không? Vì là bố mẹ tôi thì đi làm xa, tôi thì bận học cuối cấp. Vậy nên là bố mẹ tôi gửi nó về ông bà ngoại cách nhà tôi cỡ 5 cây để ông bà chăm sóc nó tốt hơn đấy mà.
Chiều hôm đó như thường lệ thì Ly nó đi qua nhà gọi tôi đi làm thêm. Mà hôm nay trông nó khác lắm nhá. Trang điểm thì kỹ càng hơn, xịt nước hoa thì thơm nức cả mũi lên. Quần áo và phong cách thì mặc theo đúng cái gu con gái mà tôi thích nữa chứ. Quái nhỉ, biết cả cái gu con gái tôi thích nữa. Nhưng mà cái lạ nữa ở đây đấy là hôm nay hay cười lắm nhá. Từ cái lúc đi làm đến lúc mà làm ở trong nhà hàng, cứ lâu lâu lại nhìn tôi khẽ cười. Công nhận là thính của tôi hiệu nghiệm ngang với lại bột phép thuật của phù thủy ấy nhở. Thả phát dính ngay, chết dở. Mà hôm nay Ly nó đi làm không giống như mọi ngày, không hề chú tâm vào công việc. Cứ lâu lâu lại nhìn lên trên đồng hồ. Lúc chuẩn bị tan làm lại còn đi vào trong nhà vệ sinh. Mãi lúc sau mới ra. Sau đó thì hai đứa tôi ra nhà xe lấy xe ra về. Lúc này thì Ly nó nói với tôi, tự dưng tớ thèm nước dừa quá, tớ với cậu ra bờ hồ uống nước dừa đi. Ra bờ hồ mà uống nước dừa là có biến rồi đây này. Vì cái bờ hồ này ở chỗ tôi ngày xưa ấy, nếu không phải là cặp đôi yêu nhau ra đây hú hí thì không ai rảnh hơi chạy ra đây để ăn cơm chó cả. Mà nước dừa với nước xấu ở chỗ tôi thì anywhere chỗ nào cũng bán, đâu phải nhất thiết là phải đi ra bờ hồ. Nhưng mà thôi, người ta có lòng mà, mình có dạ. Ta đến đấy thì hai đứa cũng tìm được một chỗ ngồi cũng khá là chill, hướng thẳng ra hồ và bên kia thành phố. Và vẫn đúng như quy trình là hai đứa order nước dừa và hưởng dưỡng ra. Với bèn lẹn cắn hưởng dưỡng và nói chuyện, cải khống Jani nó thật là đầm ấm và lãng mạn. Cho đến khi là những cái cặp đôi bên cạnh nó phát ra tiếng ồn, cái tiếng chụt chụt ngày càng gần và ngày càng to. Và để bản thân không bị nạc nõng giữa đám đông, ta tôi liền đánh bạo một quả, nhất ăn cả. Hai là yêu thì yêu mà không yêu thì trả dép bố về. Tôi lò dò đưa tay sang nắm lấy tay Lily và chúng giải độc đắc luôn, không hề kháng cự. Và như được tăng thêm chi viện, tôi lại mạnh dạn tiến tới. Tôi sẽ hỏi các bạn một câu cực kỳ đơn giản luôn nhá. Như thế nào thì được gọi là cắm sừng? Thì mình cứ vào tủ lạnh lấy cặp sừng trong đấy ra, cắm vào đầu một ai đấy, thế là được gọi là cắm sừng. Thì đấy mới là đúng cách nha. Chứ nhiều bạn lại nhận xét là tôi đang cắm sừng Phương Anh. Nói trêu vậy thôi chứ, người ta ở phương xa ăn chả thì tôi cũng phải được miếng nem chứ. Kém miếng thì sao mà chịu được, đúng không? Thì sau cái nắm tay bên hồ đấy với Lily thì tạm coi như là mối quan hệ đấy được hình thành. Nhưng tại sao mà ở bên Lily thì tôi không có cảm giác như ở bên Phương Anh đâu nhá. Mà lúc đấy thì tôi cũng chỉ nghĩ là thì mới mà. Thế sau này thì mới đậm sâu được. Còn về phần của Phương Anh thì tôi chặn hết tất cả mọi thông tin liên lạc. Để làm đúng như câu hát, thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Đến đoạn này thì những cái bạn mà đã từng ngưỡng mộ tình yêu của tôi với Phương Anh sẽ cảm thấy rất là khó chịu với cách hành xử của tôi, đúng không? Tại vì sao tôi lại biết điều đấy? Vì ngày đó khi mà cả lớp biết tin là tôi với Lily yêu nhau thì có rất là nhiều đứa tỏ ra không vui và phẫn nộ, nhất là cái đám ngày xưa mà chơi thân với Phương Anh. Nhưng mà tôi cũng kệ, trách sao được họ đây? Họ coi tôi là kẻ bội bạc vì người yêu vừa mới đi được một thời gian mà đã có người yêu mới rồi. Nhưng mà chúng nó thì đâu có biết rằng ở cái chân trời kia Phương Anh đã làm cái gì. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhưng kỳ thi cuối cùng quyết định thành bại của 12 năm học bắt đầu. Thì như đã nói từ trước, tôi không suy nghĩ quá nhiều về kỳ thi đại học lần này. Mà thời của chúng tôi thì phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong sau đó mới thi đại học được, chứ chưa gộp chung lại như mấy năm về đây đâu. Thì sau khi mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong thì chúng tôi có tầm khoảng 1 đến 2 ngày để nghỉ xả hơi. Tôi hôm đó sau khi mà cơm nước xong xuôi thì tôi gọi cho Lily. Alo, tối nay thì em có muốn đi ăn sữa chua, tôi ra hồ đi đạp vịt một lúc cho nó mát không? Thế là từ đầu dây bên kia Lily rất là thích thú rồi đáp lại tôi. Có chứ ạ, em cũng muốn ra ngoài đi chơi cho nó khuây khỏa. Mấy ngày nay cứ ở nhà giải đề nhiều, em muốn bung hết cả đầu. Với lại là em cũng nhớ anh nữa. Hẹn anh 30 phút nữa em đi qua nhà rồi mình đi nhá. Tôi đồng ý với cái tâm thế khá là mát lòng mát dạ. Đúng thời gian thì Lily sang nhà tôi rồi hai đứa xuất phát, thuê một con vịt rồi sau đó đạp ra giữa hồ. Ra đến đây thì hai đứa đùa nhau rồi nói đủ chuyện trên đời. Rồi dần dần Lily ngồi sát cạnh tôi, cầm tay ghé vào vai của tôi rồi thủ thỉ, anh này, anh có yêu em không? Câu hỏi này của Lily đã khiến tôi rơi vào thế bị động vì tôi chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi này. Lady and gentlemen, tôi đã có một cái thắc mắc từ tối qua đến giờ đang cần mọi người giải đáp đây. Tại sao mà khi tôi nói đưa Lily đi đạp vịt với ăn sữa chua mọi người lại cười? Ủa, nó rất bình thường mà ta. Có ai hiểu là những người đấy đang cười cái gì không? Nói cho tôi biết phát. Thank you very much. Và tiếp tục là cái công cuộc đạp vịt của tôi và Lily ở giữa hồ. Khi mà Lily hỏi tôi là anh có yêu em không như thế thì tôi mới bắt đầu chần chừ. Nhưng thay vì bị cái ánh mắt long lanh chờ đợi của Lily làm cho rén thì tôi đã có kinh nghiệm từ trước rồi nên là phải action ngay. Tôi dùng ánh mắt thật là trìu mến rồi nhìn thẳng vào Lily và dần dần cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn thật là ngọt ngào. Đến đoạn này thì mấy ông FA đã cảm thấy khoái khoái chảy nước miếng chưa? Lúc đấy thì Lily nó nhắm mắt lại rồi đắm chìm trong cái nụ hôn đấy luôn. Cơ mà cảm nhận của tôi lúc đấy nó lại hoàn toàn khác. Tại sao mà tôi lại không cảm nhận thấy điều đấy nhở? Cho dù là người đối diện với tôi, Lily đang rất là thật lòng. Sau khi mà những cái khúc cua tình yêu màu hồng nó đã xong thì mặt của Lily đỏ bừng ra. Tôi có thể đoán chắc được luôn đây là lần đầu bà ta được hôn. Khoái khoái. Sau đấy thì Lily ôm chầm lấy tôi rồi giúp vào ngực thỏ thẻ. Anh ấy đúng là cái đồ xấu xa, cướp đi cái nụ hôn đầu tiên của em. Nhưng mà em cảm thấy rất là hạnh phúc vì đây ấy là tất cả những cái gì em mong đợi từ rất là lâu rồi. Nghe người yêu nó nói như thế mà ông nào không cảm thấy lâng lâng nó mới lạ đấy. Ngồi đấy được thêm khoảng 15-20 phút thì tôi với Lily quay về bờ. Trên bờ thì chúng tôi tìm đại một quán kem sữa chua ở gần bờ để ngồi ăn. Hai chúng tôi đang vui vẻ ngồi ăn nói chuyện rồi đùa nhau thì có một nhóm khoảng 10 người đều tầm tuổi chúng tôi đi vào. Trong cái nhóm đấy thì có một đứa là bạn thân ở gần nhà của Phương Anh. Nó nhìn tôi một lúc chần chừ định nói gì đấy rồi lại thôi. Nên là tôi cũng cứ chào hỏi bình thường theo phép lịch sự thôi. Nó chần chừ thêm một lúc nữa rồi gọi tôi ra ngoài. Ra đến bên ngoài tôi còn tưởng nó gây sự rồi gầm thét với tôi cơ. Nhưng không, nó chỉ ngắn gọn nói với tôi thế này. Xin lỗi đã làm phiền hai cậu. Vì cậu đã chặn hết mọi thông tin rồi, vậy nên là Phương Anh không thể liên lạc được. Vậy nên là nó gửi lời rồi nhờ tớ gửi đến cho cậu. Nó chúc cho cậu hạnh phúc. Ta hy vọng một ngày nào đó cậu bớt chút thời gian để check email nó gửi cho cậu. Nghe xong tất cả những lời này thì tôi tự nhiên cảm thấy nó rất là hỗn độn, thậm chí là còn cảm thấy hơi buồn và nhói đau ở lồng ngực nữa. Nhưng tại sao tôi lại có cái cảm giác như thế?
con người ta tính ra cũng lạ lắm nhá. Ở bên người mới thì chẳng cảm thấy vui, trong khoảnh khắc khi nhắc tới người cũ lại cảm thấy nhói lồng ngực. Nhưng mà những cái câu nói ấy của bạn thân Phương Anh cũng không khiến tôi để tâm lâu, vì tôi lúc đấy cũng khá là bảo thủ và hiếu thắng, vậy nên nhất quyết là không nhân nhượng. Còn về cái email mà Phương Anh gửi thì cũng dần bị tôi lãng quên vì cái sự bận bịu và vô tâm của chính mình. Sau khi thi đại học xong thì chúng tôi có khoảng một tháng để nghỉ xả hơi và chờ kết quả, sau đó thì chuẩn bị khăn gói để lên trường đại học. Cái thời gian này thì chúng tôi ăn mừng khá là nhiều, ngày nào cũng liên hoan. Có đứa thì nhận được kết quả đậu đại học sớm, có đứa thì lại chuẩn bị nhập ngũ, có đứa lại chuẩn bị ra nước ngoài đi du học hoặc là xuất khẩu lao động. Ây da, đâm ra là ngày nào cũng no say. Hôm đó đang ngồi ở nhà chơi game thì đứa lớp phó học tập gọi cho tôi. Alo, mày à, tao biết điểm thi đại học và đậu rồi. Chiều tối nay mày qua nhà tao rồi ăn liên hoan nhá. Tôi thì cũng ù ù cà cà rồi để máy xuống. Được khoảng 10-15 phút sau thì lại sáng đèn, tin nhắn của Lily đến. Anh ơi, chiều tối nay trước khi mà qua nhà Thủy lớp phó ăn liên hoan thì anh nhớ qua nhà và đón em nhá. Em đợi anh. Tôi lúc đấy thì cũng chả suy nghĩ gì nhiều, đang bận trận game nên cũng chỉ nhắn ok rồi vứt máy đấy. Lúc chuẩn bị đi thì tôi mới chợt nhớ ra là con xe đạp địa hình của mình không có yên sau để ngồi. Trước đây mà đèo Phương Anh đi chơi thì toàn đi bằng xe đạp điện của Phương Anh thôi. Đang loay hoay không biết giải quyết nó như thế nào, tôi còn định gọi cho Lily và lời thú tội của Adam rằng là xe của tôi không đi hai người được. Lúc mở điện thoại ra thì tôi lại thấy một tin nhắn nữa của Lily đã gửi từ trước đó. Đến lúc này thì tôi mới biết là Lily là một đứa quan sát cực kỳ tốt, lại còn chu đáo và ân cần nữa. Thì nội dung của tin nhắn là thế này: à mà anh đã lấy được bằng lái xe máy rồi có đúng không? Vậy thì chiều anh qua nhà em lấy xe máy rồi anh chở em đi nhá. Với lại là xe đạp của anh cũng chỉ đi được mình anh thôi mà, và em mặc váy ngồi cũng sẽ tiện hơn. Em cũng chuẩn bị mũ bảo hiểm cho cả hai đứa rồi nhá. Đấy, mọi người thấy không, quá ư chi là chim ưng luôn. Sau đó tôi thay đồ rồi qua nhà đón Lily. Nhà cái đứa lớp phó kia thì cũng không cách nhà chúng tôi xa lắm, cỡ 3 cây rưỡi. Ngồi ở đằng sau thì Lily vòng tay qua eo ôm lấy tôi. Lúc này bất chợt thì tôi lại cảm thấy đỏ mặt các ông ạ, vì tự dưng sát lá cả quá nhanh chóng, đâm ra là tôi cũng khá là bất ngờ. Còn tự nhiên tại sao lại đỏ mặt và bất ngờ thì thôi anh em tự hiểu nhá. Tôi đó thì cũng khá là vui và thoải mái, vậy nên là xong tăng một đứa nào cũng choáng hết rồi. Nhưng phải đến cái lúc mà đi tăng hai giày đầm với hát hò thì mới bắt đầu có biến. Thú thật với lòng mình đi, bạn có thích hóng drama hay không? Mấy ai đã đủ hết cái sự hiếu kỳ mà trả lời không đúng không? Mà cái biến sau đây cùng với Lily cũng chỉ là cái gì bé tí ti thôi. Hôm đấy sau khi mà hết tăng một liên hoan xong thì cả nhóm ở đấy đứa nào cũng có men trong người rồi nên rất là máu mủ. Thế là cả nhóm quyết định đi dậy đầm và hát hò cho nó banh nóc lên. Cho dù là lúc đấy ở trong nhóm có đứa say méo hết cả mồm, méo hết cả giọng đi rồi, và cái hội chuẩn đấy thì có cả Lily luôn. Mà cái trò đời đi hát hò thì mọi người biết rồi đấy, đủ mọi các trò con bò luôn. Ấy thế cơ mà lúc đấy thì chúng tôi vẫn còn là học sinh, con trẻ con khỏe, thế nên là không cần nhờ mấy chị bấm bài hộ cũng như là không sử dụng mấy cái thứ lăng nhăng. Với lại trong nhóm cũng khá là nhiều con gái, vậy nên là chỉ gọi thêm vài thùng bia thôi. Đang nhảy múa hát hò được một lúc thì Lily chạy ra chỗ tôi. Anh đưa em ra nhà vệ sinh một chút được không? Em thấy khó chịu quá. Thôi rồi, đến cái đoạn này thì chắc chắn là Liverpool gặp Arsenal rồi. Tôi cầm theo cả mấy gói giấy ướt nữa rồi đưa Lily ra nhà vệ sinh. Sau khoảng 15 phút đánh vật trong đó cùng với biểu diễn bài hát để em say, thì Lily đi ra ngoài và hát. Làm tí nhạc cho nó sinh động thế thôi chứ, má say díu hết cả mắt rồi. Đi ra thì loạng choạng, mặt thì xanh đét. Thế là tôi đưa Lily ra ghế sofa ở chỗ Lê Tân ngồi cho đỡ say và đợi mọi người. Lúc này kể ra đưa ra ngoài vỉa hè nằm cũng chẳng biết, người thì mềm nhũn nằm trên ghế sofa. Ấy thế mà trong tay vẫn khư khư cầm cái điện thoại. Kể ra lúc này tôi cũng không muốn đi quá sâu vào đời tư của người yêu, nhưng vì khá là tò mò nên là tôi mở điện thoại của Lily ra xem. Thế nên thì là ảnh của tôi với Lily hôm chụp kỷ yếu chung với nhau. Ôi trời, cũng tình cảm phết đấy chứ nhở. Mà điện thoại của Lily thì lại có mật khẩu mà tôi lại không biết mật khẩu đấy. Thế là lúc đấy tôi gõ thử ngày tháng năm sinh của Lily, nhưng mà không đúng, thế là tôi tính thử cái cuối cùng. Nếu không được nữa thì thôi. Không hiểu lúc đấy tôi nghĩ gì mà cảm thấy tự tin vãi, nhập luôn ngày tháng năm sinh của tôi vào đấy. Ấy thế mà bất ngờ xảy ra, đúng 100%, thật không thể nào tin nổi. Lúc này thì không phải là cảm giác được yêu thương ngập tràn, mà tôi lại cảm thấy áy náy ở trong lòng các ông ạ, vì bỗng dưng tôi thấy mình hời hợt với tình yêu của Lily quá. Lúc sau thì mọi người ra thanh toán rồi tất cả ra về. Về đến nhà Ly thì tôi gặp ông của Ly đang ngồi, sau đó thì hai ông cháu lại ngồi nói chuyện với nhau. Người ta thì rất hay nói là rượu vào thì lời ra. Ấy thế cơ mà tôi với ông của Lily thì lại không hề cần những cái điều đấy. Hôm đó sau khi mà tôi đưa Lily về để cho cô ấy chăn ấm đệm êm xong thì tôi nán lại ngồi ở dưới nhà nói chuyện với ông. Câu chuyện của hai ông cháu thì cũng bình thường thôi, chủ yếu là những câu hỏi thăm. Bất chợt thì ông của Ly hỏi về cái tình hình học tập và đợt thi cử vừa rồi của tôi. Tôi thì ngại quá chẳng biết trả lời như thế nào nên cũng chỉ gãi đầu và trả lời vòng vo. Ông cũng nhìn ra cái sự ngại ngùng của tôi, thế là chuyển sang câu chuyện của Ly. Thôi không sao đâu cháu, học tài thi phận mà. Đợt vừa rồi thì cái Ly nó may mắn hơn, nó được học bổng của hai trường đại học đấy. Một là cái học bổng của trường bên Hàn Quốc, còn một cái là học bổng của trường đại học quốc gia. Trước đây thì nó hay nói với ông là nó muốn được sang Hàn Quốc du học và sau đó là sang Mỹ để thực hiện ước mơ thạc sĩ và tiến sĩ. Nhưng lần này thì nó lại chọn học bổng của một trường đại học trong nước. Ông hỏi thì nó lại không nói gì với ông, nó chỉ cười cười và nói là sau này ông sẽ hiểu tại sao thôi. Nghe ông của Ly nói đến đây thì tôi cũng cảm thấy hơi chạnh lòng một chút. Người ta thì có trường này trường kia, học bổng này học bổng kia, còn tôi thì còn chưa biết tương lai như thế nào nữa. Đang ẩn sâu trong những cái suy nghĩ thì ông của Ly lại cất lời. Ông hỏi cháu điều này nhá, hãy trả lời thành thật với ông, hai đứa đang yêu nhau phải không? Khi mà nghe ông của Ly nói đến đây tôi như kiểu gà mắc thóc. Nhưng mà sao ông biết được ạ? Ông chỉ cười khà lên một tiếng rồi đáp lại lời tôi. Bây giờ thì ông nghỉ hưu rồi, nhưng mà ngày xưa ông là công an trinh sát đấy. Với lại Ly từ bé đến lớn nó rất là thân và thương ông, vậy nên là tất cả những cái biểu hiện khác thường của nó ông đều nhận ra được mà. Thấy mà tôi đang kiểu vẫn rất là nghi hoặc, thế là ông lại tiếp lời. Ô kìa, cái thằng cu này nó lại không tin ông rồi. Sẽ kể cho nghe một vài ví dụ thế này nhá. Thời gian này ông thấy Ly nó chăm chút đến ngoại hình nhiều hơn, dùng điện thoại thì cũng nhiều hơn, khi mà nấu ăn này, rửa bát này, lại còn hay cười một mình nữa. Còn về cái phần tiểu lượng ấy mà thì nó uống khá là tốt đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ uống say xỉn đến như hôm nay đâu, trừ khi bên cạnh nó
là những người thân thiết trong gia đình hoặc là người nó cực kỳ tin tưởng. Ông nói đến đây thì chắc là đủ rồi nhờ. Rồi ông lại cười khà khà lên rất là sảng khoái. Với một người con gái mà hết lòng với mình như vậy thì tôi có nên mở lòng hay không? Nếu cuộc sống của mỗi chúng ta mà cứ phẳng lặng như mặt biển thì rồi một ngày nào đó cơn bão biển sẽ ập đến và phá tan tất cả sự phẳng lặng đấy. Bạn bè thì đang lần lượt đậu trường này trường kia, có lúc đấy thì tôi lại đang nghĩ mình có nên đi học đại học hay không. Với nguyện vọng một thì tôi thiếu 0,5 điểm và trượt luôn, nhưng còn với các trường đại học khác khi xét điểm thì tôi vào thẳng. Nhưng lúc đấy thì tôi mới bắt đầu hoài nghi chính mình có nên đi học hay là không. Tối hôm đấy thì tôi với Lily cũng đi chơi rồi ngồi uống nước với nhau. Vừa rồi thì bà ta lên trên thủ đô cùng với bố để đi tìm nhà trọ, cũng như là được gia đình sắm cho rất là nhiều thứ cùng với con xe máy mới toanh. Thế hôm nay hai đứa đi chơi cùng nhau mà tôi cứ buồn, thế là Lily hỏi tôi, người ta vẫn hay nói là học tài thi phận mà, anh cũng đừng buồn nữa nhá. Thôi thì nguyện vọng 1 không đậu thì anh chọn nguyện vọng 2 đi. À, anh cố gắng chọn trường nào càng gần trường em càng tốt nhá. Nói rồi Lily nhìn tôi bẽn lẽn cười. Tôi thì cũng đang rất là rối trí nên là cũng chẳng biết đáp lại như thế nào. Anh nhẹ nhàng cười rồi nói với Lily, "Ừ, anh cũng sẽ suy nghĩ về cái nguyện vọng 2, mà em ở phòng trọ trên đấy một mình hay là ở với ai?" Lúc này thì mặt của Lily tinh nghịch trả lời lại tôi, "Tạm thời thì bây giờ ở đấy em ở một mình thôi. Vì lỡ mà em ở với một bạn nữ nữa, khi mà anh rảnh anh qua chơi với em thì anh sẽ ngại lắm. Chưa kể là có người lỡ đòi ở lại đấy qua đêm thì sao? Ai mà biết được, anh nhỉ?" Hì. Lúc này thì trông mặt của Lily trông ma giáo dã man. Lily hay đùa như thế nên tôi cũng cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng hơn. Nhưng thực sự trong thâm tâm thì tôi vẫn cảm thấy rất là rối trí. Giờ mà lên mấy trường đấy đi học thì cũng được đấy, vừa được ở gần người yêu lại đúng cái chuyên ngành mình thích, thì như thế thì còn gì bằng, có đúng không? Nhưng mà cái chính ở đây đấy là money, muốn ra thành phố đi học thì phải cần rất nhiều money. Càng nghĩ thì lại càng buồn hơn. Bố mẹ thì cũng gọi về động viên cho tôi là thôi con cứ đi học đi, bố mẹ sẽ cố gắng lo được. Bây giờ tôi là người hiểu hơn ai hết kinh tế gia đình đã khó khăn hơn như thế nào. Cái khoản tôi đi học đại học nữa thì không biết bố mẹ tôi làm đến khi nào mới trả hết nợ. Tôi thì tôi cũng nghĩ là mang con xe đạp của mình ra vừa học vừa đi làm, cơ mà nó cũng chẳng khả thi lắm tại vì cái ngành tôi học thì cũng kín mít luôn. Đang rất đau đầu và buồn rầu thì tôi nhận được cuộc điện thoại của ông em họ. Chính cái cuộc điện thoại này đã thay đổi rất là nhiều thứ, không những là tương lai sự nghiệp của tôi mà thay đổi cả chuyện tình giữa tôi, Phương Anh và Lily. Cuộc gọi đó nó như thế nào mà có thể thay đổi được cuộc tình của ba người đến vậy? Chính xác ấy thì cái cuộc gọi đấy cũng chỉ là cuộc gọi bình thường thôi. Chuyện là tôi có một ông em họ làm ở bên hướng nghiệp của một trung tâm chuyên đào tạo về ngành nhà hàng, du lịch và khách sạn. Đến mùa này thì hay tuyển những cái nhân sự đủ 18 tuổi, yêu thích những cái công việc liên quan đến dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vào trung tâm của họ học, sau đó rồi sẽ hướng nghiệp cho họ. Khổ nỗi là ba đời nhà tôi có ai làm ngành đấy đâu, nên đâm ra là cũng khá là mơ hồ. Mà tôi nghe nói là cái ngành này nó cũng khá là trẻ trung, năng động, cũng như là sẽ rèn luyện được cho các bạn trẻ rất là nhiều tính tốt, và làm lại còn rất là nhiều tiền nữa chứ. Tôi nghe vậy thì cũng khá là chim ưng, cũng xuôi xuôi. Đời người có bao nhiêu đâu, thử một lần cho biết đấy thì cũng là một công việc chính đáng mà. Thế là tôi liền bảo ông em họ gửi thông tin để tôi làm hồ sơ ứng tuyển, cũng chẳng biết là vô tình hay là định mệnh nữa. Thế là ông em tôi bảo là, anh ơi vì thông tin nó dài lắm thế nên là em gửi qua mail nhé. Thì tôi cũng rất là thật thà thôi, tôi bảo ok. Đến cái đoạn này thì cũng có rất là nhiều bạn cũng đang mong đợi lắm rồi đúng không? Tạm thời thì tôi gọi mấy cái bạn đấy là fan của Phương Anh đi. Mà nói thì cũng đúng thôi, đọc cả cái mail, chẳng lẽ cái mail của Phương Anh gửi lại không đọc? Chính xác là khi mà tôi lấy thông tin của bên trung tâm kia xong là tôi định không đọc đâu đấy. Lần trước là do tôi bận nhiều việc nên là tôi quên thật. Còn lần này đã đập vào mắt rồi, đập luôn vào tâm trí rồi thì quên, chấm hỏi, quên thì quái nào được. Ấy thế cơ mà tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng hơi bị nhiều sau đấy rồi mới đọc cái mail đấy. Nói chung đây là một cái mail nó dài dằng dặc như cái bằng bạc. Đoạn đầu thì nó cũng khá là mùi mẫn, nào là kỷ niệm của đôi ta này, chúng ta bắt đầu như thế nào này, rồi thì trải qua sóng gió vui buồn ra sao này, nói chung là rất dài, vân vân và mây mưa. Đến cái đoạn này thì là cái đoạn mà rất là nhiều người mong đợi luôn. Túm cái quần lại cho mọi người dễ hiểu thì nó là thế này, anh à, nghe tin anh cùng Lily hạnh phúc thì em cũng rất là vui mừng cho anh, nhưng thực sự là trong lòng em chỉ nói vậy thôi. Ừ, con tim của em bây giờ đau lắm anh ạ, anh sẽ là người đi suốt mãi trong ký ức của em sẽ không bao giờ quên được điều đấy. Nhưng mà anh ơi, em muốn anh hiểu em điều này, anh mà tiếp tục hiểu lầm em nữa thì tội em lắm anh ạ. Những gì mà anh từng nghe hay nhìn thấy, xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Thật sự là bên này thì em không có gì cả và em chỉ yêu anh thôi. Trong mail thì Phương Anh gửi cho tôi dài hơn, túm gọn lại ý nghĩa là như thế. Và ở cuối mail Phương Anh còn gửi tôi một số bức ảnh, và trong mỗi bức ảnh thì đều ghi chú rất rõ ràng. Đôi khi cái sự vô tâm của một người nó còn lạnh lùng và dữ dội hơn là một cái tát đau điếng vậy. Và cái sự vô tâm đấy không tự nhiên sinh ra mà cũng chẳng tự nhiên mất đi, nó chỉ đang tự chuyển từ bản thân tôi sang chính tôi mà thôi. Mọi người vẫn đang thắc mắc là trong những bức ảnh đấy ghi chú những gì, và trong những bức ảnh ấy thì có những ai, thì xin thưa với mọi người, những bức ảnh đấy là những lời giải thích của Phương Anh, nó giải quyết tất cả những cái hiểu lầm của tôi với cô ấy. Nếu như Phương Anh giải thích với tôi là cái thằng cu tóc vàng mà hôm nắm tay em ấy thì nó chỉ là bạn của em thôi ấy, nếu mà Phương Anh giải thích như thế thì liệu các ông có tin không? Tin á, tin cái quần que thế nào được. Nhưng mà khổ nỗi cái là Phương Anh nó đã quá hiểu tôi rồi, nhẹ và chậm rãi giải thích cho tôi từng chi tiết bất thường một, và kết quả cuối cùng là Phương Anh vô tội, và cái thằng cu áo vàng kia thì nó không phải là thằng cu, nó là trụy 100% luôn. Thì cũng logic đấy, nhưng mà để mà thuyết phục được tôi tin 100% thì cái chỗ đó cũng chẳng bỏ bèn gì. Nhưng đến đoạn cuối cùng 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 thì Phương Anh mới tung ra một đòn sát thương chí mạng. Trong cái dòng cuối cùng của đoạn mail, Phương Anh viết thế này: những gì cần nói em đã nói với anh rồi, những gì mà cần phải gửi ấy thì em cũng đã gửi cho anh rồi. Tất cả mọi chuyện và cuộc sống ở đây em có thể cam đoan với anh rằng đó là hoàn toàn đúng sự thật những gì em nói. Trái tim lạnh lẽo của em ở xứ người luôn hướng về nơi anh. Bất giác một ngày nào đó anh nghĩ
ra mọi chuyện, rồi cảm thấy tim đau nhói mỗi khi nghĩ về em. Thì em vẫn ở đó, hướng về nơi anh. Em vẫn muốn chờ anh và nói rằng em yêu anh. Đọc được hết đoạn này thì đúng như là Phương Anh đã đánh vào chúng nội tâm đang trống rỗng của tôi thời gian này vậy. Nếu đúng như là tôi đã giận và ghen Phương Anh một cách vô cớ, tôi còn chưa kể đến với Lily thời gian đó, thì thực sự là tôi sai rồi. Sai quá là nhiều luôn rồi. Một đứa con trai nhưng tính cách thì quá trẻ con, một kẻ bội bạc không hề suy nghĩ chín chắn. Liệu rằng tôi còn xứng đáng với Phương Anh nữa hay không? Đang cảm thấy rất là mệt mỏi và chán nản hơn bao giờ hết, và cũng đang không biết là sẽ bắt đầu xin lỗi Phương Anh từ đâu. Rồi còn Lily nữa thì sẽ phải giải quyết như thế nào? Và được cái là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Lily đang ú ớ gọi tôi ngoài cửa. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn ứng dụng X-Guan. Ứng dụng này vừa có thể chơi game, vừa có thể kiếm được tiền hot nhất năm 2024. Đây là số tiền mình kiếm được sau 2 ngày chơi trên app. Trong X-Guan bạn có thể kiếm tiền bằng cách chơi game. Hiện tại, có 2 game kiếm tiền cực kỳ nhanh và tỷ lệ thắng cao, đó là game vua thoát hiểm và chạy đua tốc độ. Trong game vua thoát hiểm, chỉ cần chọn phòng để trốn sát thủ, mẹo để thắng là xem kết quả của các vòng trước, và vào phòng mà sát thủ đã vào để né sát thủ với tỷ lệ thành công lên đến 80%. Còn trò chơi chạy đua tốc độ mang lại trải nghiệm giống như game đua ngựa, chọn nhân vật yêu thích và đặt xu vào, nếu trúng, bạn sẽ nhận được thưởng gấp đến 5 lần. X-Guan còn cung cấp dịch vụ nạp game giá rẻ, giảm đến 50%, và hợp tác với các đối tác game mà Burly uy tín như Liên Quân, Phở Zifa, Tốc Chiến v.v. Vậy, đừng chần chừ nữa, nhấp vào đường link dưới phần mô tả để trải nghiệm và kiếm tiền ngay hôm nay. Đừng quên nhập mã mời để nhận thưởng đặc biệt. Sau khi mà đọc xong cái email của Phương Anh thì tôi bị rơi vào trầm tư luôn. Và ngay sau lúc đấy thì Lily gọi tôi ở ngoài cửa. Đang chú tâm như thế mà nghe tiếng gọi thì tôi cũng còn giật mình cơ mà. Thì sau đấy thì tôi cũng mở cửa cho Lily vào trong nhà. Hóa ra là sau 6699 lần thì bà ấy cũng làm ra được bánh kem. Bà ấy rất là vui mừng và hồ hởi đem sang khoe với tôi và đem tôi làm chuột bạch thí nghiệm luôn. Sau đợt đó chưa có chị Covid mà tôi ăn chẳng cảm nhận thấy cái vị gì nhở? Hay là do là tôi tâm trạng quá nên là ăn cảm giác không thấy ngon. Lily cứ luôn miệng hỏi tôi là anh ăn thấy có ngon không? Có vừa vị không? Bánh có xốp không? Tôi cũng chỉ cười cười rồi gật gật khen ngon. Đến lúc này thì trong lòng tôi đang rối bời hơn bao giờ hết. Đã hiểu lầm Phương Anh rồi nhưng Lily đối với tôi cũng rất là thật lòng, nhưng chỉ tôi mới có thể biết rằng tôi thực sự đang yêu ai. Nhưng làm thế nào để tôi mở lời với Lily đây? Rồi làm như thế nào để Lily không bị tổn thương? Hàng vạn hàng triệu những cái suy nghĩ ở trong đầu khiến những dây thần kinh còn phải nhảy tưng tưng. Thế thì liệu cơ mặt của tôi làm sao mà giãn ra được có đúng không? Chính những điều đấy đã thu hút ánh mắt của Lily. Với một người mà tình ý như Lily thì kiểu gì cũng đoán ra là tôi đang có tâm sự ở trong lòng. Nhưng mà câu hỏi lúc đầu thì có vẻ là không đúng trọng tâm lắm. Bánh có vấn đề gì à anh? Hay là anh bị dị ứng với các thành phần gì ở trong bánh? À, sao anh dị ứng mà anh lại không nói em? Em xin lỗi nhá. Lần sau thì em sẽ chú ý hơn. Tôi lúc đấy mặt của Lily phụng phịu trông tội dã man luôn. Cổ thân bao nhiêu công nghiên cứu rồi làm bánh kem rồi đưa sang cho tôi thẩm đúng những cái ngày tôi đang rất nhiều tâm trạng. Đấy thì tôi cũng chỉ cười cười rồi giải thích cho Lily không sao đâu mà anh có bị dị ứng cái gì đâu, chỉ là hôm nay đang có một số cái suy nghĩ vậy nên là nghĩ ngợi lung tung rồi không chú tâm thôi, vậy nên là em cũng đừng lo nha. Còn đến đây thì mặt của Lily lại càng kiểu đăm chiêu hơn. Anh có tâm sự gì mà không nói được cho em à? Giờ thì em cũng đã là người yêu bên cạnh anh rồi, thì có điều gì có thể giúp được thì anh có thể san sẻ với em mà. Nghe Lily nói đến đây thì tôi càng khó để có thể hạ quyết tâm. Người trước mặt tôi đây đang thực sự rất là thật lòng và yêu tôi, nếu như mà làm cả Lily tổn thương nữa thì tôi còn tồi hơn cả chữ tồi. Có rất là nhiều ông khuyên bảo tôi chân thành thế này. Yêu hai người thì cũng không sao, miễn là thật lòng là được. Ủa, alo, một lời khuyên mà thấu tình đạt lý như thế thì how to chơi? Thôi thì ông nào mà có ba bích thì cứ mạnh dạn đi trước đi nhá. Còn tôi thì thôi xin phép quay vào ô mất lượt. Vì là các ông không biết được đâu, khi con gái mà nó yêu chân thành thì nó cũng ghen kinh khủng khiếp lắm. Nó mà biết là bắt cá hai tay thì thôi lại lớn ngớ vớ cái nạng luôn. Nhưng mà cái chính ở đây là trên cái mặt lý thuyết thì tôi với Lily đang yêu nhau. Thế cơ mà tôi như kiểu bị cảm nắng một thời điểm thôi ấy. Sự là cái cảm giác của tôi khi bên cạnh Lily nó lạ lắm. Tôi không cảm nhận được cái sự ngọt ngào hay sâu đậm như bên Phương Anh đâu nhá. Tôi lại cảm thấy rất là ngại khi nói lời chia tay với Lily. Một phần là vì tôi không muốn làm Lily tổn thương, còn lại vì tôi cảm thấy áy náy khi coi Lily là một người thay thế. Còn nếu tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục yêu Lily thì cũng chẳng phải là cách hay, vì đến cuối cùng thì Lily vẫn là người tổn thương sâu sắc nhất. Vậy mà nói như thế nào, nói ra sao thì không phải là câu chuyện ngày một ngày hai. Tôi cũng tính lên kế hoạch là sau khi mà Lily đi nhập học, tôi sẽ dần dần ít nói chuyện, ít nhắn tin, ít quan tâm Lily hơn. Rồi sau đó sẽ kiểu lạnh nhạt dần rồi dần dần chia tay. Nghĩ ra thì cái cách đấy nó cũng cứ làm sao ấy. Chỉ bằng thì tôi cứ nói toẹt ra một lần, tha là đau một lần lúc đấy cho xong còn hơn là cứ đau dai đau dẳng. Hôm đấy sau khi mà cơm nước xong xuôi thì Lily nó lại chạy sang nhà tôi. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy mặt nó rất là rạng rỡ, kéo tay tôi chạy thẳng vào trong phòng khách rồi bắt đầu khoe. Đây này, anh xem đi, em vừa săn được 2 vé voucher. Cái chỗ này nhá, chill mà đẹp cực kỳ luôn. Giá cả thì lại cực kỳ phải chăng. Thời gian này thì chúng ta cũng đều đang rảnh cả, anh đi với em nhá. Tôi cũng ngó xem đấy là voucher của chỗ nào. À, thì ra đấy là một khu nghỉ dưỡng mới ở tỉnh tôi vừa mới khai thác, mãi ở trên miền núi và gần sát biên giới của Lào cơ. Công nhận là chỗ này đẹp và thơ mộng thật sự. Ngày xưa thì tôi cũng tính lên đó chơi một vài lần rồi, nhưng mà không có tiền. Bây giờ thì vẫn không có tiền thì how to lên đấy đi chơi. Tôi thì đang đăm chiêu, thế là Ly nó nhanh nhảu tiếp lời. Anh cũng không phải lo về mặt tiền bạc đâu, ở trong voucher nó đã bao gồm tất cả rồi, kể cả xe đưa đón của họ. Họ
cũng đến đón mình tận nhà mà. Nghe Lily nói như vậy thì tôi cũng cảm thấy xui xui, mà khổ nỗi là tôi đã không có duyên để đấy đi chơi rồi nên là ép cũng chẳng được. Mọi người vẫn thường nói là sao mà anh hay quay xe thế, thật lòng là chuyện đời nó như vậy chứ có phải là tôi quay xe đâu. Khi mà được Lily rủ đi du lịch mà được bao từ A đến Á như thế thì chắc chắn là tôi sẽ đi rồi, khéo đi về lại được cái iPhone 13 Pro Max thì lại chết dở. Nói cho vui vậy thôi chứ cái đợt đấy lấy đâu ra iPhone 13 Pro Max. Trước mấy ngày khởi hành thì tôi với Lily cũng đi chuẩn bị một ít đồ, và hai chiếc vali nhỏ nhỏ xinh xinh để hai đứa để đồ này, một số dụng cụ cần thiết này, nói chung là cũng khá là tươm tất rồi đấy. Giờ thì chỉ cần đợi xe đến đó nữa thôi. Thế là tôi lại nắm tay Lily đi tuần vui vẻ, mà tôi không biết là bà ấy đặt mấy phòng nữa cơ, lại đặt có mỗi một phòng cùng với một giường to thì lại ối rồi ôi. Sáng hôm đấy xe đến đón thì chúng tôi bước lên xe, cảnh tượng cũng khá là bất ngờ vì không phải là mỗi chúng tôi mà ở đây tôi gặp khá là nhiều người quen, có mấy đứa bạn cùng khóa với chúng tôi cũng lên đấy đi chơi, là chúng tôi cũng nhập hội nhập bọn luôn cho vui. Tôi tưởng chuyến này đi là êm xuôi vui vẻ mát mẻ cái ngon lành cành đào rồi đấy, cơ mà không, hoàn toàn không luôn. Game mà dễ quá thì làm gì có ai chơi lâu dài có đúng không, sớm muộn gì cũng chán rất là nhanh. Ngày đầu tiên chúng tôi lên đấy thì cũng đang còn đều khỏe cả nên là tham gia rất là nhiều những cái chương trình của resort, rồi tối về thì lại đốt lửa trại rồi là đồ nướng. Nói chung là ngày đầu tiên cũng khá là trọn vẹn và vui dã man luôn. Ngày thứ hai tưởng chừng như là lại cũng giống như ngày thứ nhất, cũng giống thật, cũng vẫn rất là vui ấy. Thế cơ mà đến ngày thứ hai thì tôi đã gặp một số người, và chính xác hơn đấy là một người, và người đấy mong gặp tôi hơn là tôi gặp người đấy luôn. Đến đoạn này thì các ông lại bảo tôi quay xe nữa có đúng không, chính xác cái hôm đấy là Phương Anh đã về nước rồi đấy. Ngay còn biết rõ cái lịch trình của tôi lên trên đây ăn gì làm gì luôn. Đợt đó tôi nghe đâu là Phương Anh về làm một số giấy tờ thì cũng không được về nhiều lắm đâu, chỉ được về một vài tuần thôi. Cơ mà sao lại phải bắt buộc gặp tôi ở trên này, tôi với Phương Anh có còn là gì của nhau đâu. Tối hôm đấy thì cả nhóm đang ngồi đốt lửa để chuẩn bị nướng đồ ăn đấy, thì tôi cũng chẳng để ý lắm, một thằng bạn ở lớp bên vỗ vỗ vai tôi, tôi bất giác ngẩng đầu dậy, một dáng vẻ mà vừa xa lạ vừa quen thuộc đến lạ thường. Lúc này thì tôi đã thực sự loạn nhịp rồi và cực kỳ là khó xử luôn. Tôi quay sang nhìn Lily thì dường như là Lily cũng đã cảm nhận được cái điều gì không hay chuẩn bị ập tới rồi. Các bạn sẽ nghĩ là hôm nay sẽ có quả drama có bát ư, nhưng mà không, hoàn toàn không, phần hay thì vẫn đang còn ở phía sau. Các bạn đoán thử xem hay thế nào nhé. Cảm giác gặp lại người mình yêu thương sau bao nhiêu ngày xa cách nó sẽ như thế nào? À thì để mà nói cho nó cảm xúc nhất thì có lẽ là phải làm theo cái trend đang nổi trên TikTok mấy ngày nay. Nhưng cái đó là chen của người ta và là anh của hiện tại. Còn chen của tôi và Phương Anh lúc đấy thì chỉ gói gọn trong một vài chữ: có ngại ngùng, có bất ngờ và bật ngửa. Lúc này thì trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi kiểu như là: ôi Molagu, tại sao Phương Anh lại có mặt ở đây nhở? Với lại về đây thì lại có cái mục đích gì? Mà sao tự nhiên tim tôi đập nhanh thế nhở? Lúc đấy thì không phải nói nữa luôn chứ tim thì đập nhanh, ở bên ngoài thì khuôn mặt tôi căng thẳng lắm luôn. Chắc chắn rồi, cả Lily và Phương Anh cũng đều nhận ra điều đó. Phương Anh đang toan bước về phía tôi thì Lily từ đâu ra vội chạy tới nắm lấy tay tôi. Tôi liền đứng đấy để hỏi thăm Phương Anh luôn. Đúng kiểu là bà Lily này đang đánh dấu chủ quyền quốc gia ấy. Thấy cả hai trao nhau những ánh mắt đầy yêu thương hình viên đạn, sau thì chuyển đổi trạng thái sang nhìn nhau gườm gườm. Tôi còn tưởng là sắp oánh nhau đến nơi rồi ấy, thay vì là trơ mặt ra để xem hai người chuẩn bị combat thì tôi lại chống mắt lên xem hai bà này định làm gì tiếp theo. Và đúng như những gì tôi dự kiến luôn, hai cô nàng chỉ gầm gừ rồi hầm hè nhau thế thôi, chứ chẳng hề có buổi biểu diễn nghệ thuật mua võ lung tung chảo hay là nắm tóc ở đây cả. Tưởng thế nào chứ mấy bà này thì cũng toàn là giang hồ internet. Thì sau cái buổi chào hỏi không được vui vẻ cho lắm thì người nào cũng về chỗ đấy. Tối nay thì chúng tôi vẫn đốt lửa trại và ngồi ăn nướng với nhau. Bỗng dưng là một thằng trong nhóm lại có đề xuất như thế này, đó là cả nhóm đi tìm một cái xô lớn rồi mua rượu vodka đá với lại trái cây để thả vào, vì là cái thời gian đó soju xô chủng nó chưa thịnh hành nên là khó mua lắm. Uống cái vodka mà pha hoa quả thế này thì nó đã sáng tạo lắm rồi. Cơ mà đúng kiểu là tuổi trẻ chưa trải sự đời, biết là uống như thế thì nó say vắt cả lưỡi sang một bên đâu. Chẳng phải nói thì mọi người cũng đoán được ai là người say nhất nhở. Và khi cô ấy say lại còn xảy ra rất là nhiều những vấn đề, và một trong những điều đang rất là bất ngờ sẽ đến ở những tập tiếp theo. Nhân đây thì mình cũng muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người, vì là thời gian vừa rồi mình khá là bận nên không ra được video đều. Hy vọng là mọi người vẫn luôn ủng hộ mình và ủn mông để tiếp sức cho mình cho series sắp tới mang tên Nóc Nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Khi con gái mà say thì nó đáng sợ tới như thế nào? Với những cái anh em mà FA lâu năm hay chưa một lần yêu ai, có thể nghe tham khảo và để biết được là nó đáng sợ như thế nào nhá. Hôm đấy thì sau khi mà tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong thì anh em bắt đầu nhập mâm. Sau khi chứng kiến cái vụ chào hỏi không được thân mật lắm của hai cô nàng, thì tôi cũng khá là tụt mốt, thế nên là cũng chẳng muốn nhậu nhẹt gì. Thế nên là tôi cũng chỉ ngồi ăn qua loa sau đó rồi đi về phòng. Còn tất cả mọi người, có cả Lily và Phương Anh, đều đang ngồi đấy reo hò. Lúc này nằm ở trong phòng thì tôi mới bắt tay lên trán để mà suy nghĩ có nên về nhà luôn không nhỉ? Ở đây chán quá. Nhưng thực tâm là có phải đâu. Đến bây giờ mà mỗi khi nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình phèn khi xử lý vụ đấy vãi, không dám đối diện với thực tại, chỉ chăm chăm trốn chạy. Tuổi trẻ thì ai mà chả từng mắc sai lầm, vậy nên là anh chị em đừng có buông lời cay đắng nha. Đang nằm ở trong phòng suy nghĩ quẩn quanh thì bỗng dưng ở bên ngoài phát ra tiếng hát. Ôi rồi ôi, mấy con rồi này biết ngay mà, ăn no uống say xong là y như rằng rừng mỡ lôi karaoke ra hát âm làng âm xóm. Ôn quá thế là tôi cũng chẳng ở phòng nữa, thế là đi ra ngoài để đi dạo. Đi được một đoạn thì tôi thấy một bà cụ đang bán trà đá, lại còn bán cả ngô phai nướng nước hết cả mũi, thế là tôi lại xả vào. Lúc nãy dỗi không ăn được cơm, thế là tôi đánh một lúc 2-3 bát ngô. Tầm giờ chưa có nhiều khách lắm, thế là tôi ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với bà cụ. Bà ấy là người dân tộc Thái cũng sống ở xung quanh đây, nhưng đúng là gừng càng già thì lại càng cay. Ngồi nói chuyện một lúc, tôi lúc nào cũng tươi cười, nhưng bà lại hỏi tôi là: con đang có tâm sự ở trong lòng có đúng không? Ủa alo, tại sao bà cụ lại có thể biết được nhở? Tôi định chối là không phải, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại hỏi là bà cụ: sao bà lại hỏi như thế ạ? Bà cụ cười một cách móm mém hiền hậu rồi nói với tôi: già nhìn thấy con cười nhưng không có vui, ánh mắt của con buồn lắm. Ở trên bản của già tuy là không giàu có nhưng mọi người đều rất là vui vẻ, thì trong bụng của mỗi người đều rất là yên vui. Già có lời khuyên cho chàng trai trẻ: con hãy chút bớt gánh nặng và hãy nghe những gì trong sâu thẳm của bản thân thì con mới yên lòng và hạnh phúc được. Nghe bà
bà cụ nói như vậy thì tôi ngỡ ra được rất là nhiều điều. Tôi trả tiền cảm ơn bà cụ và quay về homestay. Anh chị em nhớ nắm chắc tay ghế rồi ngồi ngay ngắn vào nhá. Thì sắp tới đây câu chuyện nó sẽ rất là gay cấn. Sau khi mà ngồi nói chuyện, ăn ngô uống trà đá ở chỗ bà cụ xong, thế là tôi thong dong đi bộ về. Tôi cũng áng áng cái giờ này là các con rời cũng bắt đầu nghỉ hát rồi. Tôi đi về đến nơi thì phòng nào nó cũng đã về phòng đấy. Mà quái nhở, hôm nay sao chúng nó lại nghỉ sớm thế chứ? Hay là lại xảy ra cái chuyện gì rồi? Bất giác thì tôi cũng lôi cái điện thoại trong túi ra xem. Anh ngồi nói chuyện với bà cụ cuốn quá nên là tôi cũng chẳng muốn ai làm phiền, để chế độ máy bay luôn. Bây giờ mở ra thì nó kêu liên tục, vừa tin nhắn vừa cuộc gọi nhỡ. Lúc này thì tôi càng kiểu bất an nhiều hơn. Tôi chạy về phòng thế là thấy Lily đang ngồi mếu máo. Vừa thấy tôi thì Lily đứng dậy ôm chầm lấy tôi. Tôi hỏi như thế nào thì cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ ôm chầm lấy tôi rồi khóc thút thít. Một lúc sau thì Lily có vẻ bình tĩnh hơn, thế là tôi đưa Lily ngồi xuống ghế. Sau vài tiếng nấc nghẹn thì Lily mới bắt đầu mở lời. Từ chiều đến giờ anh đi đâu ấy, em gọi anh không được. Anh có biết là em lo cho anh như thế nào không? Cái chỗ này thì đứa nào cũng lạ nước lạ cái cả, anh lại còn tắt điện thoại nữa chứ. Nói xong thì Lily lại bắt đầu tiếp tục mếu máo. Tôi lau nước mắt cho Lily rồi bắt đầu dỗ dành cô ấy. Cùng với đó là kể cho Lily nghe về câu chuyện của bà cụ mà tôi gặp. Ngồi chơi và nói chuyện với nhau một lúc nữa, thế là Lily cũng đi về phòng. Này thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì chắc là không có vấn đề gì xảy ra trong bữa tiệc hết. Tôi đang định đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ thì có một tin nhắn gửi đến. Tôi cũng định kệ để đấy, sau khi mà đánh răng rửa mặt xong rồi vào check sau. Cơ mà chỉ vài giây sau thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là bạn thân của Phương Anh đang gọi tới. Tôi nhấc máy lên nghe thì ở bên kia đầu dây chuyển sang khá là gấp gáp. Alo, cậu à, cậu sang phòng 209 ngay nhá, cậu cứ qua đi, rồi tớ sẽ giải thích sau. Nói chưa dứt lời thì đã cúp máy cái rù. Tôi còn chưa kịp phản ứng hay là đồng ý luôn. Lúc này thì tôi cũng khá là phân vân có nên sang hay là không, mà tự nhiên lại gọi sang đấy để làm cái gì nhở? Cũng đấu tranh tư tưởng được một lúc rồi thì tôi cũng đi sang, và cũng gần đúng như tất cả những gì tôi suy nghĩ luôn. Phương Anh đang say và làm loạn hết bên này, vừa khóc lóc om sòm vừa quậy phá, nghĩ ra cũng tội của bạn thân kia thật. Vừa thấy tôi chạy sang, thấy cô bạn thân kia như kiểu chết đuối vớ được cọc, liền nhờ tôi trông hộ Phương Anh. Thấy cô ấy đi lấy quần áo thay cho Phương Anh, say xỉn rồi Liverpool ra hết cả quần áo. Nhìn thấy cảnh này thì tôi cảm thấy chua xót quá. Và rồi tối hôm đấy thì xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn ứng dụng X1. Ứng dụng này vừa có thể chơi game, vừa có thể kiếm được tiền hát nhất năm 2024. Đây là số tiền mình kiếm được sau 2 ngày chơi trên app. Trong X1 bạn có thể kiếm tiền bằng cách chơi game. Hiện tại, có 2 game kiếm tiền cực kỳ nhanh và tỷ lệ thắng cao, đó là game vua thoát hiểm và chạy đua tốc độ. Trong game vua thoát hiểm, chỉ cần chọn phòng để trốn sát thủ, mẹo để thắng là xem kết quả của các vòng trước, và vào phòng mà sát thủ đã vào để né sát thủ với tỷ lệ thành công lên đến 80%. Còn trò chơi chạy đua tốc độ mang lại trải nghiệm giống như game đua ngựa, chọn nhân vật yêu thích và đặt xu vào. Nếu trúng, bạn sẽ nhận được thưởng gấp đến 5 lần. X1 còn cung cấp dịch vụ nạp game giá rẻ, giảm đến 50%, và hợp tác với các đối tác game Marbley uy tín như Liên Quân, Phở Zifa, Tốc Chiến v.v. Vậy, đừng chần chừ nữa, nhấp vào đường link dưới phần mô tả để trải nghiệm và kiếm tiền ngay hôm nay. Đừng quên nhập mã mời để nhận thưởng đặc biệt. Sau khi mà tôi thấy người yêu cũ say sưa vật vã như thế thì tối hôm đấy diễn biến nó sẽ như thế nào? Mà nghĩ lại thì cũng thấy cái bà bạn thân của Phương Anh kia cũng lắm chuyện thật. Đang yên đang lành thì tự nhiên lại gọi tôi sang. Bây giờ thì sau một hồi gào khóc rồi say sưa nôn mửa thì Phương Anh cũng đã trở về với cái trạng thái mềm như bún. Trong lát sau bà bạn thân của Phương Anh đã lấy được quần áo nên là tôi đi ra ngoài. Kể ra là cái đứa bạn thân này của Phương Anh cũng khá là chu đáo, thay hết đồ cho Phương Anh, lau mặt, lau tay, lau chân rồi đưa lên giường nằm. Xong xuôi đâu đó thì đi ra ngoài gặp nói chuyện với tôi. Tớ xin lỗi nhá vì đã làm phiền cậu đêm hôm như thế này. Nhưng mà lúc nãy thì Phương Anh nó quấy quá, nó cứ gào khóc rồi đòi gặp cậu bằng được. Tớ thì cũng chẳng còn cách nào khác nên là phải gọi cho cậu. Nhưng đến lúc cậu đến thì nó mệt quá rồi. Tôi thì cũng chỉ cười cười gật gật nói không sao. Lúc sau thì bạn thân của Phương Anh cũng về phòng để đi ngủ. Tôi đứng ở bên ngoài hành lang rồi bắt đầu suy nghĩ, hay là bạn thân của Phương Anh nó đang gài mình để sang bên này nhở? Cơ mà Phương Anh thì cũng say thật mà. Nhưng nghe bạn thân của Phương Anh nói như vậy thì tôi cũng cảm thấy rất là đau lòng. Đứng ở bên ngoài cửa phòng của Phương Anh thì lúc này tôi mới đấu tranh tư tưởng là mình có nên vào hay là không nhở? Nhưng mà đi vào để làm cái gì? Lỡ ra đấy có ai nhìn thấy thì thôi lại rách điểm. Kiểu tôi ghét nhất là bị hiểu lầm ấy. Cơ mà con tim đã chiến thắng rồi thì lý trí chỉ có việc dẫn đường thôi. Thế là tôi nhẹ tay đẩy cửa đi vào. Tôi ngồi ở ngay cạnh giường Phương Anh. Phương Anh gầy đi khá nhiều so với trước. Cô đó nhìn nàng mà tôi cảm thấy rất là buồn. Cũng chẳng biết là Phương Anh vừa rồi đã xảy ra những gì nữa. Cũng dưng Phương Anh động đậy và đòi uống nước. Thế là tôi lấy nước rồi dìu Phương Anh dậy để uống. Xong được ngụm nước thì Phương Anh nhìn tôi một cách rất là ngạc nhiên. Anh sang đây để làm cái gì? Anh quay về với nó đi. Tôi cũng không biết là mình nên nói hay là giải thích gì nữa nên là chỉ trả lời. Tao thì cũng chỉ định ngồi đây với em một chút nữa thôi. Rồi sau đó thì tao sẽ về. Sau lúc đó thì bỗng dưng cả tôi và Phương Anh đều chìm vào trong sự im lặng. Lúc sau thì tôi cũng định đứng dậy đi về phòng. Chuẩn bị đứng dậy thì Phương Anh giơ tay ra tát tôi một cái đau điếng. Lúc đấy thì tôi cảm thấy bất ngờ dã cảm an luôn. Vì là tất cả những cái sự phẫn uất cũng như cái sự kìm nén của Phương Anh suốt thời gian qua đã dồn hết vào cái tát này. Tôi còn chưa kịp phản ứng như thế nào thì Phương Anh ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Tao xin anh đừng bỏ đi mà. Anh đừng làm như thế, đừng bỏ tao lại một mình. Tao không muốn mất anh đâu. Nghe thấy như thế thì đến sắt đá còn phải mềm ra nữa, huống gì là tôi. Lúc đấy thì mọi cảm xúc của tôi như đã rơi vào đỉnh điểm. Nước mắt thì cứ trực tuôn trào ra mà không hề có một lý do. Ai mà đã từng bị một cái tát nó đau điếng long trời lở đất như thế mà chẳng khóc có đúng không? Cơ mà lúc đấy tôi khóc không phải đau vì cái tát, mà chính xác lúc đấy là đau lòng. Đau lòng đấy các ông ạ. Người con gái mà ngồi trước mặt tôi hiện tại là người mà tôi đã và đang và vẫn đang còn rất là yêu. Nhưng mà khi cô ấy bị tổn thương cũng lại là do chính tôi. Đến bây giờ thì tôi nghĩ về Phương Anh rồi cả Lily nữa. Bỏ thì thấy thương mà vương thì thấy tội. Cơ mà yêu cả hai thật lòng thì cũng không được nha. Phương Anh thì cứ ngồi đấy ôm chặt lấy tôi khóc mãi không thôi. Ôi một tiếng khóc nức nghẹn của Phương Anh, dường như cô ấy đã chút đi được một ít gánh nặng cũng như là sự dồn nén. Hai vai áo của tôi thì bây giờ đã ướt đẫm rồi. Phương Anh cứ khóc liên tục như thế trong 30 phút sau khi mà đã vơi đi được nỗi lòng cũng như là mất
mất khá nhiều nước trong cơ thể. Thì Phương Anh buông tôi ra, lau nước mắt rồi hai đứa ngồi nói chuyện. Phương Anh nói với tôi về cái giọng đang còn rất là buồn. Xin lỗi anh khi mà tao không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tao có nhiều cái vẫn đang còn kìm nén quá và tao vẫn đang còn rất là yêu anh. Ở bên đấy khi mà chúng ta xảy ra chuyện thì tao mong cái khoảnh khắc mà được ôm anh như lúc nãy rất là lâu. Khi mà chuẩn bị lên máy bay đi về nước thì tao tự tin rằng tao có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cho nên khi mà tao gặp anh thì mọi thứ như đã vỡ hòa, nhưng tao không thể đến ôm anh được vì bên cạnh anh bây giờ đã có một người khác rồi. Và cái khoảnh khắc từ bữa tối đến giờ anh không biết là nó tệ như thế nào với tao đâu. Tao thì đã mất anh, còn nó thì với một cái khuôn mặt của người chiến thắng. Rồi thì anh thử nói mà xem, tao sẽ phải sống và đối diện với nó như thế nào đây? Tao uống rượu say rồi chết quách đi cho xong. Anh tệ bạc lắm. Nói dứt lời thì Phương Anh lại khóc. Lúc này thì tôi cũng không còn e dè nữa, giơ tay lên lau nước mắt cho Phương Anh. Rồi tôi nhẹ nhàng an ủi, nhận những cái lỗi về mình. Xin lỗi em vì những cái điều mà tao đã làm em đau lòng suốt những thời gian qua. Thực tâm trong lòng thì tao biết chắc là bây giờ tao đang yêu ai, nhưng sau tất cả thì tao cảm thấy mình tệ quá. Và thật sự là tao không có xứng với em, cùng với đó là không xứng đáng để nhận được tất cả những cái gì em dành cho tao. Và nhân đây thì tao có điều này muốn nói với em. Phương Anh này, tao vẫn rất yêu em, nhưng mà mình chia tay em nhé. Cảm giác lúc đấy sẽ ra sao và sau khi mà chia tay rồi thì mọi thứ sẽ như thế nào? Liệu rằng nó có thực sự là tồi tệ như nhiều người nói? Vì tôi cũng đã từng nghe nói là hậu chia tay nó còn kinh hơn cả hậu Covid. À, hậu gì thì cũng chưa biết nhưng mà hậu quả thì có đấy. Tôi vừa dứt lời nói chia tay với Phương Anh xong thì bố một cái tát rất ư chi là dứt khoát đến từ Phương Anh. Chắc là do lúc nãy Phương Anh tát tôi ở bên má trái nó chưa cân, thế là bây giờ tát đốt bên má phải cho nó balance. Đỡ kiểu là nhất bên trọng nhất bên kinh. Bây giờ thì tôi mới để ý ra một cái đấy là Phương Anh sang đấy chắc là sẵn thịt nguội xúc xích với lại phô mai ăn nhiều. Đâm ra là tay có vẻ to lên hay sao ấy, tát đau thế. Hay mà tôi không có nhiều anh em ulti fan chứ không lại bảo là cho chừa. Cơ mà nói qua thì cũng phải nói lại, đứng giữa cái ngã tư đường như tôi thì có lẽ là rất nhiều chàng trai cũng sẽ làm như vậy thôi. Thế thì Phương Anh có níu kéo hay không? Có chứ, giận thì giận mà thương thì thương mà. Ấy thế cơ mà đoạn này thì khóc ít hơn, có vẻ như là Phương Anh đã dần lấy lại bình tĩnh để đối diện với sự thật. Nói chung là vẫn đang còn nghẹn ngào và quyến luyến lắm. Còn cảm xúc của tôi lúc đấy thì miêu tả bằng một câu, bên trong thì đổ vỡ tan nát còn bên ngoài thì mạnh mẽ. Nói chung là mọi thứ lúc đấy nó khổ sở ghê lắm. Tôi cũng chẳng biết giải thích cho mọi người như thế nào để mọi người hiểu hơn ngoài chữ đau. Cả tôi và Phương Anh đều trầm tư một lúc nữa rồi bắt đầu lên tiếng. Phương Anh bắt đầu trước. Anh ạ, nếu như anh đã quyết định như vậy rồi thì em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Nhưng mà anh ơi, dù rằng anh không còn yêu em nữa thì xin anh hãy nhớ rằng em vẫn đang còn yêu và em vẫn có thể chờ anh trong một khoảng thời gian nhất định. Em vẫn muốn đứng phía sau anh, dõi theo anh và yêu anh. Em cũng chỉ muốn có một nguyện ước nhỏ nhỏ thế này. Em hy vọng ở một góc nhỏ nào đó ở trong anh lưu giữ chút gì đó về em và khoảnh khắc của chúng ta. Em cảm ơn anh suốt thời gian vừa qua và chúc anh hạnh phúc. Dứt lời thì Phương Anh không kìm nổi cảm xúc mà bật khóc lên, do nước mắt đau đớn đến tận cùng. Tôi ôm lấy Phương Anh với danh nghĩa cuối cùng là người yêu, chắc chỉ còn cơ hội này là lần cuối thôi. Vì sau này nếu tôi và Phương Anh có gặp lại thì những cái ôm thân thiết kiểu kia cũng chỉ là với danh nghĩa bạn bè. Và đêm đấy cũng bắt đầu dần trôi theo những cái gì mà nó từng tiếp diễn. Chỉ có trái tim của tôi và Phương Anh đứt gãy mà chẳng thể nào gắn liền. Hai nửa trái tim nhưng đầy dậy những sự đau khổ. Người xưa từng nói không ai uống mãi nước ở một dòng sông. Còn dân mạng và các anh hùng bàn phím thì nói là đi hai chiếc dép thì không thể nào dẫm chung cùng một bãi xít. Hy vọng là cái câu nói nhảm nhí vừa rồi của tôi giúp mọi người có thể giảm căng thẳng mệt mỏi để vui vẻ không quạo và tập trung vào những tập cuối cùng của series này. Sau cái buổi tối định mệnh hôm đấy thì tôi với Phương Anh đường ai đấy đi. Tôi và Lily thì cũng kết thúc cái dịp nghỉ ở trên đấy và trở về nhà. Lily thì chuẩn bị khăn gói lên thủ đô để chuẩn bị nhập học. Có lẽ là thời gian này sẽ là thời gian thích hợp nhất để tôi có thể nói chuyện đấy với Lily. Vì biết đâu là ở một nơi xa và một chân trời khác, Lily có thể tìm được thấy điều gì đó mà mình đang mong muốn. Và lần này thì tôi cũng thực sự hạ quyết tâm. Vì nói thật là một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như Lily thì thiếu gì mà người tán. Rất là nhiều người tốt hơn đang chờ cô ấy thì tại sao phải ở bên tôi? Và một điều nó cực kỳ quan trọng đấy là tôi không tìm được một cái cảm giác nó thực sự yêu thương khi mà bên cạnh Lily. Và tôi thì cũng chẳng muốn cô ấy đau khổ cũng như là rơi nước mắt nhiều như Phương Anh nữa. Vậy nên là tối hôm đấy tôi mời Lily đi uống nước dừa ở ngay đúng cái địa điểm mà ngày đầu tiên của tôi với Lily. Suốt dọc đường thì Lily vẫn cười rất tươi, vẫn nói chuyện và hỏi han cũng như là quan tâm tôi. Ai à, điều đấy thì càng khiến tôi cảm thấy nặng nề. Ngồi vào bàn thì chủ yếu nói về cái chuyện sau này Lily lên trên đấy đi học như thế nào. Tôi thì đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ hay chưa? Đến một đoạn thì tôi bắt đầu mở lời. À Lily này, thời gian tới em đi học thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có thể là anh sẽ không chọn trường đại học nào cả, thế nên là anh sẽ không lên đấy đâu. Anh sẽ đi đâu đó làm trải nghiệm một thời gian, sau đó khoảng 1-2 năm gì đấy thì anh sẽ quay lại chọn đại học sau. Nghe xong thì mặt của Lily lúc đấy thoáng buồn. Một lúc sau đó thì cô ấy tươi cười trở lại và nói với tôi, anh mà đã quyết như vậy rồi thì em cũng chẳng có khuyên ngăn gì cả, nhưng mà anh cũng phải nhớ là phải giữ sức khỏe đấy nhá. Đi làm ở đó rồi lâu lâu lại về thăm em. Sau đó thì Lily lại cười hì hì. Thế Lily trông tinh thần thoải mái hơn, thế là tôi cũng vào vấn đề chính luôn. Ly này, có vấn đề này thì anh muốn nói với em. Anh muốn là em hãy bình tĩnh khi nghe anh nói điều này. Trước hết là anh muốn nói lời cảm ơn đến em. Thì thời gian vừa rồi đã luôn quan tâm, chăm sóc và ở bên cạnh anh. Em là một người con gái rất là tốt, rất là xinh đẹp. Chính vì điều này nên là anh không muốn em phải thiệt thòi hơn nữa. Em à, hay là bây giờ chúng mình... Cái cảm giác mà trong một thời gian ngắn yêu một lúc hai người rồi chia tay một lúc hai người luôn thì nó sẽ như thế nào? À mà đính chính lại cho mấy bạn mới nghe thì đấy không phải là tôi bắt cá hai tay đâu nhá, mà nó đơn giản chỉ là một cuộc tình nó hơi éo le thôi. Tối hôm đó sau khi mà tôi nói ngập ngừng đến cái đoạn đấy thì Lily lấy hai ngón tay rồi che miệng tôi lại. Đôi mắt lúc đấy thì đã long lanh và hơi rưng rưng lệ rồi, nhưng miệng thì vẫn mỉm cười một nụ cười đau khổ. Anh này, trước khi mà anh nói tiếp thì anh có thể lắng nghe một chút được không?
Tôi gật đầu, thế là Lily tiếp lời. Thực ra thì em muốn xin lỗi anh. Tối hôm đó sau khi mà em sang tìm anh thì không thấy anh ở phòng. Ngồi chờ mãi mà không thấy anh về. Vậy là em đi loanh quanh để tìm anh. Và em cũng chỉ vô tình nhìn thấy anh cùng với Phương Anh ở đấy, cũng như là cuộc trò chuyện của hai người. Em không cố ý bất lịch sự đến như vậy. Nhưng kể từ giây phút đó thì em biết là mọi cố gắng của em suốt thời gian qua nó đã không thành công như em mong muốn. Và em phải chấp nhận một sự thật là trái tim của anh không hướng về em. Nhưng mà em vẫn cảm thấy rất vui suốt thời gian ngắn ngủi vừa qua. Vì có anh, vì một người mà em thực sự yêu và rung động. Chuyện tình cảm là những thứ không nên phải gượng ép. Khi chúng ta không còn là gì của nhau nữa thì em cũng chỉ hy vọng rằng anh hãy coi em là những gì đã từng nhé. Và đừng quên tên em, anh nhá. Nói dứt lời thì Lily đứng dậy và bật khóc. Cô ấy chạy vội ra chỗ lấy xe và đi về. Bóng lưng của Lily khuất dần rồi xa mãi. Và sau đó là hòa vào trong dòng người đang đông đúc ở ngoài kia. Liệu tôi có nên đuổi theo Lily hay là không? Nhưng mà tôi nghĩ là không. Các bạn sẽ trách tôi là cạn tàu giáo máng rồi là vô tâm. Cơ mà trong cái khoảnh khắc này thì có lẽ Lily ở một mình thì nó sẽ tốt hơn. Vài ngày sau thì tôi nhận được tin nhắn của Lily. Sắp tới thì bố em sẽ sang Mỹ để làm việc và cả nhà em sẽ chuyển sang đấy định cư hẳn luôn. Trước khi bay sang đấy thì em chỉ có một nguyện ước thế này. Anh có thể ra sân bay tiễn em được không? Và cho em được phép ôm anh một lần cuối cùng. Rất nhanh chóng thì tôi cũng đã đồng ý về cái nguyện vọng này của Lily. Nhìn thấy cô ấy tươi cười và không còn buồn nữa thì tôi cảm thấy yên lòng hơn. Sau mỗi cuộc tình đã qua thì chuyện tình nào khiến bạn tiếc nuối nhiều nhất? Tôi nghĩ là ai cũng vậy thôi. Ai đã từng yêu một người thật lòng thì chắc chắn sẽ có những điều tiếc nuối. Với cảm nhận của tôi thì Phương Anh hay là Lily đều đáng trân trọng cả. Mỗi người thì đều có một vẻ, một nét rất là riêng và đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi thời bấy giờ. Nhưng có lẽ là vì duyên chưa đủ, vậy nên là chúng tôi không thể đến được với nhau. Còn về phần của Phương Anh và Lily, sau một khoảng thời gian nguôi ngoai thì chúng tôi cũng hay nhắn tin, gọi điện rồi hỏi thăm nhau về công việc, sức khỏe cũng như là học tập. Tôi thấy là hình như tâm trạng của Lily thì có vẻ là ổn hơn. Còn với Phương Anh thì lúc bình thường nói chuyện thì chẳng sao. Hôm nào mà lỡ có tí men men vào thì thôi đấy. Cũng kiểu là tôi phải tiếp chuyện đến sáng luôn. Và gần như là hôm nào thì cũng hỏi một câu đấy là anh có nhớ tao không? Nhớ không ấy à? Có chứ, nhưng mà chúng ta chia tay rồi mà. Rồi những khi khác Phương Anh lại hay hỏi tôi là hay là anh này, mình yêu lại từ đầu đi. Điều này thì tôi cũng muốn chứ, nhưng mà làm sao được? Khoảng cách của đôi ta thì quá là xa, giới hạn giàu nghèo thì cũng đã vạch rõ ràng. Nói chung là cứ khi nào Phương Anh hỏi những điều đấy thì tôi lại bắt đầu chối vòng quanh, hoặc là trả lời dỗ dành không đúng trọng tâm. Tôi vẫn nghĩ là có lẽ tôi làm những điều đấy là đúng, vì rằng khả năng tôi đem lại hạnh phúc cho Phương Anh thực sự là không nhiều. Vì vậy nên là tối ngày hôm đấy tôi mới chủ động chia tay Phương Anh, và có lẽ là điều đấy sẽ tốt hơn cho cô ấy rất là nhiều, thay vì là ở bên tôi. Tình yêu bọ xít rồi, nhưng sắp tới sẽ có một số tập được gọi là tình yêu bọ xít ngoại truyện. Những tập này thì tôi sẽ giải thích một số thắc mắc của mọi người, nên là mọi người có câu hỏi gì thì đừng ngần ngại cho tôi biết nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.